cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi đừng nằm mơ, dẫm lên vết xe đổ. Lâm Tiêu Tiêu sắp bị giận điên lên, trên đời này vì sao lại có vô sỉ như vậy người a? Ngươi vẫn là cút đi, ta nhìn ngươi không có khả năng hối cải, Lý Thiên Mệnh, tự giải quyết cho tốt, hàng vạn hàng nghìn, đừng có lại hủy đi chính mình. Mộc Tình Tình để hắn nhìn đến vô cùng không thoải mái, bởi vì Lý Thiên Mệnh ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên qua tâm linh của nàng, thấy được nàng kiêng kỵ chỗ. Lý Thiên Mệnh biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng muốn duy trì trước mắt cuộc sống tốt đẹp. Lý Thiên Mệnh làm duy nhất có thể phá hư đây hết thảy người, đã khiến cho nàng kiêng kỵ cùng sát cơ. Tình Tình, ngươi lời khuyên ta nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh nói. Xin ngươi đừng lại xưng hô như vậy ta, được không? Mộc Tình Tình không thể nhịn được nữa. Đối với nàng mà nói, cùng Lý Thiên Mệnh dây dưa không rõ là tối kỵ. Nhưng, ai bảo nàng ngay từ đầu thì biểu hiện ra hoa sen trắng giống như tha thứ tư thái đâu. Cái kia ngươi xưng hô như thế nào đâu? Muốn không ta lại cho ngươi thủ cái tên, kêu cái gì đâu, huyết hoa, thế nào? Lý Thiên Mệnh cho đến lúc này, tại lớn nhất không tưởng tượng được thời điểm, nói ra hai chữ này. Huyết hoa. Làm hắn nói ra, huyết hoa, hai chữ trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, Mộc Tình Tình đồng tử co rụt lại. Đây là người bình thường tâm hỏng phản ứng đầu tiên. Hắn hiểu rõ nàng, cho nên hắn hiện tại 100% kết luận, bài vị chiến trước đó được phái tới ám sát máu của mình hoa điện sát thủ, là Mộc Tình Tình mua chuộc. Hết thảy làm theo. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh không nói gì thêm, hắn mỉm cười, biểu lộ ngoạn vị nhìn lấy Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình cũng biết, mình bị hắn khám phá. Vừa nghe được chính mình trở về tin tức, lập tức xin mời sát thủ tới giết chính mình, để Lý Thiên Mệnh tại quỷ môn quan trước mặt đi một lượt. Cái gì gọi là tuyệt tình? Cái gì gọi là độc ác? Đây mới thật sự là tuyệt tình, đây mới thật sự là độc ác. 3 năm trước đây thiết kế hãm hại, cướp đi Lý Thiên Mệnh hết thảy, đả thương nặng tim của hắn, giết chết sinh tử của hắn huynh đệ. 3 năm sau, Lý Thiên Mệnh vừa trở về. Nàng thì bất động thanh sắc thuê mướn sát thủ ám sát chính mình. Muốn không phải Tuyết Lam quấy nhiễu, Lý Thiên Mệnh sớm nên hoài nghi đến trên người nàng. Hôm nay chính thức nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh mới kết luận đây hết thảy. Tâm tính thiện lương hung ác. Thật sự là đủ hung ác. Bất quá không quan hệ, sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh cái kia báo thủ quyết tâm kiên cố hơn quyết, làm cho hắn càng rõ ràng hơn nhìn thấu nàng. Bị nhìn xuyên Mộc Tình Tình. Nàng tự biết tại Lý Thiên Mệnh trước mặt nói cái gì đều vô dụng. Cho nên, như là đã không chết không thôi, nàng chỉ cần tại vạn chúng trước mặt, bảo trì hình tượng của mình là có thể. Nàng nhếch miệng, đối Lâm Tiêu Tiêu nói, chúng ta đi thôi, ta đối với hắn quá thất vọng rồi. Tốt, Lý Thiên Mệnh, người từ đó xéo đi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói, lên đường bình an. Trong lúc các nàng lúc xoay người, Lý Thiên Mệnh nói ra 4 chữ này. 4 chữ này cắm ở Mộc Tình Tình trên lỗ tai, để cho nàng dừng bước, thân thể hơi hơi chấn động một cái. Chính mình bảo trọng đi. Một câu nói sau cùng này, Mộc Tình Tình liền không có lại dùng này lúc trước cái loại này thánh khiết thái độ nói chuyện. Câu nói này có uy hiếp, cũng có âm lãnh. Đây là nàng đối Lý Thiên Mệnh cảnh cáo. Coi như hắn biết huyết hoa điện là ai thuê mướn, nhưng là thì tính sao? Người có quyền thế, lúc giết người chính là có thể vô thanh vô tức. Chính là có thể một tay che trời. Nàng hiện tại lưng tựa Lôi Tôn phủ, mà Lý Thiên Mệnh cùng 3 năm trước đây còn không phải như vậy, không quyền không thế. Nàng cài này vừa đi, trong lòng hai người đều rõ ràng, cuộc sống về sau tuyệt đối là không chết không thôi. Ngươi không chết thì là ta vong. Đương nhiên, vì bảo trì hình tượng của mình, Mộc Tình Tình còn phải ở trước công chúng đối với người nói, Lý Thiên Mệnh có thể hối cải để làm người mới nàng cao hứng dùm cho hắn loại hình. Ca ca. Ngay tại hắn lúc này thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến ôn nhu mà thanh thúy, như là ngân linh nhi giống như thanh âm. Cái thanh âm này có lấy ma lực, có thể trực tiếp gột rửa Lý Thiên Mệnh tâm linh, để hắn theo sát lục chi tâm bên trong giải thoát đi ra. Sát lục chi tâm không thể quên, nhưng cũng không thể một mực đắm chìm trong đó, nếu không sẽ loạn tâm trí. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Khương Phi Linh, thì đứng tại phía sau mình. Nói thật. Khi thấy nàng cái này tinh khiết mà hoàn mỹ dung nhan xuất hiện tại trước mắt thời khắc, hắn đem Mộc Tình Tình quên đến không còn một mảnh. Có lẽ Mộc Tình Tình tại rất nhiều trong lòng người, đều là liên hoa giống như mỹ nhân, trên đời này không có mấy người có thể đè qua nàng phương diễm. Nhưng,
khi nàng bị lấy ra cùng Khương Phi Linh so sánh thời điểm, tổng có thể cảm giác được trên người nàng có rất nhiều tàn khuyết. Tại Lý Thiên Mệnh trong lòng, Mộc Tình Tình sớm đã là tâm lý kịch độc, mà Khương Phi Linh thì là ôn nhuận quỳnh thương ngọc dịch, thậm chí có thể giải độc. 3 năm này, ái tình cái từ ngữ này sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh nhìn mà dừng lại, hắn thậm chí coi là đời này sẽ không lại có người thích. Nhưng, sự xuất hiện của nàng, cải biến Lý Thiên Mệnh ý nghĩ này. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh toát ra nụ cười. Loại này ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn, cùng hắn đối mặt Mộc Tình Tình thời điểm loại kia nội tâm cười lạnh, là hoàn toàn không giống. Chúc mừng ca ca, Thành là thứ nhất đệ tử, đây là ta cùng Thanh Nhi tại Thiên Phủ nơi ở, ca ca tiến Thiên Phủ về sau, nhất định phải tới tìm chúng ta chơi. Khương Phi Linh đem một chương nhăn nhíu tờ giấy nhỏ đặt ở Lý Thiên Mệnh trên tay, phía trên có mấy cái xinh đẹp chữ viết. Nhất định, Lý Thiên Mệnh cẩn thận đem tờ giấy kia giấu đi. Ca ca hôm nay biểu hiện được thật tốt, Khương Phi Linh nói. Đó là bởi vì có Linh Nhi tại, ta thì có chiến thắng đối thủ dũng khí. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nôn, tiểu hoàng gà tại bên cạnh vỗ vội cánh, làm ra nôn mửa biểu lộ. Huỳnh hỏa ca ca biểu hiện cũng không tệ, phun ra hỏa diễm phượng hoàng rất xinh đẹp. Khương Phi Linh cười nói. Thật, còn muốn hay không nhìn, ca ca mỗi ngày cho ta biểu diễn phun lửa. Tiểu hoàng gà trong nháy mắt có tinh thần. Ngươi cầm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh nắm nó mỏ chim, để nó ngậm miệng lại. Tiểu hoàng gà ra sức giãy giụa xuẩn manh bộ dáng, chọc cho Khương Phi Linh khanh khách cười không ngừng. Ca ca, có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi. Nàng cười còn về sau, vô cùng chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh. Đại mà ánh mắt sáng ngời tựa như là một mặt thanh tịnh hồ nước. Tốt, ta nghe, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta đã hiểu rất rõ, người 3 năm trước đây cùng giữa bọn hắn sự tình. Khương Phi Linh cúi đầu nói. Cho nên, Linh Nhi phải chăng ghét bỏ ta đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, nàng lắc đầu, nói, ta tin tưởng con mắt của ta, ta tại phụ linh tại ca ca trên người thời điểm, có thể nghe được ca ca nhịp tim, có thể nghe được trong lòng ngươi thanh âm. Ta thậm chí, có thể nhìn đến trong lòng ngươi khó chịu nhất cảnh tượng đó, ta nhìn thấy bọn họ khi dễ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt của nàng bên trong lại có nước mắt trong suốt. Lý Thiên Mệnh tâm lý đánh một tiếng, nói thật, hắn giờ phút này nhìn lấy Khương Phi Linh ánh mắt vô cùng rung động. Bởi vì, đã có 3 năm. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, nàng là người đầu tiên vì mình tao ngộ rơi lệ người. Nước mắt của nàng chân thật như vậy, cái kia một giọt rơi trên mặt đất, cũng rơi vào Lý Thiên Mệnh tâm lý. Giờ này khắc này, hắn thật muốn nói một câu. Cảm tạ thượng thương, để dạng này nữ hài xuất hiện tại sinh mệnh của mình bên trong. Dù là về sau lẫn nhau ở giữa không phải ái tình, có lẽ chỉ là hữu tình, Lý Thiên Mệnh đều cao hứng phi thường. Ngoại trừ Vệ Tịnh, ngoại trừ mới cộng sinh thú. Hắn tại toàn bộ thế giới bên trong, cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào nữ hài, hội vì mình mà rơi lệ. Trong lòng của hắn cái kia một tiếng oanh minh, cũng không phải là tan nát cõi lòng, mà chính là vỡ tan sau lòng đang một tiếng này oanh minh bên trong, đạt được lớn nhất chữa trị. Gặp phải nàng. Hắn đồng dạng có trong minh minh cảm giác kỳ diệu. Hắn dường như sớm có dự cảm, trong cuộc sống sẽ xuất hiện nàng, cho dù là bọn họ gặp mặt số lần rất rất ít. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác, dường như nàng tại sinh mệnh của mình bên trong, đã làm bạn ngàn vạn năm. Ca ca, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Nàng ngẩng đầu, trong suốt ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nguyên lai một lần kia phụ linh, nàng vậy mà thấy được nhiều như vậy. Cho nên, nàng đối với mình tốt như vậy. Cho nên, làm chính mình xuất hiện tại Diễm Đô thời điểm, nàng nguyện ý đến cho mình chỗ dựa. Lấy nàng Linh công chúa thân phận, cho mình cổ vũ cùng chống đỡ. Tự thể nghiệm, so với Lý Thiên Mệnh chính mình miêu tả khẳng định càng rõ ràng. Đến mức, nàng tại cái này bỗng nhiên ở giữa, trở thành người hiểu rõ hắn nhất. Ta muốn lại nghe nghe tim đập của ngươi, nghe một chút trong lòng ngươi thanh âm. Nàng nhẹ nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay. Hắn đã sớm không quan tâm người trong thiên hạ ánh mắt, mặc kệ cái khác người cảm thấy mình là vô liêm sỉ vẫn là có tiếng xấu, hắn cũng không đáng kể. Mẫu thân nói qua, làm chuyện gì, tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn là có thể. Trên thế giới này nhiều người như vậy, quan tâm nhiều người như vậy ánh mắt, mỗi ý của cá nhân cũng không giống nhau, cái kia đến sống được thật mệt mỏi a. Cho nên, làm hắn lúc này thời điểm nội tâm rung động thời khắc. Làm hắn cảm thấy ấm áp thời khắc, hắn so với ai khác đều nghĩ kỹ tốt ôm ấp một chút nàng.
Lý Thiên Mệnh đem nàng kéo. Nàng thì cùng nói như vậy, đem lỗ tai đặt ở Lý Thiên Mệnh trên lồng ngực, đi chuyên tâm lắng nghe Lý Thiên Mệnh nhịp tim. Nàng nụ cười dần dần triển khai, cao hứng nói, ca ca, vừa mới trong lòng ngươi rất cáu kỉnh, nhưng là bây giờ an tĩnh lại, rất êm tai. Là ngươi cho ta an bình, Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì a? Trước mặt mọi người khinh bạc Linh Nhi, còn nói đến như thế dễ nghe, các ngươi là đem tại chàng nhiều người như vậy ánh mắt mù a. Ngay tại cái này ấm áp thời khắc, một trận ồn ào thanh âm phá hủy bầu không khí. Thối Huỳnh Hỏa, người khác nói mò. Khương Phi Linh khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, giống như là vừa thành thục tiểu mật đào. Nàng nhẹ nhàng kéo ra Lý Thiên Mệnh trước ngực, nhưng là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có nhìn bốn phía. Điều này nói rõ, nàng kỳ thật so Lý Thiên Mệnh, càng không quan tâm trên đời này người ánh mắt. Nàng hiện tại thế giới bên trong, thậm chí đều không có những người này. Người nào nói càn, ha ha, người nói Lý Thiên Mệnh xấu như vậy, ta đẹp trai như vậy, người cô nương này dài đến đẹp mắt, làm sao ánh mắt không dùng được, vậy mà không nhìn mặt của ta mặt. Tiểu Hoàng Gà một bộ đau lòng nhức óc, khó có thể tin dáng vẻ. Huỳnh Hỏa, nghĩ không ra người khuôn mặt không lớn, da mặt lại so con voi cái mông còn dày hơn. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Cái kia ôm ấp đi qua, nhưng là có chút vĩnh thế khó quên. Giờ khắc này cảm giác tốt đẹp như thế. Duy nhất không mỹ hảo, là lúc này thời điểm thình lình đụng phải Mộc Tình Tình ánh mắt. Mộc Tình Tình tại rời đi thời điểm quay đầu, liền thấy Lý Thiên Mệnh cùng cái kia trong truyền thuyết Chu Tước Quốc đệ nhất mỹ nhân đang ôm nhau. Khương Phi Linh, còn dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Mà lại, rõ ràng không phải Lý Thiên Mệnh cưỡng ép giở trò lưu manh. Trong nháy mắt đó, Mộc Tình Tình ánh mắt đều muốn bị xé rách, đều muốn rớt xuống đất. Không cần phải nói, Lý Thiên Mệnh đều biết, nàng hiện tại nội tâm khẳng định vô cùng phong phú, vô cùng đặc sắc. Nàng là ưa thích so sánh người, nàng so sánh Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Đình, sau cùng lựa chọn Lâm Tiêu Đình. Hiện tại liền để chính nàng cùng Khương Phi Linh so sánh, ở địa vị cùng dung mạo phía trên, nàng đều toàn diện bị nghiền ép. Thế nhưng là, Linh Công Chúa lại cùng đã bị nàng vứt bỏ cùng hủy diệt đi Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, tại cái này trước mặt mọi người ôm ấp. Người trong thiên hạ hội làm sao nhận định bọn hắn quan hệ, quả thực rõ ràng. Cái này thú vị. Thấy thế nào, Lý Thiên Mệnh đều giống như nghịch tập. Đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, đạt được đệ nhất đệ tử thân phận, thậm chí cũng không sánh bằng hắn tại trước mặt mọi người, cùng Linh Công Chúa ôm nhau tới kình bạo. Có lẽ Thành là thứ nhất đệ tử, còn có người nói hắn thiên phú không đủ, dựa vào tuổi tác ưu thế. Nhưng là, hắn cùng Linh Công Chúa loại quan hệ này lại thế nào nói? Không ai có thể giải thích, ngoại trừ không nghĩ ra, ngoại trừ khó có thể tin, bọn họ cái gì đều nói không nên lời. Khi cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, sau đó đối với nàng, làm một cái nôn mửa động tác. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp quay người, lấy lớn nhất ánh sáng mặt trời nụ cười đối đãi Khương Phi Linh, cũng không tiếp tục phản ứng Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh ý tứ. Rõ ràng nói đúng là, người buồn nôn để cho ta nôn mửa. Đây chỉ là hết thảy bắt đầu. Đã từng thiếu, tiếp đó, từ từ trả. Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể cắm đầu rời đi. Mà toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường người, bây giờ còn đang đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, bao quát Lý Thiên Mệnh bạn học cũ nhóm. Làm Lý Thiên Mệnh cầm tới đệ nhất đệ tử, lại cùng Linh Công Chúa quan hệ kỳ diệu về sau, bọn họ sớm liền rốt cuộc nói không ra lời. Tỷ như Phương Chiêu, đã sớm hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường các đệ tử, theo xem thường chán ghét lại đến bây giờ hâm mộ, thậm chí tâm phục khẩu phục. Bọn họ không nghĩ ra vì sao Linh Công Chúa cùng một cái có tiếng xấu người có quan hệ như vậy, thậm chí tâm lý phỉ báng vài câu. Nhưng, bọn họ cũng không có quyền lợi đi hai bên Linh Công Chúa cách làm cùng ý nghĩ. Ngoại trừ ước ao ghen tị, bọn họ đã nói không ra lời. Có lẽ có nhiều phòng cao thượng bên trong, truyền đến từng tiếng thở dài, cũng là bởi vì ghen ghét gây ra. Hôm nay Lý Thiên Mệnh, đã định trước để bọn hắn ngũ vị tạp trần. Mấu chốt là, hai người bọn họ thanh niên, tại vạn chúng chú mục phía dưới, còn tiếp tục vuốt ve an ủi, đây. Lý Thiên Mệnh thi triển tất cả vốn liếng, đem Khương Phi Linh chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nàng cười rộ lên có lúm đồng tiền, cực kỳ đẹp đẽ, đây là nàng đẹp nhất thời khắc. Linh Nhi, người nổi điên, một cái thân ảnh màu xanh lao đến, ngăn ở Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh bên người. Chính là tức giận Thanh Công Chúa.
Nàng chừng lấy Khương Phi Linh, nói, ngươi ngốc đi ngươi, trước mặt mọi người, tiện nghi cái này trồng trọt. Ta thì muốn như vậy. Khương Phi Linh trên mặt ý cười nói, nàng nụ cười như thế, khiến người ta rất khó sinh khí. Uy, ngươi có phải hay không quên đã đáp ứng ta cái gì, Thanh công chúa, ngươi thua không nổi a? Lý Thiên Mệnh nói. Trước đó chính nàng mở miệng, Lý Thiên Mệnh muốn là trở thành đệ nhất đệ tử, nàng thì mặc kệ hắn cùng Khương Phi Linh. Im miệng, người cái này kẻ xấu xa, không biết xấu hổ thối lưu manh. Thanh công chúa trợn mắt nói. Nói không giữ lời, xứng với người thân phận sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Được rồi, Thanh Nhi đừng làm rộn, ca ca, vậy chúng ta đi về trước a, nhớ đến ngày nữa phủ tìm chúng ta. Khương Phi Linh lôi kéo Khương Thanh Loan, để cho nàng giận không nổi. Ngươi dám đến, đánh gãy chân chó của ngươi. Thanh công chúa khiêu khích nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng với nàng kêu gào, dù sao trước đây ước định, là chính nàng chính miệng đáp ứng. Uy, ngươi nói ngươi cũng không phải cái đàn ông, Linh Nhi ngươi lại cưới không được, ngươi chia rẽ bọn họ làm cái gì a? Tiểu hoàng gà bĩu môi nói. Ngươi đánh rắm, ta tuyệt đối không thể để cho cái này có tiếng xấu ra hỏa, ảnh hưởng đến Linh Nhi danh tiếng. Thanh công chúa trừng mắt. Trực tiếp nắm không thể làm gì Khương Phi Linh rời đi. Bất quá, Khương Phi Linh rời đi thời điểm, vẫn là cùng Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt. Lý Thiên Mệnh tin tưởng nàng và Thanh Nhi quan hệ, các nàng so thân tỉ muội còn muốn thân, cho nên, nàng có thể làm được Thanh công chúa. Các nàng đi về sau, Lý Thiên Mệnh bị vệ tử côn gọi vào trước mắt. Lý Thiên Mệnh, ngươi nghỉ ngơi trước 3 ngày, 3 ngày sau tới tìm ta mang ngươi tiến thiên phủ. Trở thành thiên phủ đệ tử muốn lựa chọn, thiên sư, ngươi 2 ngày này hỏi trước một chút Mộ Uyển, tìm hiểu một chút thiên phủ thiên sư nhóm tình huống. Vệ tử côn phân phó nói. Đúng, điện chủ, Lý Thiên Mệnh rời đi chiến trường, dù sao bài vị chiến còn muốn cuối cùng phần kết. Thiên phủ là Viêm Hoàng học cung thánh địa, trong đó dạy học cơ chế cùng học cung khác biệt. Học cung là lớp học chế độ, từ một cái thượng sư chỉ huy, bình thường tu luyện sau 12 năm theo lớp cao cấp tốt nghiệp. Bình thường thì sẽ rời đi học cung, lấy học cung đệ tử thân phận vì chu tước quốc hiệu lực. Nhưng là thiên phủ lại không tồn tại tốt nghiệp chuyện này. Thiên phủ là Viêm Hoàng học cung hạch tâm thế lực, học cung tất cả thượng sư đều là thiên phủ một bộ phận. Mà trong thiên phủ trách chỉ dẫn đệ tử người tu luyện bị tôn xưng là thiên sư so sánh với sư mạnh hơn, địa vị càng cao. Mỗi một cái thiên phủ thiên sư, đều là chu tước quốc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn thân phận địa vị so thành chủ loại hình đều cao. Tại trong thiên phủ, mỗi một cái thiên sư là trực tiếp thu lấy đệ tử chỉ đạo, mỗi cái thiên sư đệ tử trên cơ bản đều không cao hơn 10 vị. Cho nên, trong thiên phủ bộ, là sư đồ chế độ mà không phải lớp học chế độ. Lựa chọn thích hợp, thưởng thức chính mình thiên sư, là trên con đường tu hành chuyện trọng yếu nhất một trong. Dù sao mỗi cái thiên sư tính cách, phong cách đều không giống nhau, thậm chí hắn cộng sinh thú thuộc tính cũng khác biệt. Bái sư, là vừa mới tiến thiên phủ thời điểm chuyện trọng yếu nhất. Trên thực tế làm là thứ nhất đệ tử, lấy đệ nhất đệ tử thân phận tiến thiên phủ, bao năm qua đến các vị thiên sư đều sẽ cướp đoạt, nhưng người khác biệt, người tuổi tác lớn, tư chất không cao lắm. Người sau khi đi vào, tốt nhất khiêm tốn một chút, nói chuyện êm tai điểm. Nếu là không có thiên sư nguyện ý tiếp nhận ngươi, ta đoán chừng ngươi còn phải hồi ta Mộ Uyển ban tu hành, đến lúc đó, ngươi lại là một chuyện cười. Mộ Uyển thượng sư không biết từ nơi nào xuất hiện, cười trên nỗi đau của người khác nói. Cái này cũng được, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ thành là thứ nhất đệ tử, lại còn có hay không tiến thiên phủ liền bị khu đuổi khả năng ra ngoài. Nhưng hắn có thể hiểu được loại này chế độ, thiên phủ thiên sư là trực tiếp thu đồ đệ, bọn họ chướng mắt đệ tử, tuyệt đối sẽ không thu. Nếu không về sau không có gì thành tựu, bôi nhỏ cũng là thanh danh của bọn hắn. Nhưng là, nếu như là Lâm Tiêu Tiêu này chủng loại hình đệ nhất đệ tử, bọn họ khẳng định phải tranh đoạt, dù sao tương lai đệ tử có huy hoàng, bọn họ cũng chuẩn bị mặt mũi. Cho nên 3 ngày sau, vẫn là nhìn chính mình đi. Thượng sư, ta đánh bại thần diệu, Lâm Tiêu Tiêu, người tâm tình gì? Nhớ đến gia hỏa này, mới vừa rồi còn nói mình nhất định phải thua đây. Ta đây là thúc giục ngươi, ngươi muốn hiểu thượng sư thâm trầm thích. Mộ Uyển quyết miệng nói. Kỳ thật tâm lý, đã sớm vạn phần rung động. Nàng đã sớm biết, Lý Thiên Mệnh không đồng dạng. Sâu bao nhiêu, tiểu hoàng gà hỏi. Hắc hắc, đối mặt tiểu hoàng gà vấn đề,
Mộ Uyển thượng sư khắp khuôn mặt là không có hảo ý nụ cười. Xem ra, khiến người ta dùng mình. Tiểu hoàng gà giật mình, trực tiếp co lại. Thiên phủ những thiên sư kia, người có nhận biết sao? Có mục tiêu sao? Mộ Uyển thượng sư lúc này mới hỏi Lý Thiên Mệnh. Ta không biết cái nào. Như vậy đi, tối nay người đến phòng ta, ta cho người kỹ càng giới thiệu một chút. Nàng nhíu lông mày, cho hắn liếc mắt đưa tình, quả thật mị thái rung động lòng người. Lý Thiên Mệnh muốn không phải vừa để Khương Phi Linh gột rửa tâm linh, cái này đều cầm giữ không được. Thượng sư, nửa đêm cô nam quả nữ, không thích hợp a? Lý Thiên Mệnh cảnh giác nói. Phù hợp, làm sao không thích hợp, ta liền muốn nghiên cứu một chút ngươi, nhìn xem trên người ngươi có cái gì kỳ lạ địa phương, làm cho Linh công chúa chủ động tìm ngươi cầu ôm ấp. Mộ Uyển thượng sư nháy mắt mấy cái. Lý Thiên Mệnh giật mình. Yên tâm, không thoát quần áo ngươi. Mộ Uyển thượng sư mập mờ cười một tiếng. Nàng nói như vậy, càng là giấu đầu lòi đuôi. Thượng sư, ta trước đưa mẫu thân của ta trở về, trước bồi mẫu thân của ta hai ngày, tối ngày mốt ta lại tới tìm ngươi, có thể à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn là khẳng định phải trước làm quen một chút các vị thiên sư, cho nên nhất định phải tìm Mộ Uyển một lần. Có thể à, dù sao, dục tốc bất đạt. Mộ Uyển thượng sư tiếp tục trêu chọc hắn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh mới không trúng chiêu. Hắn có thể không tin, chính mình có mị lực có thể làm cho nàng đối với mình có ý đồ gì. Nàng thế nhưng là Phượng Hoàng Điện đại nữ thần, liền điện chủ đều theo đuổi đại mỹ nhân, học cung 80% thiếu niên đều vì nàng nhịp tim đập qua. Nếu là thật quá tin tưởng mị lực của mình, kết quả để Mộ Uyển thượng sư trêu cợt đến vô cùng thê thảm. Đương nhiên, hôm nay hắn đã được đến, hắn nghĩ ra được hết thảy. Bây giờ tâm lý có nhiều như vậy vui sướng. Hắn khát vọng nhất đương nhiên là cùng mẫu thân cùng một chỗ chia sẻ. Hiện tại Viêm Hoàng chiến trường còn có một số vụn vặt chiến đấu. Cáo biệt Mộ Uyển thượng sư, Lý Thiên Mệnh trong đám người hành tẩu. Sốt cục, thấy nàng. Trạng vạng tối ánh sáng mặt trời là màu đỏ cam, đem nàng tóc trắng cũng nhuộm thành màu đỏ cam, trên mặt những cái kia nếp nhăn so sánh rõ ràng. Thế nhưng là đây hết thảy, cũng đỡ không nổi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại trước mắt thời điểm, cái kia thỏa mãn. Nụ cười hạnh phúc. Mẫu thân, Lý Thiên Mệnh xông tới, đem nàng bế lên, tại chỗ xoay tròn ba vòng. Ta cũng ôm mình nương, tiểu hoàng gà xông tới. Ha ha, Vệ Tĩnh một tay nắm Lý Thiên Mệnh, một tay cầm ở huỳnh hỏa. Con mắt của nàng run nhẹ nhẹ nhìn lấy con của mình, nàng tuy nhiên đang cười, nhưng là khóe mắt đã mơ hồ có lệ quang đang nhấp nháy. Nương, cảm động là được rồi, tuyệt đối đừng khóc lên, không phải vậy ta thì kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh nói, ai nói ta muốn khóc, Vệ Tĩnh chột dạ nói. Nhi tử biểu hiện tốt như vậy, để ngươi xả được cơn giận, ngươi cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ngang, kỳ thật cũng bình thường. Lý Thiên Mệnh tự hào nói, ai nói ta cảm động, Thiên Mệnh, ta hiện tại đối ngươi vô cùng không hài lòng. Vệ Tĩnh nghiêm mặt nói, làm sao có thể, ngươi nhi tử hôm nay làm được còn chưa đủ hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh hỏi, không nói biểu hiện của ngươi, ta là hỏi ngươi. Cái gì thời điểm cùng Linh công chúa tốt như vậy nữ hài tốt hơn, vậy mà không có nói với ta. Vệ Tĩnh nháy nháy mắt. Không có tốt hơn a, còn kém xa lắm đâu, hiện tại cũng chỉ là có một chút mặt mày. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Thật, vậy ngươi có cái gì tiến triển, muốn nói với ta? Vệ Tĩnh vẫn là chảy ra nước mắt hạnh phúc. Không có vấn đề, tuyệt đối để mẹ đại nhân tự mình xét duyệt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tính ngươi hiểu chuyện. Vệ Tĩnh nín khóc mỉm cười. Nương a, người đừng hy vọng hắn, ta nhìn hắn căn bản không có tán gái bản sự, người vẫn là trông cậy vào ta đi, mấy ngày nữa, ta liền để ngươi cháu trai ấm. Tiểu hoàng gà cười hắc hắc nói. Nó ngược lại là thẳng đùa, chọc cho Vệ Tĩnh thoải mái cười to, thời khắc này hạnh phúc vui cười, chính là Lý Thiên Mệnh hạnh phúc lớn nhất. Bất quá tại thời khắc như vậy, thường thường thì có không hợp thời người, theo bên người đi qua. Mở màn thời điểm. Tuyết Lam đám người bọn họ từ nơi này đi ngang qua, hiện tại bài vị chiến kết thúc, các nàng vẫn là tại nơi này đi ngang qua. Mà lại, người còn nhiều hơn không ít. Ngoại trừ Tinh Khuyết, Thần Hạo cùng Thần Diệu bên ngoài, còn có Tinh Phủ Nguyên Ngưu phu nhân chờ. Tuyết Lam cùng Nguyên Ngưu phu nhân đi giữa, các nàng sắc mặt lãnh đạm, người nào đều không nói gì. Tại cái này tâm tình hỏng bét bên trong, chợt thấy Vệ Tĩnh cùng Lý Thiên Mệnh đang cười. Tuyết Lam mặt run rẩy dữ dội vài cái. Cơ hồ muốn dốc hết ra rơi một tầng phấn. Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Diệu, đã cho nàng đả kích rất lớn,
sau đó thành là thứ nhất đệ tử, lại cùng Linh công chúa quan hệ thân mật. Đây hết thảy, đem hắn hai đứa con trai đều triệt để so sánh đi xuống. Nhớ tới nàng trước đây tại Vệ Tĩnh trước mặt khoe khoang, hiện tại mặt đương nhiên đau rát. Đi ngang qua thời điểm, đến từ Thiên phủ Thần Hạo cùng Tinh Khuyết dừng bước, mắt lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh. "Ca, các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. "Không có việc gì, hắn đã phải vào Thiên phủ, khẳng định phải thụ khiêu chiến, hắn cùng chúng ta là người đồng lứa, tiến Thiên phủ sau hắn một chút ưu thế đều không có, chúng ta tùy tiện đều có thể làm hắn." Thần Hạo nói. "Đệ đệ ngươi thì yên tâm đi, chờ lấy tin tức tốt đi, gia hỏa này có thể ở chỗ này làm mưa làm gió, là chiếm cứ tuổi tác tiện nghi. Hắn cái tuổi này, vẫn là loại thực lực này, tại Thiên phủ chỉ có thể coi là hạng chót, nông thôn đến, tiên thiên còn kém chúng ta rất nhiều." Tinh Khuyết trầm giọng nói. "Nương, ta đi qua một chuyến." Thần Hạo bỗng nhiên nói. "Làm cái gì? Ngươi nghe chính là." Thần Hạo cùng Tinh Khuyết liếc nhau một cái, hai người càng qua đám người, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Lý Thiên Mệnh, Thần Hạo đứng ở trước mặt hắn, người này anh tuấn uy vũ bất phàm, không hổ là ba năm trước đây, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngưỡng vọng loại kia thiên chi kiêu tử. "Có việc?" "Không, vị này cũng là mẫu thân ngươi sao?" Thần Hạo mỉm cười hỏi. Lý Thiên Mệnh không có trả lời. "Xem ra là, bất quá rất có thú, người không biết, còn tưởng rằng đây là ngươi bà cố đây." Thần Hạo cười cười. "Ngươi có cái gì cái dám liền trực tiếp thả đi." Lý Thiên Mệnh hướng phía sau bọn họ nhìn, Tuyết Lam cùng Nguyên Ngu phu nhân bọn họ đều lạnh lùng nhìn lấy bên này. "Không có a, ta là cho ngươi đưa chỗ tốt, ngươi biết Diễm Đồ Đông khu cao lãnh đường phố số 187 cái này cái địa chỉ sao?" Thần Hạo nói. Lý Thiên Mệnh không nói chuyện. "Đây là chúng ta Tinh Thần Thương hội mở quan tài cửa hàng, ta nhìn mẫu thân ngươi không sai biệt lắm cần, cho nên đưa ngươi một món lễ vật, xem như chúc mừng ngươi thành là thứ nhất đệ tử. Ngươi đến lúc đó đến đó, trực tiếp báo tên của ngươi, ta đưa ngươi một bộ hào hoa quan tài, để mẫu thân ngươi đi thể diện một chút." Thần Hạo nói xong, cùng Tinh Khuyết cùng một chỗ cười. Bọn họ làm càn cười to, sau đó về sau đi. Bọn họ nói lời, cũng để cho Tuyết Lam buồn cười, tâm lý khó chịu, cuối cùng thoải mái một chút. "Các ngươi tại sao như vậy nói chuyện a?" Lý Thẩm đều nghe không nổi nữa, lẩm bẩm một câu. "Hạ nhân, im miệng." Tinh Khuyết ánh mắt giận dữ, một bàn tay thì quất tới. Ầm. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, lấy trái tay chặn Tinh Khuyết một cái bàn tay, bằng không một cái bàn tay có thể trực tiếp đem Lý Thẩm cho đánh chết. Tinh Khuyết cảnh giới chỉ ít tiếp cận linh nguyên cảnh đỉnh cấp, so với Lý Thiên Mệnh cao nhiều lắm. Dù là hắn không dùng bao nhiêu công lực, một cái bàn tay lấy hắc ám cánh tay ngăn trở, Lý Thiên Mệnh còn có bị đau cảm giác, thậm chí lui về sau hai bộ mới đứng vững. Kỳ thật hắn không biết, Tinh Khuyết càng thêm rung động. Bởi vì hắn đập Lý Thiên Mệnh cánh tay, vậy mà giống như là đánh vào sắt thép phía trên, bàn tay của hắn cũng có bị đau cảm giác. "Thần Hạo, Tinh Khuyết, đi." Tuyết Lam phu nhân ngóc đầu lên, giống như là một cái kiêu ngạo gà trống. "Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi tiến Thiên phủ, lại nhiều cho ngươi một số kinh hỉ. Ngươi sẽ phát hiện, cùng chúng ta đối nghịch, là ngươi cả đời này lớn nhất quyết định ngu xuẩn." Thần Hạo sau cùng nói một câu, cùng Tinh Khuyết liếc nhau một cái, quay người rời đi. Lý Thiên Mệnh lại không nghĩ hướng bọn họ thả cái gì ngoan thoại, bởi vì không có ý nghĩa. Mẫu thân cũng không hy vọng Lý Thiên Mệnh một mực cùng bọn họ dây dưa. Cho nên, hắn chí ít sẽ không ở trước mặt mẫu thân cùng đối phương một dạng nói hung ác. Dù sao, chờ xem chính là. Hôm nay, hắn có thể nghiền ép Thần Diệu, một ngày nào đó, hắn cũng có thể đuổi kịp những thứ này người đồng lứa. Bao quát Mộc Tình Tình, Khương Thanh Loan, Thần Hạo, Tinh Khuyết, thậm chí là Lâm Tiêu Đình. Mẫu thân, không muốn vì bọn họ sinh khí. Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương lấy Vệ Tình hiện tại quái bệnh đến nhục nhã, xác thực vô cùng không có tố chất. Ta không tức giận. Chẳng qua là cảm thấy bi ai, nhân sinh quá hiện thực cũng quá tàn nhẫn, hết thảy đều cảnh còn người mất. Nàng chỉ rất là tiếc nuối, nàng trong trí nhớ Tuyết Lam, bây giờ thành hiện tại bộ dáng. Từ nhỏ Lam đến Tuyết Lam phu nhân, nàng sớm thì không độc thân. Phu nhân nói đúng, chúng ta những tiểu nhân vật này, trải nghiệm càng sâu a. Chúng ta cũng thảm, ông trời chú định cũng là hèn mọn con kiến hôi, mặc người chém giết, ta có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Lý Thẩm giận dữ nói. Lý Thẩm khổ cực, Vệ Tĩnh nói. Không khổ cực a,
nhân sinh vốn là khổ hải nha, người sống cũng không tệ rồi, mà lại ta may mắn như vậy, có thể gặp được đến thiếu gia cùng phu nhân dạng này người. Ta hiện tại cũng là hy vọng, thiếu gia có thể trở nên nổi bật, phu nhân có thể sống lâu trăm tuổi, trên thế giới này a, người tốt xác thực ăn thiệt thòi. Nhưng là, phải tin tưởng thượng thương, các ngươi một ngày nào đó, sẽ có rất tốt hồi báo. Lý Thẩm nói nghiêm túc. Nàng vừa mới đã tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Đối với nhân sinh cảm khái, nàng và tất cả mọi người, cũng không có khác nhau, đây là thượng thiên để chúng sinh bình đẳng một mặt. Lý Thiên Mệnh cõng Vệ Tịnh, bọn họ cũng muốn rời đi nơi này. Mẫu thân, ta có tư cách tiến thiên phủ, tối nay ngươi thì nói với ta, người nào có thể trợ giúp ngươi, giải quyết hết cái này tiểu mệnh kiếp. Cõng nàng thời điểm, Lý Thiên Mệnh nói nghiêm túc. Vệ Tịnh còn đang chần chờ. Ngươi yên tâm, mặc kệ trên thế giới này, có quá nhiều gian nan hiểm trở. Mặc kệ chuyện này đến cỡ nào khó làm đến, mặc kệ ta phải bỏ ra cái gì, ta nhất định sẽ làm đến. Nếu như ta làm không được, ta Lý Thiên Mệnh thề, ta liền đi trên Hoàng Tuyền Lộ làm bạn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói từng chữ, đều là hắn thời khắc này lời thề. Tốt, ta nói cho ngươi, sau khi trở về liền nói cho ngươi. Làm hắn lấy sinh mệnh thề thời khắc, Vệ Tịnh làm sao có thể lại kiên trì đây? Hắn đã hoàn thành lời thề, đã trở thành đệ nhất đệ tử A. Hai tay của nàng ôm lấy nhi tử cổ, tựa vào hắn rộng lượng trên lưng. Mệnh nhi, người đúng là lớn rồi, ta vì ngươi kiêu ngạo, đời ta qua được không như ý, ngươi là ta sinh mệnh bên trong lộng lẫy nhất bảo tàng. Vệ Tịnh nói câu nói này thời điểm, nước mắt nhỏ xuống tại Lý Thiên Mệnh trên lỗ tai. Ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi câu nói này có rất nhiều sai lầm. Lý Thiên Mệnh dừng bước, ngữ khí nghiêm túc nói. Nơi nào có đây, Vệ Tịnh nháy nháy mắt. Dạng này nước mắt sẽ không rơi đi xuống. Đương nhiên là có, cái kia chính là, người đời này tuyệt đối sẽ không qua được không dễ dàng, người đời này, còn rất dài rất dài. Nàng không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh biểu lộ, nhưng có thể nghe ra hắn nói câu nói này thời điểm, đến cỡ nào kiên định. Được, nàng cảm giác có chút khống chế không nổi chính mình, rất muốn khóc giống một trận. Không phải bi thương, là bởi vì cảm thấy thượng thiên cũng không có bạc đãi chính mình. Nhân sinh chính là như vậy a, có rất nhiều không như ý địa phương, nhưng là cũng nhất định sẽ có khiến người vô cùng lưu luyến cái thế giới này địa phương. Thiên Mệnh, mẫu thân không muốn chết, ta nghĩ kỹ tốt còn sống, nhìn ngươi lấy vợ sinh con, nhìn ngươi vinh hoa phú quý, nhìn ngươi báo thù, nhìn ngươi đoạt lại thuộc về mình hết thảy, ta không muốn chết, không muốn chết. Nàng rốt cục khống chế không nổi, nước mắt rơi như mưa, ào 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 ướt nhẹp Lý Thiên Mệnh phần gáy. Thậm chí, làm ướt tóc của hắn. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, loại kia ẩm ướt rét lạnh theo da thịt trực tiếp xuyên thấu huyết nhục bên trong, lại như rượu cồn một dạng đốt lên hắn. Hắn một câu đều không nói, đem Vệ Tịnh lưng tốt, tận lực để cho nàng thoải mái hơn. Sau đó, bước chân, một đường tiến lên. Hắn muốn a, từ nay về sau, giết hắn cái không chừa mảnh giáp đi. Hôm nay ban ngày Diễm Đô vô cùng ồn ào, đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh thanh danh truyền khắp toàn thành, thậm chí oanh động cả nước. Thân phận của hắn đặc thù, 3 năm trước đây chuyện xấu bị lật ra đến, là cái tuyệt đối đề tài nhân vật. Cho nên, mới đưa tới càng nóng nảy truyền bá hiệu ứng. Thử hỏi bây giờ Diễm Đô, người nào không biết Lý Thiên Mệnh đại danh? Đến mức là khen hay chê, mỗi cái nhìn cá nhân khác biệt. Duy nhất xác định là, cơ hồ tất cả mọi người vì Lâm Tiêu Tiêu mà tiếc hận. Dù sao luận tuổi tác thiên phú, chính thức vừa phối đệ nhất đệ tử tên tuổi vẫn là nàng. Cho nên mà liền tại trạng vạng tối, thì có người ký một lá thư, giao phó Viêm Hoàng học cung, thỉnh cầu sửa đổi bài vị chiến quy tắc. Bọn họ cảm thấy, cũng đã không thể để cùng loại Lâm Tiêu Tiêu dạng này thiên tài ôm hận, để Lý Thiên Mệnh dạng này ngụy thiên tài được lợi. Đến mức về sau quy tắc sẽ hay không sửa đổi, vậy liền không được biết. Ban ngày lại ồn ào, đến ban đêm dù sao cũng phải an tĩnh lại. Lý Thiên Mệnh hoàn thành tiến thiên phủ mục tiêu thứ nhất. Phân phó Lý Thẩm làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Bọn họ ăn như gió cuốn, hưởng thụ lấy an bình cùng khoái lạc. Vệ Tịnh tay chân không tiện lắm thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền tự mình đút nàng. Ngươi khi còn bé tinh nghịch không ăn cơm, đều là nương từng miếng cho ngươi ăn, bây giờ lại trái ngược. Vệ Tịnh cảm khái nói. Điều này nói rõ đi ra lăn lộn, sớm muộn là cần phải trả. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sau khi ăn xong Lý Thẩm tại thu thập bát đũa, Lý Thiên Mệnh đẩy nàng đến trong đình viện. Tối nay Diễm Đô cảnh ban đêm rất đẹp,
ngôi sao trên trời hội tụ thành một đầu tinh hà. Tinh hà hơi hơi mang theo một số hỏa hồng sắc, như là hỏa diễm tại trong tinh hà thiêu đốt, cho nên thiên địa cũng phá lệ rộng thoáng. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Cái kia chính là, mẫu thân rốt cuộc nguyện ý, cùng chính mình nói lên nàng chuyện năm đó. Nương, nói cho ta biết, ta tiến vào thiên phủ, muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi, trừ rơi cái này tiểu mệnh kiếp. Dưới bóng đêm, Lý Thiên Mệnh ngồi tại bên cạnh nàng trên bậc thang, ánh mắt như như sao. Tiểu hoàng gà ăn quá no bụng, lúc này đang đánh ợ một cái, tại trên nóc nhà ngước nhìn, hai chân chỉ lên trời. Đây là đến đón lấy Lý Thiên Mệnh mục tiêu lớn nhất. Hắn rời đi Ly Hỏa Thành thời điểm, mục tiêu thứ nhất là tiến thiên phủ, hiện tại thành công. Mới mục tiêu thứ nhất, đương nhiên là để mẫu thân kéo dài tuổi thọ, để mẫu thân giành lấy thanh xuân. Đây là lửa xém lông mày sự tình, đây cũng là đời này của hắn, chuyện trọng yếu nhất một trong. Nhớ tới Tuyết Lam cùng con của nàng nhóm, đối Vệ Tĩnh bây giờ tuổi xế chiều chế giễu. Thậm chí, liền đưa ra quan tài lời nói hết ra. Nhớ tới Vệ Tĩnh cùng chính mình nói hắn không muốn chết. Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn nhất định phải làm cho mẫu thân, thoát ly cái này tiểu mệnh kiếp kiếp nạn. Trong thiên phủ, chỉ có một người có thể trợ giúp ta trừ rơi tiểu mệnh kiếp, mà lại liền xem như hắn, cũng sẽ có rất lớn hao tổn. Bởi vì, cái này tiểu mệnh kiếp tại trên người của ta ẩn núp 20 năm, đã thâm căn cố đế. Vệ Tĩnh dựa vào ghế, ngước nhìn tinh không sáng chói, từng tia tóc trắng rơi xuống. Người này là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn là thiên phủ phủ chủ, toàn bộ Viêm Hoàng học cung trưởng khống giả. Vệ Tĩnh hồi tưởng lại người kia, ánh mắt có chút phức tạp. Không đúng sao, Viêm Hoàng cung chủ, mới là học cung trưởng khống giả a? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Người cái này liền không hiểu được, kỳ thật nghiêm ngặt để tính, thiên phủ cũng không quy thuộc học cung, mà chính là thiên phủ trưởng khống học cung, thiên phủ phủ chủ quyền lực cùng địa vị, so Viêm Hoàng cung chủ đều cao. Vệ Tĩnh nói. Nguyên lai là dạng này a? Lý Thiên Mệnh hôm nay mới biết, nguyên lai thiên phủ phủ chủ, chẳng những địa vị vượt qua Phượng Hoàng Điện chủ, càng là vượt qua Viêm Hoàng cung chủ. Thiên phủ phủ chủ vẫn luôn là cái thần bí tồn tại. Tại trong học cung, Viêm Hoàng cung chủ mới là đối ngoại thường xuyên lộ diện người, cho nên Lý Thiên Mệnh không biết cái tầng quan hệ này. Nương, ý của ngươi là, muốn để thiên phủ phủ chủ cứu ngươi rất khó, bởi vì giải trừ tiểu mệnh kiếp, đối công lực của hắn có hại hao tổn thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ là như vậy, Vệ Tĩnh cúi đầu xuống, cười khổ nói, kỳ thật, vẫn còn có nguyên nhân. Nguyên nhân gì, người đắc tội qua vị này thiên phủ phủ chủ? Nguyên nhân là, ta đã từng là vị phủ chủ này nữ nhi, mà lại, ta xác thực đắc tội qua hắn, còn đắc tội đến vô cùng nghiêm trọng. Vệ Tĩnh ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái gì, Lý Thiên Mệnh còn cho là mình nghe lầm. Nàng là thiên phủ phủ chủ nữ nhi, nói cách khác. Hiện tại trưởng khống Viêm Hoàng học cung cùng thiên phủ cái kia tồn tại, là ngoại công của mình. Hắn suy đoán Vệ Tĩnh từng tại Diễm Đô có một ít gia thế. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, ngoại công của mình lại là thiên phủ phủ chủ. Đã từng xem như, bây giờ không phải là, 20 năm trước, ta thì bị trục xuất khỏi gia môn, từ đó đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Đây cũng là hắn có thể giải trừ tiểu mệnh kiếp nguyên nhân, bởi vì cái này tiểu mệnh kiếp, thì là đến từ hắn di truyền. Vệ Tĩnh nói lên những thứ này chuyện cũ, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này có chút đắng chát. Ngươi là bởi vì cái gì, để hắn đối ngươi như thế tuyệt vọng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mang thai, nhưng là hắn chướng mắt Lý Viêm Phong. Vệ Tĩnh rất dứt khoát nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái này thật cũng là mệnh. Nàng nếu như biết rõ 20 năm sau, Lý Viêm Phong hội đem mẹ con bọn hắn đều vứt, lúc trước nàng còn hội vì tình yêu. Làm loại này nghịch phản thiên phủ phủ chủ lựa chọn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tự làm tự chịu? Vệ Tĩnh hỏi. Làm sao có thể chứ, ta muốn là phản đối, ta chẳng phải là không đến được đến trên cái thế giới này rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như không phải mang thai, như vậy nàng cũng không phải là nhất định phải gả cho Lý Viêm Phong, cần phải cũng sẽ không để vị kia thiên phủ phủ chủ tức giận như vậy, trực tiếp đem nàng trục xuất môn. Sau đó, 20 năm đều chẳng quan tâm. Nữ nhi ruột thịt, lại làm cho hắn tuyệt tình như vậy, nói rõ ngày này phủ phủ chủ thật rất tức giận. Lý Thiên Mệnh không biết ngay lúc đó tình huống cụ thể. Nhưng là, từ hiện tại đủ loại suy đoán, Vệ Tĩnh hiện tại đối với thiên phủ phủ chủ đắc tội, cái này còn không phải bình thường đắc tội. Cho nên,
Lý Thiên Mệnh vì cứu nàng, khẳng định phải đối mặt vị này lúc trước tuyệt tình như thế ông ngoại. Trong đó độ khó khăn có thể nghĩ. Ta trước kia nói cho ngươi, thiên phủ có người có thể cứu ta, đều chỉ là vì cho ngươi tu hành một hy vọng, để ngươi không đến mức từ bỏ. Thế nhưng là ngươi bây giờ biết, hắn đời này hận ta tận xương, hắn so với ai khác đều muốn ghét bỏ ta. Nhất là, nhìn đến ta hiện tại cái này bộ dáng, sẽ chỉ làm hắn cao hứng, đừng nói tiểu mệnh kiếp, hắn nếu như biết rõ ta tồn tại, rất có thể trực tiếp đem ta đuổi ra Diễm Đô. Hắn sợ ta lại xuất hiện, mất đi mặt mũi của hắn. Không sai, hắn đối mặt mũi coi trọng, cùng Lý Viêm Phong không sai biệt lắm. Vệ Tĩnh bất đắc dĩ nói. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cho nên, người tại thiên phủ thật tốt tu luyện là có thể. Vệ Tĩnh nắm bàn tay của hắn, ôn nhu nhìn lấy hắn, nói, hai tử, tin tưởng ta, không có hy vọng. Ta không tin, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng rút bàn tay ra, mặt mỉm cười nói. Khác nghiêm túc như vậy, người để cho ta thử một chút, con người của ta chính là như vậy. Coi như đâm đến đầu rơi máu chảy, ta cũng sẽ không quay đầu. Mệnh nhi, Vệ Tĩnh trong hốc mắt nước mắt tràn lan, nàng nói, vất vả ngươi, làm con của ta, cần phải thừa nhận áp lực lớn như vậy. Ngươi đừng tiếp tục cho ta phủ lên cái gì độ khó khăn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta như thế nào mới có thể biết vị này thiên phủ phủ chủ. Thiên phủ bên trong, có một tòa, vệ phủ, nhưng ngươi là phổ thông thiên phủ đệ tử, căn bản vào không được. Người nào có thể vào? Vệ Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ngươi có phải hay không hai ngày nữa muốn bái thiên sư, nếu như có thể, ngươi tìm một vị gọi là, Mộ Dương, thiên sư. Nếu như, hắn nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có thể nói cho hắn biết tình huống của ta, nói cho hắn biết ngươi là Vệ Tĩnh nhi tử. Có lẽ, hắn có thể dẫn ngươi đi gặp phủ chủ. Mộ Dương, ta nhớ kỹ, Lý Thiên Mệnh rốt cục có manh mối. Bái Mộ Dương vi sư, để hắn mang chính mình đi gặp thiên phủ phủ chủ. Cái này gọi là Mộ Dương, sẽ không cũng là người theo đuổi ngươi đi. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, nói một câu. Ngươi khác nói mỏ nha, Vệ Tĩnh khẩn trương nói. Nhìn ngươi khẩn trương, quả nhiên, mẫu thân của ta trước kia, tuyệt đối là Diễm Đô siêu cấp đại mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, mục tiêu đã khóa chặt, hắn muốn cho Vệ Tĩnh cao hứng một số. Chờ một chút, ngươi vừa nói cũng là người theo đuổi ngươi, cái này, cũng chữ, là có ý gì? Vệ Tĩnh bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm hỏi. Lý Thiên Mệnh nói như vậy, đó là bởi vì hắn gặp qua thần thánh. Ha ha! Ngươi đừng ngốc cười, ngươi nhanh giải thích cho ta rõ ràng, ngươi còn gặp qua người nào, người đứa nhỏ này. Tại nàng dây dưa đến cùng phía dưới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khai ra thần thánh. Về sau khác tiếp xúc với hắn, hắn là Tuyết Lam trượng phu. Vệ Tĩnh nói. Minh bạch, bất quá nữ nhân kia, còn đáng giá ngươi vì nàng muốn. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Tuyết Lam, tâm lý chỉ có buồn nôn. Người khác làm thế nào nghĩ như thế nào, không có nghĩa là ta thì muốn làm thế nào nghĩ như thế nào, ta làm tốt chính mình là có thể. Vệ Tĩnh chân thành nói. Lý Thiên Mệnh tán thành ý nghĩ của nàng. Thế nhưng là người ta a, chính không kịp chờ đợi chờ lấy Vệ Tĩnh mất mạng đây. Giữa người và người, phẩm cách cùng linh hồn, lại có kém như vậy cách. Mẫu thân rời đi Diễm Đô rất lâu. Cho nên đối Mộ Dương cụ thể tin tức đều không hiểu rõ. Tại tiến thiên phủ trước đó, Lý Thiên Mệnh nhất định phải tiến về Mộ Huyền Thượng Sư nơi ở một chuyến, đem tất cả thiên sư đều hỏi thăm rõ ràng. Kết quả là, tại một cái dạ hắc phong cao khô nóng ban đêm, hắn đi tìm Mộ Huyền. Hắn chỉ hy vọng, tối nay có thể bảo trụ phẩm đức. Mộ Huyền Thượng Sư, ta là Lý Thiên Mệnh, ta tới tìm ngươi. Mộ Huyền Thượng Sư, ngươi ở đâu? Thượng Sư. Ta ngày mai sẽ phải đi thiên phủ, tới tìm ngươi hỏi một chút các vị thiên sư tình huống. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài gõ cửa, bên trong nửa ngày đều không có động tĩnh. Nhưng, bên trong ánh nến đều điểm, dưới ánh nến, cần phải có người mới đúng. Hắn chờ giây lát, vẫn không có người nào đáp lại. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình cũng không thể hoàn toàn mất hết giải liền đi bái sư, cho nên hắn vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Đi qua đình viện. Nghe được chắc điện truyền đến ào 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 tiếng nước. Nguyên lai Mộ Huyền Thượng Sư là đang tắm đây. Lý Thiên Mệnh ngay tại trong đình viện chờ đợi. Không bao lâu, chắc điện cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra. Dưới ánh trăng, một cái vóc người cao gầy nữ tử bọc lấy áo choàng tắm đi ra. Cái kia áo choàng tắm không lớn, đến mức lộ ra mảng lớn trắng sáng như tuyết sáng long lanh da thịt, phía trên giọt nước còn tại trượt xuống.
Tại cái này trong sáng dưới ánh trăng, Mộ Uyển thượng sư cái kia ướt nhẹp dán tại lưng thơm phía trên tóc dài, mông lung hơi nước bên trong vũ mị, tuyệt đối là trong bóng đêm đẹp nhất hình ảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thượng sư phong tình thiên hạ vô song. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Lý Thiên Mệnh còn không có mất lý trí, hắn vội vàng nghiêng đầu đi, nói, thượng sư, ta là tới hỏi thăm thiên sư tình huống. Vậy ngươi hỏi chứ sao? Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, nàng thì bọc lấy cái kia áo choàng tắm hướng về chính mình đi tới. Người còn chưa tới, một trận mùi thơm liền đã xông vào mũi. Thượng sư, muốn không ta trước tránh một chút, Lý Thiên Mệnh khẩn trương nói. Không dùng né tránh a, Lý Thiên Mệnh ngươi quá sợ, lão tử muốn nhìn liền tùy tiện nhìn. Tiểu hoàng gà theo lồng ngực của hắn trong quần áo bắn ra cái đầu đến, say sưa ngon lành nhìn lấy Mộ Uyển thượng sư. Nói không sai, đường đường đại nam nhân, còn lo lắng thượng sư đem ngươi ăn hết đây. Mộ Uyển thượng sư ngồi ở bên cạnh hắn, thân thủ đem tiểu hoàng gà móc tới, cầm ở trong tay vuốt vuốt. Nữ nhân, đối lão tử chút tôn trọng, tiểu hoàng gà bá khí nói. Thật đáng yêu, Mộ Uyển thượng sư ánh mắt tỏa ánh sáng. Thượng sư, Lý Thiên Mệnh đã nói với ta, hắn rất muốn cùng ngươi làm một số xấu hổ sự tình, nhưng là hắn không có can đảm này. Tiểu hoàng gà cười xấu xa nói. Ta thấu, Lý Thiên Mệnh nhìn không được con hàng này, hắn vội vàng đem hắn đoạt lại, cho nhét vào cổng sinh không gian đi. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Giải quyết hết tiểu hoàng gà, lúc này mới phát hiện Mộ Uyển thượng sư giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Không, ta là chính nhân quân tử, am hiểu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Thiên Mệnh nói, chính nhân quân tử liền không thể làm xấu hổ sự tình sao? Được rồi, không đùa ngươi, chờ ta một hồi. Nàng quay người đứng dậy, chập chờn tuyệt mỹ tư thái, đi vào trong phòng ngủ. Một hồi liền truyền đến thanh âm huyên náo, không lâu sau đó, nàng liền mặc xong quần áo. Dạng này, Lý Thiên Mệnh mới có thể dễ chịu một điểm. Người bên ngoài đều mắt bị mù a, ngươi là như thế ngây thơ thiếu niên, lại có người tin tưởng ngươi sau đó rước dâm loạn người khác. Mộ Uyển thượng sư cảm khái nói. Tuy nhiên bị hình dung là ngây thơ, giống như có chút biệt khuất. Nhưng là, chỉ ít Mộ Uyển thượng sư là suy đoán ra chân tướng, lại tín nhiệm mình người a. Ngươi hôm nay cầm tới đệ nhất đệ tử thời điểm, ta nhìn thấy Mộc Tình Tình biểu lộ. Cô bé này ngày thường giả đến mức cùng liên hoa giống như, phụng trộm tâm tư ngoan độc. Là cái cực phẩm, người vận khí thật không tệ, có thể gặp được đến dạng này cô nương. Mộ Uyển thượng sư vỗ vỗ bờ vai của hắn, tùy tiện ngồi tại bên cạnh hắn, nhếch lên chân bắt chéo. Đáng tiếc, biết nàng bộ mặt thật sự người còn không nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên ta thẳng mong đợi, thì nhìn xem ngươi đến đón lấy có thể làm chút gì đi, chú ý bảo vệ tốt mạng nhỏ a. Mộ Uyển thượng sư nhắc nhở. Tạ thượng sư nhắc nhở. Danh sách này cũng là hiện hữu thiên sư, hết thảy 18 vị, người đều tìm hiểu một chút. Kỳ thật nhìn một chút liền phải, bởi vì không nhất định có người có thể coi trọng ngươi. Mộ Uyển thượng sư dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn nói. Thượng sư có ý tứ gì đâu? Ta nghe vệ tử côn nói. Hắn đi thăm dò qua ý, tạm thời không ai có thu ngươi làm đệ tử ý nghĩ. Cho nên, ngươi ngày mai có khả năng rất lớn, sẽ phi thường xấu hổ. Chúng ta Viêm Hoàng học cung thành lập đến nay, còn không có bởi vì không có thiên sư thu đồ đệ, không thể không trở lại học cung tu luyện đệ nhất đệ tử, ngươi có thể lại muốn trở thành trò cười, chúc mừng chúc mừng. Mộ Uyển vui sướng nói. Vậy sẽ phải quái những thiên sư này không có mắt, bỏ qua một cái tuyệt thế thiên tài. Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Tự tin như vậy nha, Mộ Uyển thượng sư không thể không lau mắt mà nhìn. Có thượng sư ở bên người, lòng tự tin tự nhiên sinh ra. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn vừa nói chuyện, một bên tại đọc qua danh sách. Vậy nói rõ chúng ta có duyên phận, Thiên Mệnh, ta thì nói cho ngươi đi, nếu như không ai thu ngươi, ta thì thu ngươi làm đệ tử. Về sau có cái gì tư nguyên, ta đều sẽ cho ngươi, tuyệt đối để ngươi đãi ngộ không so thiên sư đệ tử kém, qua 2 năm ta trở thành thiên sư, ta liền đem ngươi mang vào thiên phủ đi. Mộ Uyển thượng sư bỗng nhiên nói. Thượng sư là chăm chú sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng. Ta bình thường sẽ thích đùa giỡn hay sao? Mộ Uyển thượng sư ngạc nhiên hỏi. Không phải sẽ không đùa giỡn, mà chính là tùy thời đều đang nói đùa. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nàng lần này nói là sự thật. Nàng đang vì mình bất bình, nàng cũng coi trọng chính mình. Thượng sư, cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm tạ.
không cần cảm ơn, ta coi trọng chính là ngươi tuổi trẻ anh tuấn, huyết khí phương cương nhục thể. Mộ Uyển thượng sư lè lưỡi, liếm liếm môi đỏ, không có hảo ý cười nói. Như vậy phải không, xem ra ta vì tu hành, không thể không lòng mang khuất nhục, hướng lên sư cống hiến ta thuần khiết thân thể. Lý Thiên Mệnh nói, được ngươi thằng nhóc láo cá, nhanh điểm xem đi. Mộ Uyển nhéo nhéo lỗ tai của hắn, thổi phù một tiếng bật cười. Lý Thiên Mệnh đại khái biết một chút. Đối Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang, Trần Phong, Liễu Tuyết Giao, Cao Nguyên Định cùng Tần Thi chờ một chút 18 vị đại danh đỉnh đỉnh thiên sư, đều thô sơ giản lược nhìn một lần, làm đến trong lòng hiểu rõ. Mộc Tình Tình thượng sư là vị nào? Lý Thiên Mệnh sau khi xem xong hỏi. Liễu Tuyết Giao, một cái lão nữ nhân, không biết xấu hổ đồ chơi, cùng Mộc Tình Tình là tuyệt phối, đều là tuyệt thế bạch liên hoa. Mộ Uyển trợn mắt một cái nói. Thượng sư chán ghét như vậy, chẳng lẽ nàng so sánh với sư xinh đẹp, hoành đao đoạt ái rồi. Nói mò, nàng tuy đẹp gấp 10 lần, đều cùng cẩu thí không sai biệt lắm, chỉ là hạt gạo, còn muốn cùng ta loại này hạo nguyệt so sánh quang huy. Mộ Uyển tự khen nói. Lý Thiên Mệnh cười cười, hắn cúi đầu tiếp tục đọc qua, lật tới lật lui, trên mặt nghi hoặc, hỏi, thượng sư, danh sách này bên trong có phải hay không thiếu mất một người? Làm sao có thể? 18 vị thiên sư đều ở nơi này đâu, giới thiệu cũng kỹ càng, ta tự mình vì ngươi sửa sang lại. Mộ Uyển nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, bởi vì Liễu Tuyết Giao giới thiệu phía trên viết, tuyệt thế gái xấu một cái, tuyệt đối không phải trở thành đệ tử của nàng. Xác thực thiếu một người, Lý Thiên Mệnh nói. Ai vậy? Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nàng nói. Mộ Uyển ngây ngốc một chút, sau đó buồn cười nhéo nhéo Lý Thiên Mệnh mặt, nói. Ngươi từ nơi nào nghe được tên của hắn a, ngươi thằng ngu này. Ý gì a thượng sư, không có một vị gọi là Mộ Dương Thiên Sư sao? Có là có, nhưng là anh ta hiện tại là phó phủ chủ, tiếp qua 3 năm, ta ca liền muốn chính thức trở thành phủ chủ. Sớm tại một năm trước, lão phủ chủ khâm định hắn vì đời tiếp theo thiên phủ chủ người thừa kế về sau, hắn thì không thu đệ tử. Mộ Uyển kiêu ngạo nói. Mộ Dương, ca ngươi, phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Người có phải hay không đần, toàn bộ Viêm Hoàng học cung, thì chúng ta hai cái họ Mộ, không là anh ta, chẳng lẽ là cha ta à? Mộ Uyển trợn mắt một cái nói. Không nghĩ tới thượng sư bối cảnh hùng hậu như vậy, trách không được tại học cung phách lối như vậy. Lý Thiên Mệnh cuối cùng tìm tới nguyên nhân, trách không được vệ tử côn theo đuổi nàng, còn khách khách khí khí với nàng, nguyên lai nàng là Mộ Dương muội muội. Hắn nghĩ tới, vệ tịnh giống như cũng biết Mộ Uyển cái tên này. Xem ra bọn họ khả năng nhận biết. Làm sao nói chuyện ngươi, ta ôn nhu như vậy, ngươi dùng phách lối để hình dung ta. Ta sai rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đang nghĩ, vệ tịnh chỉ sợ đều không nghĩ tới, cái này gọi là Mộ Dương người, lại không sai đã không phải là thiên sư, mà chính là phó phủ chủ. Hơn nữa, còn là ông ngoại khâm định thiên phủ chủ người thừa kế. Tiếp qua mấy năm cũng là mới phủ chủ. Vậy phải làm thế nào? Thượng sư, ta còn có hy vọng, bái ca ca ngươi vi sư sao? Ngươi có thể đi hay không đi quan hệ a? Tỷ như theo ngươi ca nũng nịu cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng suy nghĩ, đừng nói nũng nịu, ở trước mặt hắn đi tiểu đều vô dụng. Mộ Uyển vô tình đạo. Lý Thiên Mệnh đau đầu a, nếu như không đảm đương nổi cái này Mộ Dương đệ tử, muốn gặp đến thiên phủ chủ thì khó khăn. Vệ tịnh không kiên trì được thời gian quá dài. Hắn chỉ có thể nhìn Mộ Uyển, trong lòng nghĩ. Nếu như thực sự không được, thì nói cho Mộ Uyển thượng sư, ta là vệ tĩnh nhi tử, để cho nàng tìm Mộ Dương phó phủ chủ vì ta truyền lời đi. Không thể trở thành Mộ Dương đệ tử, lại bị thiên phủ thiên sư tập thể vứt bỏ, sau cùng trở thành Mộ Uyển đệ tử, tựa hồ cũng còn có khả năng thành công tính đi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tiến thiên phủ. Coi như tùy ý chọn tuyển một vị thiên sư, vậy cũng có thể tại thiên phủ hoạt động. Bằng không, thiên phủ còn không thể nào vào được. Đệ nhất đệ tử lấy không? Ta ca, ngươi thật đừng suy nghĩ, hắn hiện tại tổng cộng thì 3 người đệ tử, cái này 3 người đệ tử có thể là hắn về sau phủ chủ đời kế. Muốn làm đệ tử của hắn, yêu cầu cao đến dọa người, ta nhớ được Viêm Hoàng cung chủ nhi tử muốn làm đệ tử của hắn, hắn đều không thu. Mộ Uyển rất thẳng thắn mà nói. Dạng này a, Lý Thiên Mệnh biết độ khó khăn, hắn chỉ có thể nói, vệ tịnh xác thực không có đoán trước Mộ Dương vậy mà sống đến mức tốt như vậy. Hắn cái thứ 3 đệ tử, ngươi còn nhận biết đây. Mộ Uyển bỗng nhiên cười nói. Người nào? Lâm Tiêu Đình a.
Lý Thiên Mệnh dự liệu được, đạt được thánh thú chiến hồn về sau, hắn thiên phú tăng vọt, để cái này tương lai phủ chủ coi trọng rất bình thường. Làm hiện tại thiên phủ đệ nhất thiên tài, hắn lý nên để phủ chủ đời kế thu làm quan môn đệ tử. Liền Viêm Hoàng cung chủ nhi tử, đều không có thể trở thành Mộ Dương đệ tử, Lâm Tiêu Đình lại làm được. Đương nhiên, còn không phải là bởi vì thánh thú chiến hồn. Ngày mai sẽ là bái sư thời gian, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, tại hiểu rõ đây hết thảy về sau, hắn vẫn là không có đầu mối gì. Ta cho ngươi đề cử mấy cái, ngươi đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, nói không chừng bọn họ sẽ nguyện ý thu đồ đệ. Mộ Uyển nhìn hắn vô kế khả thi, chỉ có thể bắt đầu giúp đỡ. Nàng nói mấy người kia, Lý Thiên Mệnh đều nhớ kỹ, đương nhiên hết thảy còn phải xem ngày mai biểu hiện. Đêm dài thời điểm, Lý Thiên Mệnh mang theo danh sách trở về nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, vệ tử Côn đã tới tìm hắn. Khi thấy vệ tử Côn một khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm giác được, hắn tướng mạo giống như cùng mẫu thân tương tự. Đồng dạng đều họ vệ. Hắn sinh ra một cái 3 năm trước đây căn bản không dám nghĩ suy nghĩ. Cái này Phượng Hoàng Điện điện chủ, không phải là chính mình thân thích chứ. Mộ Uyển nói cho người đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay rất có thể xuất hiện loại tình huống này. Vậy nếu không có thiên sư nguyện ý thu ngươi làm đồ. Vừa mới gặp mặt, vệ tử Côn liền đã đem cảnh cáo nói tại phía trước. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh đơn giản dứt khoát, như là người khác chướng mắt chính mình, vậy hắn cũng tương tự chướng mắt người khác. Hắn chưa từng bái sư, hắn cũng không muốn đi tôn kính một cái không chợp mắt thiên sư. Theo ta đi, vệ tử Côn là cao lãnh điện chủ, nghe nói xuất từ trong thiên phủ thế gia, lúc tuổi còn trẻ thiên tài ngang dọc. Bây giờ không đến 40, cơm hộp phía trên 5 đại điện chủ một trong, là Diễm Đô hiện tại nổi tiếng nhân vật. Điện chủ, hỏi ngươi một vấn đề, Lý Thiên Mệnh đi theo phía sau hắn. Nói, ta nghe bọn hắn nói, Viêm Hoàng cung chủ là ngươi huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng, có vấn đề sao? Vệ tử Côn quay đầu nhìn hắn một cái. Không có, Lý Thiên Mệnh cười cười. Viêm Hoàng học cung cung chủ, ước chừng hơn 50 tuổi. Tên là Vệ Thiên Hùng, chính là Chu Tước Quốc tông sư cấp nhân vật. Mọi người phổ biến cho rằng, Vệ Thiên Hùng là toàn bộ Viêm Hoàng học cung trưởng khống giả, địa vị cao thượng. Lý Thiên Mệnh trước đây cũng cho rằng như vậy, bây giờ mới biết, Viêm Hoàng học cung, Thiên Phủ phủ chủ, địa vị càng cao. Thiên Phủ phủ chủ, cũng họ Vệ, rất có thể cùng Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn thuộc về một cái gia tộc. Nói như vậy, cảm giác gia tộc bọn họ, chỉ sợ sẽ là Viêm Hoàng học cung lớn nhất thế gia. Thậm chí một nhà trưởng khống Viêm Hoàng học cung đi. Cũng là không xác định, ngoại công của hắn vệ phủ chủ cùng Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng là quan hệ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, vệ tử Côn mang theo hắn tại lớn như vậy Viêm Hoàng học cung bên trong xuyên thẳng qua. Dọc theo đường đệ tử chỉ cần trông thấy, đều biết hôm nay là hắn tiến thiên phủ thời gian, thẳng để bọn hắn hâm mộ ghen ghét. Bọn họ lại làm sao biết, Lý Thiên Mệnh sắp đứng trước bị tất cả thiên sư ghét bỏ xuống tràng. Muốn là trở thành cái thứ nhất không có thiên sư nguyện ý thu đồ đệ đệ nhất đệ tử, chỉ có thể hồi học cung tu luyện, sợ là còn muốn làm trò hề cho thiên hạ một lần. Đến lúc đó, bọn họ nhưng là đến nhìn có chút hả hê. Ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu, tại 3 năm trước đây trận kia nói xấu phía dưới, muốn rửa đi bị ổi chi đồ nhãn hiệu, nói nghe thì dễ. Ước chừng 1 phút thời gian, bọn họ mới đi vào thiên phủ cửa lớn. Tại trùng điệp cửa khẩu ngăn cản phía dưới. Đi tới cái này trong truyền thuyết học cung hạch tâm. Vừa mới đi vào nơi này, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, nơi này không hổ là trưởng khống học cung mệnh mạch địa phương. Nơi này nhất là xâm nghiêm nghiêm túc, nhưng cũng càng thêm cẩn trọng. Có thể lưu tại thiên phủ bên trong, hoặc là cả nước nghịch thiên nhất thiên tài, hoặc là danh chấn thiên hạ thiên sư. Nơi này đản sinh cường giả, đều là Chu Tước Quốc tương lai đứng tại chúng sinh chi đỉnh nhân vật. Đi trước, chuyện thừa điện. Thiên phủ chuyện thừa điện, cũng là các đại thiên sư nhóm thu đồ đệ địa phương, mỗi lần có đệ tử thông qua khảo nghiệm đi vào thiên phủ, cũng sẽ ở chuyện thừa điện bái sư. Lý Thiên Mệnh, người biết thiên phủ ngoại trừ thiên sư, còn có cái gì? Vệ tử Côn hỏi. Có học cung đứng đầu nhất đệ tử. Thiên sư phía trên đâu? Giống như có tứ đại thiên vương, sau đó là phó phủ chủ, phủ chủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, phủ chủ là học cung tối cao tồn tại. Nhưng ngươi không có khả năng nhìn thấy, ngày bình thường nhìn đến còn lại thiên sư đều muốn biểu thị tôn kính. Thiên sư phía trên tứ đại thiên vương, nắm trong tay toàn bộ thiên phủ mệnh mạch, đều là thiên phủ tiền bối cấp nhân vật,
người càng phải tôn trọng. Vệ tử Côn dặn dò. Hắn là muốn cho Lý Thiên Mệnh biết tôn ti, nhất là nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương, càng phải lễ nghi chu đáo. Tứ Đại Thiên Vương, phân biệt là Chiến Công Thiên Vương, Thần Binh Thiên Vương, Thần Phạt Thiên Vương cùng Truyền Thừa Thiên Vương. Truyền Thừa Điện là Truyền Thừa Thiên Vương địa bàn, đợi lát nữa người nghi thức bái sư, chính là có Truyền Thừa Thiên Vương tọa chấn. Thiên Phủ mỗi tiến tới một cái đệ tử, Truyền Thừa Thiên Vương đều sẽ đích thân xem qua. Vệ tử Côn nói, điện chủ, ta nhớ kỹ, bất quá ta có một cái vấn đề nhỏ bé. Nói, điện chủ là năm đại điện chủ một trong, Thiên Phủ có Tứ Đại Thiên Vương, ta muốn hỏi một chút, điện chủ địa vị cùng Thiên Vương so sánh. Người nào cao hơn một chút? Tự nhiên là Tứ Đại Thiên Vương, học cung điện chủ, cũng liền so phổ thông thiên sư cao một chút đi, hoặc là nói cùng thiên sư tương đương. Vệ tử Côn cũng không kiêng kỵ Lý Thiên Mệnh bắt hắn cùng Thiên Vương so sánh. Bởi vì hỏi ra vấn đề như vậy, chỉ có thể nói rõ Lý Thiên Mệnh kiến thức nông cạn, không có bối cảnh. Tại Diễm Đô phàm là thế gia con cháu, đều biết Tứ Đại Thiên Vương địa vị, gần với Thiên Phủ phủ chủ cùng Viêm Hoàng cung chủ. So sánh phía dưới, Thiên Phủ tổng thể địa vị độ cao, xác thực vượt qua Lý Thiên Mệnh mong muốn. Hắn trước đây vẫn cho là Thiên Phủ là học cung một bộ phận, không nghĩ tới học cung là Thiên Phủ một bộ phận. Tứ Đại Thiên Vương bên trong, Truyền Thừa Thiên Vương trưởng quản Thiên Phủ đệ tử truyền thừa. Thiên Phủ mỗi một người đệ tử đều là tinh anh, hắn đều muốn đích thân xem qua. Đảo mắt liền tới Truyền Thừa Điện, Truyền Thừa Điện bức tường là màu đen, kiến trúc đại khí bàng bạc, có nhất định uy áp cùng khí thế. Trận thế này, đủ để cho bất luận cái gì mới tới đệ tử sinh sinh lòng kính sợ. Đã đến giờ, thiên sư nhóm đoán chừng đều đến, theo ta đi vào, không cần khẩn trương. Vệ tử Côn nói một tiếng, liền đi vào trong đó. Lý Thiên Mệnh theo sau lưng, khắp nơi nhìn quanh, hắn phát hiện Thiên Phủ bên trong quả nhiên người ở thưa thớt. Hắn đoạn đường này tiến đến, một người đều chưa từng gặp qua. Truyền Thừa Điện bên trong chờ đợi hắn, thế nhưng là nói cái đều là Chu Tước Quốc Phong Vân nhân vật, đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Cái này hết thảy 18 cái thiên sư, thêm lên một cái Truyền Thừa Thiên Vương, bọn họ tọa trấn tại cái này Truyền Thừa Điện. Làm mới tới đệ tử xuyên qua tĩnh mịch hành lang, đi đến bọn họ trước mắt, tại bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ giữa, như là bị đào y phục rớt lột ra, như thế nào lại không khẩn trương. Lý Thiên Mệnh đi theo vệ tử Côn sau lưng, không bao lâu đã bước vào một tòa đại điện bên trong. Nơi này chung quanh ánh nến vô cùng tràn đầy, thiêu đến bay phất phới. Rõ ràng rất không ít người, nhưng lại không một người nói chuyện, bầu không khí vô cùng áp lực nghiêm túc, đủ để gọi người không thở nổi. Tuy nhiên không một người nói chuyện, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được đại lượng nóng rực như hỏa diễm, hoặc là lạnh như băng xương ánh mắt, toàn bộ bao trùm tại trên người mình. Những thứ này ánh mắt quả thực có thể xuyên thấu huyết nhục, đủ để thấy những thiên sư này thủ đoạn. Truyền Thừa Thiên Vương, chư vị thiên sư, Phượng Hoàng Điện đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh đã đưa đến. Vệ tử Côn cất cao giọng nói. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua Truyền Thừa Thiên Vương cùng chư vị thiên sư. Nghe nói Thiên Phủ là một cái nghiêm túc địa phương, đối diện với mấy cái này siêu cấp nhân vật, Lý Thiên Mệnh theo sát lấy liền hỏi tốt. Hắn giọng nói bình ổn, không kiêu ngạo không tự ti, xem ra cũng không khẩn trương. Làm phiền Phượng Hoàng Điện Chủ, một trận khàn khàn mà thô giáp thanh âm truyền đến, nghe thanh âm hẳn là một cái rất hung hãn lão giả. Năm nay đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu, để cho ta cùng chư vị thiên sư nhìn xem ngươi. Đúng, Thiên Vương. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hắn cũng không phải là khiếp đảm cúi đầu, mà chính là ở nơi như thế này, ngay từ đầu thì ngẩng đầu nhìn khắp nơi, chính là không lễ phép cử động. Quả nhiên, tại cái kia Truyền Thừa Điện trên cùng trên chỗ ngồi, ngồi đấy một cái cao lớn khôi ngô lão giả. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức dồi dào, thần uy mười phần, tuy nhiên đã có tuổi, nhưng vẫn có kinh khủng uy hiếp lực. Ở hai bên người hắn hai bên, mỗi người ngồi đấy 9 cái thiên sư. Thiên sư muốn một chút trẻ tuổi một chút, nhưng ít ra cũng là 40 trở lên đến 60 ở giữa. Bất quá, bọn họ phổ biến đều khí tức dồi dào, mỗi người đều giống như một ngọn núi giống như đặt ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái kia tràn đầy lực uy hiếp ánh mắt, vẫn luôn đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh nhìn. Trong đó mấy cái thiên sư sau lưng, còn đứng lấy một số người trẻ tuổi. Cái này đoán chừng là đệ tử của bọn hắn. Sợ là theo chân thiên sư thuận đường qua đây xem một chút Lý Thiên Mệnh loại này truyền kỳ nhân vật. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã từng căn bản tiếp xúc không đến Thiên Phủ,
cho nên không biết những thứ này thiên chi kiêu tử. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ từng cái đều là trong học cung tìm không ra thiên tài. Phàm là Lý Thiên Mệnh người đồng lứa, trên cơ bản chỉ ít đều tại linh nguyên cảnh tầng thứ 5 trở lên. Lúc này, cái này tuổi trẻ thiên tài cũng cùng thiên sư nhóm cùng một chỗ, có chút hăng hái nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Bất quá, tại như thế nghiêm túc trong không khí, bọn họ tuyệt không mở miệng. Đệ nhất đệ tử đã đến, chư vị thiên sư nhóm đối với hắn cần phải có hiểu biết, nghe nói 4 năm trước coi như qua học cung đệ tử. Tư chất của hắn như thế nào, chư vị tâm lý nắm chắc, cho nên ai muốn thu đồ đệ, liền trực tiếp an bài đi. Truyền thừa thiên vương lưng tựa trên ghế ngồi, đem Lý Thiên Mệnh giao cho 18 vị thiên sư. 18 vị thiên sư đều tại híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Bọn họ thần thái đều không khác mấy, từng cái đều là bầy mưu tính kế nhân vật. Lúc này thời điểm, bọn họ đều lựa chọn quan sát, cũng không có trước kia trực tiếp tranh đoạt đệ nhất đệ tử ý tứ. Lý Thiên Mệnh tại danh sách bên trong nhìn qua thiên sư nhóm bức họa, cho nên tại chỗ thiên sư hắn đều biết. Hắn có thể nhận ra ai là Triệu Thiên Thần, ai là Liễu Tuyết Giao, ai là Phong Vô Quang. Mộ Uyển nói mấy cái khả năng nhân tuyển cũng tại, nhưng bọn hắn tạm thời đều không nói lời nào. Tình huống đã có điểm quái dị cùng xấu hổ. Cảnh tượng như thế này truyền đi, xác thực muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nói thật, lúc trước nhưng phàm là đệ nhất đệ tử, bọn họ trên cơ bản cũng bắt đầu tranh đoạt. Lý Thiên Mệnh có thể nói là bọn họ làm thiên sư đến nay, đặc thù nhất đệ tử. Kết quả đi qua có đoạn thời gian, một cái nói chuyện thiên sư đều không có. Dạng này, Lý Thiên Mệnh, để ngươi cộng sinh thú đi ra, để thiên sư nhóm nhìn xem. Truyền thừa thiên vương nói. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn lường trước hôm nay quá trình sẽ rất xấu hổ, không nghĩ tới như thế xấu hổ. Thiên sư nhóm đều không cách nào tiếp nhận hắn ở độ tuổi này, vẫn là trước mắt loại cảnh giới này. Đây là ngàn năm qua, cái thứ nhất không ngớt phủ cơ bản tuyến, đều không vượt qua đệ nhất đệ tử. Làm tiểu hoàng gà xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai thời điểm, thậm chí còn có mấy cái nữ thiên sư nhìn không được lắc đầu nở nụ cười. Trong đó có Mộ Uyển không thích, Liễu Tuyết Giao. Vị này là Mộc Tình Tình thiên sư, quả nhiên cùng Mộc Tình Tình khí chất tương tự. Nàng người mặc trắng như tuyết váy dài, tư thái thướt tha, ngồi thẳng tắp, phần eo đường cong vô cùng rung động lòng người. Nếu không phải mặt như băng xương, so Mộc Tình Tình càng thêm băng lãnh, cần phải còn có thể càng có mị lực một số. Có chút buồn cười. Ta cảm thấy là có cần phải đem bài vị chiến quy tắc sửa đổi một chút, ta đều chuẩn bị tốt Thu Tiêu Tiêu làm đồ đệ. Liễu Tuyết Giao nhẹ giọng đối bên người thiên sư, Triệu Thiên Thần, nói. Kết quả hôm nay tới cái đồ chơi này, Triệu Thiên Thần bĩu môi. Đây là một cái vô cùng anh tuấn trung niên nhân, dáng người thon dài thẳng, ngón tay thon dài, tóc dài chỉnh tề đâm thành một chùm, tao nhã nho nhã, rất có phong phạm. Có người tâm động sao? Ha ha! Thiên sư nhóm nói chuyện đều vô cùng đơn giản, bọn họ liếc nhau một cái, mắt trong cơ bản lên đều là châm chọc ý cười. 20 tuổi, thực lực cũng thì tương đương với linh nguyên cảnh tầng thứ 3 đi. Loại trình độ này thực sự khó coi. Muốn để Lâm Tiêu Tiêu tiến đến, đợi nàng 20 tuổi, có thể đột phá quy nhất cảnh. Đúng vậy a, bài vị chiến cái này quy tắc, trắng trắng để thiên tài chân chính lãng phí thanh xuân, để tầm thường trà trộn đi vào. Thu hắn làm đồ, không ngại mất mặt thì thu đi, gia hỏa này còn đắc tội Lôi Tôn phủ. Không quyền không thế, không có thiên phú, ba không tầm thường. Nét mặt của bọn hắn nhìn lên thật bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, bài vị chiến đưa vào đệ nhất đệ tử, lại là Lý Thiên Mệnh dạng này đức hạnh. Theo bọn họ cười lạnh cùng chế nhạo bên trong, hoàn toàn có thể nghe được, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì muốn thu đồ ý tứ. Cho dù có người nguyện ý cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, tại dạng này bầu không khí bên trong, bọn họ cũng đoạn tuyệt loại ý nghĩ này. Dù sao, tất cả mọi người không muốn thu, vậy liền lại lấy. Truyền thừa thiên vương nhìn chung quanh một vòng, sau cùng nhìn lại Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể lắc đầu, nói. Lý Thiên Mệnh, như vậy đi, người bày ra một số sở trường bản sự. Không phải vậy, lấy tuổi của ngươi, không sai biệt lắm qua tốt nhất phun trồng số tuổi, thiên sư nhóm chỉ sợ không giúp đỡ được ngươi. Lý Thiên Mệnh trông giữ những thứ này thói đời nóng lạnh, thiên sư nhóm giễu cợt cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối hắn đều tương đối bình tĩnh. Nguyên bản hắn trả đối một số thiên sư ôm có hy vọng, hiện tại xem xét, bọn họ trên cơ bản hoàn toàn không có khả năng cho mình cơ hội.
vậy mình mặc kệ làm cái gì biểu diễn, bọn họ hẳn là sẽ không nhả ra. Vất vả cầm tới đệ nhất đệ tử, lại ngay cả một cái có thể coi trọng chính mình thiên sư đều không có, đây đúng là chuyện để cho người ta buồn bực. Bọn này chó tệ, tiểu hoàng gà bĩu môi, ghé vào Lý Thiên Mệnh bên tai đậu đen rau muống một câu. Cũng không có gì, bọn họ có quyền lợi làm loại này quyết định. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hiện tại truyền thừa thiên vương để cho mình triển lãm bản lãnh của mình. Nhưng mấu chốt là, hắn đã tại bài vị chiến triển lãm qua, hiện tại đối thủ đều không có, muốn làm sao triển lãm. Đi xuống một người, truyền thừa thiên vương ý thức được loại vấn đề này, nói với mọi người. Ta tới. Đúng vào lúc này, thiên sư Triệu Thiên Thần sau lưng, đi ra một cái khôi ngô thanh niên. Thanh niên kia mắt sáng như đuốc, người mặc một bộ kim sắc trường bào, không giận mà uy, vô cùng có thượng vị giả khí thế. Đôi mắt kia có vàng óng ánh sắc thái, xem xét chính là đỉnh cấp thiên tài. Cơ bản xem như tại chỗ mấy người trẻ tuổi bên trong, ưu tú nhất cái vị kia. Hắn đi vào giữa sân, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, có điều hắn cũng không thấy Lý Thiên Mệnh, mà chính là đối vệ tử côn nói. Nhị thúc, ta đến giúp một chút cái này Phượng Hoàng Điện huynh đệ đi. Tùy tiện, vệ tử côn xem xét liền biết, Lý Thiên Mệnh hôm nay cơ bản không có cơ hội. Hắn cũng lười theo giày vò, đi thẳng đến bên cạnh ngồi xuống. Hắn liền chờ thiên sư nhóm đều thẳng tiếp cự tuyệt, hắn thì mang Lý Thiên Mệnh rời đi, dù sao Lý Thiên Mệnh có vào hay không thiên phủ, cùng hắn quan hệ không lớn. Người trẻ tuổi này xưng hô vệ tử côn vì nhị thúc, mà vệ tử côn huynh trưởng là Viêm Hoàng cung chủ vệ thiên hùng. Cho nên, trước mắt vị này kim quang sáng chói người trẻ tuổi, cũng là Viêm Hoàng cung chủ chi tử. Người gọi Lý Thiên Mệnh đúng không, ta là vệ quốc hào, Triệu Thiên Thần thiên sư đệ tử. Người trẻ tuổi đứng tại phía trước. Trong ánh mắt phảng phất có lưỡi đao. Hắn nhất định là Viêm Hoàng cung chủ vệ thiên hùng chi tử. Bất quá, tại học cung loại địa phương này, bọn họ không thích lấy gia tộc, cha con quan hệ tuyên dương chính mình. Trên cơ bản, đối ngoại đều là lấy thiên sư đệ tử thân phận giới thiệu chính mình. Vệ quốc hào cái tên này, Lý Thiên Mệnh có nghe thấy. Viêm Hoàng cung chủ chi tử, khẳng định không dùng tham gia thông quan chiến hoặc là bài vị chiến. Hắn đoán chừng từ nhỏ tại thiên phủ lớn lên, nhưng hắn tư chất khẳng định là thiên phủ đỉnh cấp, thì kém một chút có thể bắt kịp Lâm Tiêu đỉnh cấp bậc. Vệ sư huynh, như thế nào chỉ giáo? Vệ quốc hào là tự nguyện tới, để cho mình bày ra thực lực người, đến tại cái mục đích gì liền không rõ ràng. Ta đến giúp đỡ ngươi, ngươi cứ việc động thủ với ta chính là, thi triển ngươi toàn bộ thủ đoạn, để thiên sư nhóm nhìn đến thực lực của ngươi. Ta sẽ không đánh trả. Vệ quốc hào nói chuyện 10 phần phóng khoáng, nghe đúng là đang trợ giúp Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, hắn cái này một loại thượng vị giả ngữ khí, khiến người ta nghe được không phải rất dễ chịu. Lý Thiên Mệnh, nắm lấy cơ hội đi, truyền thừa Thiên Vương cũng nói. Đúng, Thiên Vương. Lý Thiên Mệnh ánh mắt khóa chặt vệ quốc hào. Không hề nghi ngờ, người này là thiên phủ từ nhỏ bồi dưỡng tồn tại, tương đương với từ nhỏ đã tại thiên phủ tu hành. Tu luyện hơn 10 năm. Lại thêm đỉnh cấp thiên phú, mà lại đối phương số tuổi không khác mình là mấy, cũng không phải là Lâm Tiêu Tiêu loại kia tiểu cô nương, tu vi tuyệt đối là thần hạo, tinh khuyết loại cấp bậc kia. Linh nguyên cảnh đỉnh phong. Đoán chừng không có vấn đề. Hắn mới linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, dù là nắm giữ luyện ngục chi nguyên, muốn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng truy lên loại này nghịch thiên người đồng lứa, khả năng không lớn. Hắn chỉ có thể hết sức. Tại truyền thừa thiên vương cho phép về sau. Lý Thiên Mệnh tay cầm lôi hỏa xiềng xích, cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ đột nhiên bạo khởi, ngay tại cái này chuyện thừa điện bên trong, trực tiếp đối vệ quốc hào động thủ. Lý Thiên Mệnh thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, bôn lôi cửu tiên, tiểu hoàng gà thì thi triển minh hỏa quỷ trảo. Tốc độ bọn họ mãnh liệt, trong nháy mắt bạo phát, tốc độ cao nhất thẳng hướng vệ quốc hào, mà đối thủ của hắn, thì từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Còn có thể, thú nguyên bộc phát ra thời điểm. Tiếp cận linh nguyên cảnh tầng thứ tư mức độ, trách không được có thể đánh bại Tiêu Tiêu. Hắn cái tuổi này, chúng ta thiên phủ kém nhất đệ tử, đều nhanh đột phá linh nguyên cảnh tầng thứ sáu, huống chi hắn vẫn chưa tới tầng thứ tư. Dù là Lý Thiên Mệnh cho thấy thực lực mạnh nhất, tuổi của hắn bày ở chỗ này, thiên sư nhóm rất khó mở giãn ra mi đầu. Huống hồ, vệ quốc hào căn bản cũng không khách khí. Trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bày mưu tính kế nụ cười. Giống như là trưởng bối nhìn lấy vãn bối làm bừa đánh lăn thời điểm biểu lộ giống như, một mặt nghiền ngẫm. Lý Thiên Mệnh tốc độ với hắn mà nói, tựa hồ cũng vô cùng chậm,
hắn cùng tiểu hoàng gà tấn công mạnh mà lên thời khắc, vệ quốc hào lãnh đạm cười một tiếng. Động tác của hắn thật nhanh, tiểu hoàng gà minh hỏa quỷ chảo vừa giết đi lên, hắn dùng ngón tay búng một cái, một nói cương khí màu vàng kim bạo phát. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, cùng tiểu hoàng gà móng vuốt đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang giòn, tiểu hoàng gà bay ra ngoài, đối phương bàng bạc lực lượng trực tiếp đẩy lui nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười, đây rõ ràng cũng là hoàn thủ, còn nói không hoàn thủ. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, hắn ý tứ là hắn muốn đứng đấy bị đánh đây. Quá yếu, người không quá được. Vệ quốc hào một bên lắc đầu cười khổ, một vừa đưa tay trong nháy mắt tiếp nhận Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích. Động tác của hắn lại là quá mãnh liệt, trực tiếp đem lôi hỏa xiềng xích quấn quanh ở trong tay. Trong một chớp mắt, lôi hỏa xiềng xích một chỗ khác truyền đến lực lượng kinh khủng. Vậy liền giống như là một đầu nghịch thiên cự thú cắn lôi hỏa xiềng xích, Lý Thiên Mệnh còn không có rút trở về, cái kia lôi hỏa xiềng xích trực tiếp bị trong nháy mắt bật nát. Đương đương đương. Cái này tam giai thú binh tại vệ quốc hào lực lượng khổng lồ phía dưới, trực tiếp hóa thành vòng sắt xiềng xích, tản mát tại truyện thừa điện mặt đất. Lý Thiên Mệnh sở trường binh khí, trực tiếp để hắn cho hủy đi. Không có ý tứ, không nghĩ tới người binh khí này như thế giòn, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ. Vệ quốc hào tiếc hận nói. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, lôi hỏa xiềng xích cứ như vậy không có, tương đương với hắn đã mất đi không ít chiến đấu lực. Mấu chốt là, đối phương hủy đi chính mình binh khí về sau, vẫn nở nụ cười. Hắn là đến để cho mình bày ra thực lực, thắng được thiên sư nhóm công nhận. Sự thật lại là, hắn hiện tại làm ra hành động, tuyệt đối để thiên sư nhóm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, tuyệt đối không thể nhận Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Phàm là hắn khiêm tốn một chút, Lý Thiên Mệnh còn có đem toàn bộ thực lực bày ra cơ hội. Nhưng là phương thức của hắn, cũng là dựa vào hắn khổ tu hơn 10 năm thực lực cùng cảnh giới, trực tiếp trấn áp Lý Thiên Mệnh. Để hắn một chút cơ hội biểu hiện đều không có. Đương nhiên, thực lực của hắn là thật, cho nên Lý Thiên Mệnh sẽ không phàn nàn cái gì. Người khác mạnh mẽ hơn chính mình, thì có tư cách tại lúc này hủy đi danh tiếng của mình, hủy đi chính mình trở thành thiên phủ đệ tử khả năng. Bất quá, hắn cũng không phải ăn chay. Ngay tại lôi hỏa xiềng xích bị bật nát trong nháy mắt, ngay tại vệ quốc hào sau lưng, tiểu hoàng gà đột nhiên phun ra một cái hỏa diễm phượng hoàng, cái kia luyện ngục hỏa quang mang trong nháy mắt thiêu đốt toàn trường. Vệ quốc hào đột nhiên quay đầu, thấy là tiểu hoàng gà linh nguyên thần thông. Phá, hắn lắc đầu nở nụ cười, thân thủ nhất quyền đánh ra, bàng bạc quyền thế bạo phát, trong nháy mắt xé rách hỏa diễm phượng hoàng. Bình thường tới nói, hắn đã phá nát cái này thần thông. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngọn lửa kia phượng hoàng vỡ vụn về sau, vậy mà hóa thành vô số tia lửa, vẫn không có dập tắt, trong nháy mắt nhào vào trước mắt của hắn. Vệ quốc hào chỉ có thể chật vật né tránh. Ngay cả như vậy, vẫn là có mười mấy đóa tia lửa thiêu đốt ở tại trên thân. Khó chịu nhất chính là, hắn dùng thú nguyên khí kình vậy mà đều không có chấn diệt ngọn lửa này. Lý Thiên Mệnh, ngươi, vệ quốc hào có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Tại cái này vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể cấp tốc xé toang thiêu đốt y phục, thẳng đến cầm quần áo xé rách ra 10 cái vết nứt, luyện ngục hỏa mới hoàn toàn thoát ly thân thể của hắn. Tuy nhiên không có tránh thức làm bị thương hắn, nhưng là vừa mới bộ dáng, có thể nói vô cùng chật vật. Loại này chật vật, cùng hắn này loại trước trưởng bối trêu đùa vãn bối nghiền ngẫm nụ cười, tạo thành tương phản to lớn, quả thực gọi người buồn cười. Hắn tùy tiện đều có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tóc rối tung, trên thân tất cả đều là vết nứt, thoạt nhìn như là ngu ngốc. Người không biết, còn tưởng rằng hắn bị đánh bại đây. Muốn không phải kịp thời kéo quần rách, đoán chừng trong đũng quần lông đều muốn đốt rụi. Vệ sư huynh, không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười lạnh một tiếng, đình chỉ động thủ. Cái này là mình duy nhất chiếm được tiện nghi thời điểm, nói thật hắn thừa nhận thực lực chênh lệch. Dù sao, chính mình trọng tu một tháng, mà đối phương đã khổ tu hơn mười mấy năm, vẫn là viêm hoàng cung chủ chi tử, mà lại cùng mình tuổi tác tương tự. Hôm nay thực lực có thể làm cho đối phương có cái này chật vật một màn đã không tệ. Vệ quốc hào tại mấy hơi trước đó còn vẻ mặt tươi cười, bày mưu tính kế, mà bây giờ y phục vết nứt, trên mặt không ánh sáng. Dạng này tương phản, tăng thêm Lý Thiên Mệnh thời khắc này nụ cười để tâm tình của hắn một chút biến đến hỏng bét. Rất rõ ràng. Hắn vừa mới tự tin để hắn mất mặt. Tại nhiều như vậy thiên sư trước mặt mất mặt, thực sự để cho người ta buồn bực.
Không dùng không có ý tứ, tiếp tục. Vệ quốc hào thanh âm trở nên lạnh rất nhiều, hắn thậm chí hướng Lý Thiên Mệnh đi tới, rõ ràng muốn báo thù. Không cần thiết, binh khí của ta để ngươi hủy đi, mạnh nhất thần thông cũng sử dụng qua, không có còn lại có thể triển lãm kỹ năng. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Tuy nhiên ngoài miệng mang theo nụ cười, nhưng nói thật, hắn đối cái này vệ quốc hào có chút khó chịu. Thân là Viêm Hoàng cung chủ chi tử, áp chế mình coi như, vừa thấy mặt trực tiếp hủy đi binh khí của mình, đến mức đó sao? Hiện tại không có lôi hỏa xiềng xích, trên thân cũng không có nhiều tiền. Không có cái mới binh khí, hắn xác thực đau đầu, bút chướng này đến tính toán tại cái này vệ quốc hào trên thân. Coi như hắn là Viêm Hoàng cung chủ chi tử, Lý Thiên Mệnh có cơ hội, cũng phải cùng hắn tính sổ sách. Được rồi, vệ quốc hào, lui ra. Ngay tại vệ quốc hào muốn đánh người thời điểm, truyền thừa thiên vương thanh âm truyền đến. Vệ quốc hào chỉ có thể hung hăng chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, quay người trở lại triệu thiên thần sau lưng đi. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, chính mình chỗ nào đắc tội hắn rồi. Cái này thần thông, có thể đem vệ quốc hào bức bách đến thẹn quá thành giận trình độ, cũng không tệ lắm. Nhìn trận này luận bàn về sau, một cái tên là Tần Thi, nữ thiên sư khẽ gật đầu. Nhưng, nàng từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử. Câu nói này, ngược lại là không có thiên sư phản bác. Không thể không nói, vệ quốc hào có chút mất mặt. Đây là bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới. Lý Thiên Mệnh, người cái này cộng sinh thú linh nguyên thần thông cũng không tệ lắm. Còn lại thì không đáng giá được nhắc tới. Truyền thừa thiên vương nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn thừa nhận, những thứ này bản sự tại thiên phủ xác thực không tính là gì. Nếu như hắn 15 tuổi, khẳng định bị tranh đoạt, đáng tiếc hắn 20. Các vị thiên sư thấy thế nào đi? Truyền thừa thiên vương hạ sau cùng thông điệp. Thiên sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có thể có loại tâm lý này tố chất, để vệ quốc hào đều ăn một lần thua thiệt, bọn họ vẫn là hơi nhỏ kinh ngạc một chút. Nhưng là, chậm chạp không có thiên sư làm quyết định. Xem ra bọn họ đối thanh danh của mình vẫn là vô cùng coi trọng. Một cái sẽ để cho mình gây nên lôi tôn phủ không thích tầm thường, một cái 3 năm trước đây có vết bẩn đệ tử. Bất kể thế nào nhìn, đều không có thu làm đệ tử giá trị. Ta được rồi, Liễu Tuyết Giao đầu tiên nói, ta đối với đệ tử của ta tình chuyện năm đó có hiểu biết, như thế dâm loạn bị ổi người nào thu hắn làm đồ, chẳng phải là rõ ràng cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng chẳng những không thu, câu nói này, cũng làm cho tất cả mọi người không thể nhận. Được rồi, vậy liền không lãng phí thời gian, Lý Thiên Mệnh, theo ta hồi Phượng Hoàng Điện đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Vệ tử Côn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, cái này nháo kịch một chút ý tứ đều không có, hắn đứng dậy, trực tiếp bắt chuyện Lý Thiên Mệnh rời đi. Kết cục đã định, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là Lý Thiên Mệnh không muốn cưỡng cầu, bái sư loại chuyện này xem duyên phận, cái này 18 vị thiên sư đều chướng mắt chính mình, chẳng lẽ muốn quỳ xuống đất thỉnh cầu bọn họ thu đồ đệ. Không có cái này duyên phận, cưỡng cầu thì không có ý nghĩa. Chỉ là có chút đáng tiếc, dù sao hắn nhưng là đệ nhất đệ tử. Về sau truyền đi, lại thêm một cái trò cười, nhớ tới cũng nhức đầu. Hắn theo vệ tử Côn, xoay người rời đi, không có lưu luyến. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Các ngươi nói đùa cái gì đâu, bài vị chiến tuyển ra đệ nhất đệ tử, các ngươi cho ta đuổi đi, như vậy nói không giữ lời, còn kêu cái gì thiên phủ. Cái thanh âm này, để thiên sư nhóm cũng không dám nhiều lời. Thiên sư nhóm đều một bộ việc không liên quan đến mình lại câm như hến bộ dáng. Lý Thiên Mệnh liền biết, bên ngoài đi tới tuyệt đối là thiên phủ đại nhân vật, chỉ ít tứ đại thiên vương trở lên. Thiên sư nhóm từng cái đều là cả nước bên trong tông sư cấp bậc nhân vật. Thế mà, bên ngoài cái kia thanh âm của người trầm trọng uy nghiêm, bá khí nảy sinh, ngắn ngủi một câu gọi thiên sư môn chỉ có thể cúi đầu. Cái này chỉ có thể nói rõ đây là để thiên sư nhóm đều kính úy nhân vật. Người còn chưa tới, khí chàng liền đã áp chế ở cái này chuyện thừa điện phía trên. Phó phủ chủ. Làm người kia vào sân về sau, Lý Thiên Mệnh nghe được không ít người xưng hô như vậy. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, người đến lại là thiên phủ phó phủ chủ, tương lai thiên phủ chủ, Mộ Dương. Nhìn lại, đi tới nam tử thân mặc một thân màu xanh lam cẩm bào, bên hông một cái kim sắc đai lưng, trên đùi một đôi màu đen dày. Hắn thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang bắn sao lạnh, hai lông mi cong hoàn toàn giống soát sơn. Bộ ngực ngang rộng rãi, có vạn phu khó địch nổi chi uy phong.
hắn cũng không phải là loại kia chỉ có uy nghiêm bá đạo người, kỳ thật hắn khuôn mặt 10 phần hòa ái, trên mặt ý cười thời điểm, cũng có một loại người xúc vô hại cảm giác. Coi như nghe tại nổi giận, hắn khóe miệng vẫn có một tia tà mị ý cười. Cái dạng này để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Mộ Uyển thượng sư, bọn họ thật không hổ là huynh muội, thoạt nhìn là đồng dạng người. Đồng thời, hắn cũng là Lâm Tiêu Đình hiện tại thiên sư. Vừa đi vào đến, ánh mắt của hắn thì theo Lý Thiên Mệnh trên thân quét đu qua, hắn ánh mắt biến hóa không lớn. Hắn đi sau khi đi vào, tại chỗ vào chỗ thiên sư đều đứng lên. Truyền thừa thiên vương tuy nhiên địa vị không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, tăng thêm lẫn nhau quen thuộc, mới không có bởi vì hắn đến mà đứng lên. Thiên chất sao có rảnh đến ta truyền thừa điện, truyền thừa thiên vương, Quân Nguyên Kho, mặt mỉm cười nói. Quân thúc lời nói này, ta ngày bình thường coi như không có việc gì, cũng không ít đeo mỹ tử tới hiếu kính ngươi a. Phó phủ chủ Mộ Dương đồng dạng tươi cười nói. Bọn họ vẻ mặt vui cười mà chống đỡ, nhưng là còn lại thiên sư sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Có điều, lời nói trước nói đi cũng phải nói lại, bài vị chiến là học cung ngàn năm qua bảng hiệu, vẫn luôn công bình công chính. Đệ nhất đệ tử khen thưởng cũng là lên thẳng thiên phủ, đây là chúng ta thành tín chỗ, cũng là thiên phủ nhất định phải kiên thủ đồ vật. Các vị thiên sư hôm nay muốn đưa đi vị này đệ nhất đệ tử, ta không đồng ý. Mộ Dương cùng truyền thừa thiên vương hàn huyên một câu, liền lập tức nhằm vào 18 vị thượng sư. Hắn liếc mắt qua, thượng sư nhóm đều cúi đầu xuống, dù sao ai cũng biết, không ra mấy năm hắn cũng là thiên phủ tân chí tôn. Ta cũng là ý nghĩ này, bất quá thiên sư nhóm cũng có khó khăn chỗ, dù sao lần này đệ nhất đệ tử, thật là có chút kém cỏi, nói là tầm thường cũng không đủ. Truyền thừa thiên vương giải thích nói. Vậy cũng không được, chỉ cần bài vị chiến quy tắc không có sửa đổi, chỉ cần hắn trở thành đệ nhất đệ tử, chúng ta thì phải giữ lời hứa hẹn. Ta thì hỏi một câu, 18 vị thiên sư, ai nguyện ý nhận lấy cái này đệ nhất đệ tử? Mộ Dương tuy nhiên trên mặt ý cười nói chuyện, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nghe ra được quyền uy của hắn. Kỳ thật, hắn đều không sao cả nhìn chính mình, nhưng là, theo góc độ của hắn không thể để cho thiên phủ thất tín. Chỉ là hắn liếc mắt qua, thiên sư nhóm vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ xác thực ỉ lại vào. Dù sao, Mộ Dương quyền thế lại lớn, cũng không có khả năng trách phạt bọn họ tất cả mọi người, bọn họ chung vào một chỗ, mới là thiên phủ trụ cột vững vàng. Đã như vậy, vậy liền để đệ nhất đệ tử tới chọn, người tên là gì? Mộ Dương rốt cục ngắm nhìn hắn hỏi. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, cái này 18 vị thiên sư ngươi tùy ý chọn, ta có thể cam đoan. Ngươi lựa chọn thiên sư sẽ phụ trách nhiệm chỉ dẫn ngươi, đây là thiên phủ hứa hẹn. Mộ Dương nói từng chữ, tựa hồ cũng có vô cùng dồi dào lực lượng. Làm tương lai phủ chủ, này nhân tài là sừng sững tại Chu Tước quốc đỉnh phong nhân vật. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, người này không chỉ là cường đại, cũng có được cường ngạnh khí chàng cùng uy nghiêm. Mà lại, hắn vẫn còn có thiên sư đều không cụ bị phẩm chất thành tín. Phó phủ chủ nói là sự thật a. Ta có thể tùy ý chọn tuyển, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên, thiên sư nhóm rất không thoải mái, nhưng bọn hắn lúc này thời điểm cũng không có cách nào. Khảo nghiệm vận khí thời điểm đến, 18 người bên trong chỉ có một người không may, cần phải không tới phiên chính mình a. Phó phủ chủ đã mở miệng, cái kia Lý Thiên Mệnh cùng thiên sư nhóm nhân vật trực tiếp thay đổi. Hiện tại đến phiên Lý Thiên Mệnh chọn lựa bọn họ, thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi. Lý Thiên Mệnh tuyển một vòng. Ánh mắt sau cùng rơi vào Mộc Tình Tình thiên sư Liễu Tuyết Giao trên thân. Người tuyển Liễu Tuyết Giao sao? Mộ Dương hỏi. Liễu Tuyết Giao đã phát hiện Lý Thiên Mệnh tại nhìn nàng chằm chằm. Nói thật, sắc mặt nàng vô cùng âm lãnh, một đôi mắt tại vô ý ở giữa, đã cho Lý Thiên Mệnh một tia cảnh cáo. Nàng vốn là coi là Lý Thiên Mệnh bởi vì Mộc Tình Tình quan hệ, khó nhất cũng là lựa chọn nàng. Nhưng, hiện tại nếu như Mộ Dương cưỡng chế yêu cầu, nàng còn thật không có cách nào. Mà lại lấy Mộ Dương tính cách, một khi đem Lý Thiên Mệnh an bài cho nàng, muốn là nàng dạy không tốt, Mộ Dương còn phải tìm nàng phiền phức. Ngay tại Liễu Tuyết Giao có chút, khẩn trương, thời điểm, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Phó phủ chủ, ta nói thật, 18 vị thiên sư đều chướng mắt ta, lo lắng ta về sau cho bọn hắn mất mặt. Ta cảm tạ phó phủ chủ cho ta cơ hội, nhưng là, như là đã không có sư đồ duyên phận, ta nghĩ ta vẫn là khác cưỡng cầu được rồi. Hắn câu nói này nói ra, ngược lại là ngoài tất cả thiên sư đoán trước. Bởi vì, này bằng với là một loại vô cùng ngu xuẩn hành động.
Mộ Dương đều cho hắn chỗ dựa, hắn một lần nữa có lưu tại thiên phủ cơ hội, nhưng là hắn vậy mà lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, thiên sư nhóm là thích vô cùng loại này ngu xuẩn. Nhất là Liễu Tuyết Giao, âm thầm thở dài một hơi. Ngươi chắc chắn chứ, Mộ Dương nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nói thật, hắn là cho đến lúc này, mới chính thức dò xét Lý Thiên Mệnh. Trước đó, hắn cũng không có cẩn thận đi xem cái này cùng tam đệ tử của hắn có chút, cố sự, thiếu niên. Ta xác định, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi có thể hay không tiến thiên phủ, đáng giá không? Mộ Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Ta sẽ không mất đi tiến thiên phủ cơ hội, Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì, Mộ Dương càng hiếu kỳ. Bởi vì, ta không muốn trở thành thiên sư nhóm đệ tử, nhưng là ta muốn trở thành phó phủ chủ đệ tử. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Dương. Hắn có ở độ tuổi này không cụ bị thành thục tâm cảnh. Cho nên, tại đối mặt Mộ Dương loại này siêu cấp nhân vật thời điểm, hắn còn có thể có đủ rất tốt ngữ khí tiết tấu, đem mình hoàn chỉnh nói ra. Nói thật, câu nói này để Mộ Dương một chút ngây ra một lúc. Phốc phốc, toàn bộ chuyện thừa điện bên trong, theo có cái thứ nhất cười khúc khích bắt đầu, âm lượng không lớn nhưng là phá lệ tiếng cười nhạo chói tai âm, bắt đầu liên tiếp. Rất nhiều ổn trọng thiên sư, lúc này thời điểm cũng nhìn không được mang tới rất lâu đều không có nụ cười. Bọn họ cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, ào ào lắc đầu. Lần này đệ nhất đệ tử cùng 4 năm trước đệ nhất đệ tử phẩm chất, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Quả thực có cách nhau một trời một vực, Liễu Tuyết Giao bất đắc dĩ nói một câu, cũng là một loại thở dài. Kỳ thật nàng là rất nghĩ thông suốt qua một tình tình quan hệ, đem Lâm Tiêu Tiêu thu nhập dưới trướng, kết quả để Lý Thiên Mệnh phá hủy. Mọi người đều biết, Mộ Dương trở thành phó phủ chủ, không lại làm thiên sư, khẳng định liền sẽ không lại thu đồ đệ. Trừ phi, đệ tử mới thiên phú đạt tới tương lai khả năng thành tựu phủ chủ cấp bậc, ít nhất là Lâm Tiêu Đình loại kia tầng thứ. Tối thiểu phải là, chủ tước quốc mấy chục năm cũng khó khăn sinh ra một vị siêu cấp thiên tài. Viêm Hoàng cung chủ chi tử Vệ Quốc Hào, chủ tước Phương Thanh công chúa, đều không có thể trở thành Mộ Dương đệ tử. Lý Thiên Mệnh lúc này nói loại lời này, thì cùng cóc ghẻ tuyên bố muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không có gì khác biệt. Cùng một con kiến, mưu toan trượt chân con voi cũng không có khác nhau. Mọi người có chút không hiểu, vì cái gì ra hỏa này, vẫn luôn muốn tạo ra trò cười đâu. Đây rốt cuộc là huyết khí phương cương, vẫn là ngu đến mức kinh người. Dù sao mấy cái đệ tử trẻ tuổi là không khống chế nổi, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, quả thực cười tắt thở. Lý Thiên Mệnh, chớ hồ nháo, nắm lấy cơ hội. Vệ tử Côn vô cùng không hài lòng. Nói thật, Mộ Dương có thể xuất hiện lại cho Lý Thiên Mệnh lớn như vậy một cái cơ hội, hắn đều vì Lý Thiên Mệnh cao hứng may mắn. Dạng này hắn cũng coi như có thể cho Mộ Uyển giao nộp. Dù sao Mộ Uyển không muốn để cho hắn đem người mang về. Kết quả, cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt, hắn đang muốn đề nghị Lý Thiên Mệnh tuyển thiên sư, kết quả Lý Thiên Mệnh một câu từ bỏ, kém chút đem hắn tức giận đến thổ huyết. Các loại Lý Thiên Mệnh nói thêm câu nữa, muốn làm Mộ Dương đệ tử, liền Vệ Tử Côn đều cười, cười đến phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hắn cảm giác quá mất mặt, chính mình giống như mang vào một cái kẻ ngu. Nhớ đến tại bài vị chiến thời điểm, Lý Thiên Mệnh không phải như thế. Hiện tại tất cả mọi người đang cười, chỉ có Mộ Dương ngốc trệ một chút, sau đó hỏi, người xác định biết thân phận của ta. Phó phủ chủ địa vị cao thượng, tương lai phủ chủ người thừa kế, ta tự nhiên biết. Lý Thiên Mệnh nói, vậy ngươi còn muốn trở thành vị đệ tử của ta? Mộ Dương cười hỏi, chẳng lẽ ta không đủ tư cách sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, câu nói này hỏi Mộ Dương có chút yên lặng. Rất nhiều người lại cười, hắn kỳ thật cũng muốn cười, chỉ là hắn lại nhìn ra được, thiếu niên này tựa hồ có vô cùng tinh thần cứng cỏi, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mà lại, hắn tựa hồ đối với chính mình có vô cùng dồi dào lòng tin cùng niềm tin, chính là loại này niềm tin. Để Mộ Dương có chút cười không nổi. Hắn cũng không muốn giễu cợt Lý Thiên Mệnh, liền rất nghiêm túc nói, chỉ ta hiện tại không nhìn thấy tư cách như vậy. Như vậy đi, đã ngươi chướng mắt những thiên sư này, coi trọng ta, ta cũng làm mọi thuyết, không có khả năng để ngươi trở lại học cung tu luyện. Như vậy dạng này, các loại ngươi chừng nào thì, thật sự biểu hiện ra để ta cảm thấy đủ tư cách, ta thì thu ngươi làm đệ tử, trước đó, ngươi thì tại thiên phủ tự mình tu hành đi. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói là kết quả tốt nhất. Những cái kia cười nhạo mình thiên sư, nói thật, coi như Mộ Dương cưỡng chế yêu cầu, nhưng Lý Thiên Mệnh có sự kiêu ngạo của chính mình.
hắn không muốn mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu, không muốn chọc người ghét. Mà bây giờ, Mộ Dương chẳng những cho hắn tôn trọng, cũng cho hắn có hy vọng hứa hẹn, càng làm cho hắn thuận lợi trở thành thiên phủ đệ tử, không lại dùng trở về học cung. Chỉ là không có thiên sư chỉ dẫn, tại thiên phủ liền sẽ một người rất cô độc. Nhưng, dù sao Thanh công chúa cùng Khương Phi Linh ở chỗ này Lý Thiên Mệnh vẫn là có bằng hữu. Có thể lưu tại thiên phủ, đã tương đối khá. Bất quá, hắn vẫn là muốn hỏi, xin hỏi phó phủ chủ, bằng vào ta tư bản, đại khái nắm giữ như thế nào biểu hiện, mới có thể tính toán có tư cách, miễn cưỡng nhập pháp nhãn của ngươi đâu. Cái này đơn giản, ngươi, thì lấy Vệ Quốc Hào làm ví dụ đi. Năm đó ta kém chút thu hắn làm đệ tử, ngươi cùng Vệ Quốc Hào cùng tuổi, ngươi nếu có thể nghiền ép đánh bại hắn, ta nhìn thì không sai biệt lắm. Mộ Dương thản nhiên nói, hắn nói đến có chút tùy tiện, dù sao Lý Thiên Mệnh trước mắt biểu hiện cũng liền như thế, đánh bại người đồng lứa Vệ Quốc Hào. Cái này với hắn mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ sự tình. Minh Bạch, nghe được Mộ Dương hứa hẹn, Lý Thiên Mệnh cũng không có nhíu mày, hắn khẽ mỉm cười một cái, sau đó gật đầu nói, cảm tạ phó phủ chủ. Nói thật, người đồng lứa Vệ Quốc Hào thực lực chí ít linh mạch cảnh đệ thất trọng trở lên. Hắn là thiên phủ tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là người đồng lứa bên trong cao nữa là tồn tại. Lý Thiên Mệnh đã từng lạc hậu quá nhiều, muốn đuổi kịp loại này cấp bậc khẳng định rất khó. Bất quá, hắn đối với mình cùng thái cổ hỗn độn cự thú đều có lòng tin, một ngày này tuyệt đối sẽ không đến quá muộn. Có bệnh. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh còn tại nói mạnh miệng, vệ tử côn đầu tiên nhìn không được. Hiện tại Mộ Dương đã an bài Lý Thiên Mệnh đường đi, hắn lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hắn tùy tiện cùng Mộ Dương cùng truyền thừa Thiên Vương Quân Nguyên Kho nói một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Nhị thúc, chờ ta một chút. Vệ Quốc Hào đuổi theo vệ tử côn đi. Đi ngang qua Lý Thiên Mệnh thời điểm, Vệ Quốc Hào vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Đó là khinh bỉ nhất lớn nhất nụ cười chế nhạo, ánh mắt của hắn dường như biết nói chuyện, phảng phất tại nói, người muốn trở thành phó phủ chủ đệ tử, chỉ có thể đợi kiếp sau. Cái chìa khóa này cho ngươi, ngươi tại thiên phủ có bằng hữu sao? Mộ Dương vẫn rất cẩn thận, cho Lý Thiên Mệnh tại thiên phủ chỗ ở chìa khóa. Chìa khóa bên trên thì có khắc địa chỉ. Sau đó, hắn lại cho Lý Thiên Mệnh thiên phủ một bộ giản lược địa đồ. Có, Lý Thiên Mệnh nhớ tới Thanh công chúa cùng Khương Phi Linh. Vậy liền nhanh chóng đi tìm bọn họ, thiên phủ có quy củ, so học cung càng nghiêm ngặt. Đi cùng ngươi bằng hữu hiểu rõ ràng, lại tại thiên phủ hành động. Đúng, phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đã từng cùng mẫu thân hắn Mộ Uyển có chút giao tình nam tử, từng cái đều là phẩm hạnh giỏi nhiều mặt. Mặc kệ là thần thánh vẫn là Mộ Dương, cho người ta cảm giác quang Lý Viêm Phong tốt mấy con phố. Hai người này đều là nổi tiếng nhân vật. Cũng không biết, vì sao Vệ Tịnh đã từng không tuyển chọn bọn họ. Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác, mẫu thân tựa hồ còn có giấu giếm chính mình sự tình, nhưng hắn lại nghĩ không ra đến cùng là nơi nào có giấu giếm. Đi thôi. Một trận nháo kịch kết thúc, Mộ Dương cũng liền cùng truyền thừa Thiên Vương nói hai câu, liền trực tiếp rời đi nơi này. Chỉ cần hắn đi, những thiên sư kia tự nhiên sẽ tán đi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh quyết định ngu xuẩn, bọn họ đều có, sống sót sau tai nạn, cảm giác. Lý Thiên Mệnh cùng chư vị thiên sư cáo biệt, sau đó liền trực tiếp chạy ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn để cho Mộ Dương đi xa. Hôm nay mặc dù không thể bái sư thành công, nhưng là hắn cảm giác, chỉ cần gặp Mộ Dương, như vậy cần phải có cơ hội nói một chút mẫu thân sự tình. Phó phủ chủ, chờ ta một chút. Lý Thiên Mệnh truy lúc đi ra, Mộ Dương may mắn còn không có rời đi. Ngươi còn có chuyện, Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Lý Thiên Mệnh hôm nay cự tuyệt thiên sư, để hắn có một chút thưởng thức. Nhưng, nếu như hắn không khéo léo, đối với mình dây dưa đến cùng, cái kia Mộ Dương khẳng định liền sẽ không lại phản ứng đến hắn. Ta có một kiện trọng yếu việc tư muốn cùng ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nói, ta và ngươi ở giữa, có thể có cái gì việc tư? Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh tâm lý tính toán một số được mất, cuối cùng vì mẫu thân cứu mạng suy nghĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn không lo lắng đường đột Mộ Dương. Phó phủ chủ phải chăng nhớ đến một cái cố nhân? Lý Thiên Mệnh ngưng nhìn hắn ánh mắt hỏi. Người nào? Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nghe tới cái tên này thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Mộ Dương thân thể hơi hơi chấn động một cái. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến hóa rất nhiều, thậm chí bỗng nhiên vươn tay. Đặt ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai,
để Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Ngươi nói lại lần nữa xem, Mộ Dương thanh âm nặng nề rất nhiều. Nàng gọi Vệ Tịnh. Ngươi biết nàng, vẫn là nói, ngươi muốn dùng cái tên này uy hiếp ta. Mộ Dương cho thấy cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt trạng thái, hắn xem ra rất kích động, nhưng là hắn lại tại khắc chế. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lý Thiên Mệnh chỉ chính mình, nói, ta, là Vệ Tĩnh nhi tử. Nghe được câu này, Mộ Dương mới buông lỏng ra trấn áp bàn tay của hắn, lui về phía sau hai bộ, ánh mắt có chút run động nhìn lấy hắn. Thật lâu, hắn mới hít sâu một lần, nói, ta nói làm sao nhìn thấy ngươi tiểu tử, có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai ngươi là con của nàng, trách không được tính cách giống như vậy. Hắn kỳ thật rất cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh lá gan phi thường lớn. Hắn dám cự tuyệt thiên sư, còn dám không sợ chế giễu muốn bái sư chính mình, đều là rất có khí phách biểu hiện. Dạng này cả gan làm loạn, dạng này làm theo ý mình, cùng lúc trước nữ tử kia, không đúng là như thế tương tự sao? Mộ Dương hé mắt, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn, nói, cho nên, ngươi còn muốn nói điều gì? Lý Thiên Mệnh có chút hao tâm tốn sức, hắn không quá có thể xác nhận Mộ Dương đối Vệ Tịnh thái độ, hắn suy nghĩ một chút mới nói. Phó phủ chủ, ta không hiểu rõ mẫu thân của ta chuyện năm đó, ta qua nhiều năm như vậy nỗ lực tu hành, chính là vì cũng có ngày có thể đi vào thiên phủ, bởi vì ta mẫu thân nói cho ta biết, chỉ có tiến vào thiên phủ, ta mới có thể cứu nàng. Cứu nàng, có ý tứ gì? Mộ Dương thần thái còn đang biến hóa. Ngươi biết tiểu mệnh kiếp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng được tiểu mệnh kiếp, Mộ Dương đồng tử co rụt lại, rất rõ ràng, hắn cần phải hiểu rõ vô cùng tiểu mệnh kiếp. Đúng. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe nói, theo ta xuất sinh bắt đầu, có tiếp cận 20 năm. Lý Thiên Mệnh nói. Không có khả năng, Mộ Dương trừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, hắn cắn răng, nói. Nàng muốn là 20 năm trước liền phải tiểu mệnh kiếp, nàng sớm liền trở lại, Vệ gia bên trong không ai có thể kiên trì 20 năm, loại này tra tấn căn bản không ai có thể tiếp nhận, ngươi đang nói láo đi. Ta có cái gì nói láo tất yếu? Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a. Cho nên, nàng đã chịu 20 năm tiểu mệnh kiếp, nàng đều không bỏ được trở về, nàng đều không bỏ được cúi đầu. Mộ Dương đại khái là nhớ tới chuyện lúc trước, trong ánh mắt của hắn giống như có không ít tơ máu. Rất khó tưởng tượng cái này cao cao tại thượng phó phủ chủ, bây giờ là thất thố như vậy. Trầm mặc một lát, Mộ Dương nhìn lấy hắn hỏi, cho nên, người hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Nàng sắp không chịu đựng nổi nữa, thời gian sẽ không rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Mộ Dương quay đầu đi, nhìn về phía trước ngẩn người. Ta từ nhỏ đã hỏi nàng, thế nào mới có thể trị liệu nàng loại kia quái bệnh, nàng ngay từ đầu nói không có thuốc chữa. Về sau, đại khái là vì cổ vũ ta tiến tới, liền nói chỉ cần ta tiến vào thiên phủ, nàng thì nói cho ta biết phương pháp. 4 năm trước ta thì vào học cung, trung gian đã trải qua một số khó khăn trắc trở, ta thành phế nhân trở về quê quán. Lần này ta mang theo nàng một lần nữa trở về, sau đó ở trước mặt nàng trở thành đệ nhất đệ tử. Cho nên, nàng rốt cục đáp ứng, để cho ta đi vì để cho nàng sống sót mà nỗ lực, nàng nói cho ta biết thân thế của nàng, còn để cho ta tới tìm ngươi, nàng nói, ngươi có thể mang ta đi Vệ phủ. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh buông tay, nói, tiền căn hậu quả, chỉ đơn giản như vậy. Nàng hồi diễm đô rồi. Sau khi nghe xong, Mộ Dương trầm mặc một đoạn thời gian. Sau đó lại hỏi. Đúng. Lý Viêm Phong bồi tiếp nàng a? Mộ Dương hỏi. Lý Viêm Phong sao? Hắn đã vứt bỏ mẹ con chúng ta, hiện tại là Lôi Tôn phủ con rể, vì Lôi Tôn phủ hiệu lực. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi nói thật chứ? Mộ Dương ánh mắt bỗng nhiên biến đến lạnh lùng rất nhiều. Đương nhiên, tự mình hiểu chuyện bắt đầu, chiếu cố người của mẫu thân chính là ta, không có Lý Viêm Phong sự tình gì. Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Súc sinh này, hắn đi làm thịt hắn. Mộ Dương lần thứ nhất thể hiện ra tức giận tâm tình đến, cả người có chút táo bạo, đợi tại bên cạnh hắn, áp lực sẽ phi thường lớn. Phó phủ chủ, ta chỉ muốn để cho ta nương sống sót, nàng không kiên trì được bao nhiêu ngày, ta không có thời gian. Lý Thiên Mệnh nói, mang ta đi thăm nàng một chút đi. Mộ Dương cuối cùng nói, Vệ Tịnh cho Lý Thiên Mệnh chỉ thị người quả thật không tệ, nhìn ra được, Mộ Dương rất quan tâm nàng. Khả năng hắn ngay từ đầu đối Vệ Tịnh còn có một số oán hận, nhưng khi nghe được nàng đã bị tiểu mệnh kiếp tra tấn 20 năm về sau, hắn đã không hận nổi. Nhưng là, ta muốn đi trước Vệ phủ,
mẫu thân nói thiên phủ phủ chủ có thể giúp nàng trừ rơi tiểu mệnh kiếp, đây là hy vọng duy nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Dương trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn mới nói thật, bằng vào ta đối với ta thiên phủ chủ quen thuộc, còn có hắn cùng Tịnh Nhi quyết liệt, tăng thêm nhiều năm như vậy, hắn vì chuyện này càng nghĩ càng hận, lại một mực chờ không đến Tịnh Nhi trở về. Hắn đã sớm thất vọng cực độ, cho nên Tịnh Nhi nói không sai, chỉ bằng ngươi muốn cho hắn ra tay giúp đỡ, độ khó khăn lớn hơn lên trời. Huống hồ 20 năm tiểu mệnh kiếp, sớm đã thâm căn cố đế, muốn trừ tận gốc vô cùng khó. Mộ Dương cúi đầu khổ tư. Ta đây liền không hiểu được, cha và con gái ở giữa có quan hệ gì, là có thể để phụ thân nhìn lấy thân nữ nhi chết đều không giúp đỡ. Liền xem như động vật, đều có thể cứu mệnh cảm tình a. Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu nói, hắn không phải không thoải mái Mộ Dương, mà chính là khó chịu hắn trong miêu tả thiên phủ phủ chủ. Thiên phủ phủ chủ, là Mộ Dương đích sư tôn. Ngươi là Lý Viêm Phong nhi tử. Mộ Dương theo dõi hắn hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh không hiểu hắn vì cái gì hỏi loại vấn đề này. Cái kia Lý Viêm Phong không phải cũng mặc kệ ngươi sao? Ý của ngươi là, vị này thiên phủ phủ chủ, cùng Lý Viêm Phong là một cái đức hạnh sao? Đó cũng không phải. Chỉ cần không phải ta thì có cơ hội, đến cùng có bao nhiêu khó, ta muốn trước đi xem một chút. Muốn là hắn lập tức đáp ứng, vậy chúng ta chẳng phải là lo lắng vô ích. Lý Thiên Mệnh nói, nếu quả như thật lạc quan như vậy liền tốt. Mộ Dương nói, người dẫn ta đi đi, Long Đàm hổ huyệt, ta đều muốn xông vào một lần. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực mà nói, người thì không có chút nào sợ, nói thật, vệ gia rất lớn, bọn họ là thiên phủ đệ nhất thế gia. Hiện tại Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng điện chủ vệ Tử Côn, cũng liền là của ngươi hai cái cứu cứu, bọn họ đều không có tha thứ Tịnh Nhi đây. Người hôm nay muốn là đi, tám thành cũng phải bị đuổi ra khỏi cửa. Mộ Dương không khách khí nói. Lý Thiên Mệnh thế mới biết, nguyên lai Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng điện chủ vệ Tử Côn, vậy mà đều là thiên phủ phủ chủ nhi tử, là mình cứu cứu. Như vậy nói rõ vừa mới cái kia vệ quốc hào, còn mẹ nó là mình biểu ca, hoặc là biểu đệ. Đuổi ra khỏi cửa cùng mẫu thân tánh mạng, người nói ta làm sao tuyển. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy Mộ Dương hỏi. Vấn đề này, không cần phải nói đều có đáp án. Cho dù là bọn họ muốn mạng của ta, ta đều muốn đi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên mặt mỉm cười mà nói. Nụ cười của hắn thoạt nhìn là tại nói một kiện không chuyện trọng yếu, nhưng là ánh mắt của hắn, lại nóng rực như dung nham đang lăn lộn. Mộ Dương nhìn hắn một cái. Ta phục, cùng mẫu thân ngươi năm đó quả thực một cái khuôn đúc đi ra, muốn không phải cái này tính khí, làm gì biến thành hôm nay dạng này. Hắn nói tới nói lui, nhưng vẫn là làm ra quyết định. Hắn mang Lý Thiên Mệnh, đi vệ phủ. Hiện tại liền đi. Lập tức đi ngay. Núi đao biển lửa đều đi. Vệ gia giấu ở trong thiên phủ, đời đời truyền thừa. Các đời thiên phủ phủ chủ, Viêm Hoàng cung chủ đa số đều là vệ gia người. Thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng học cung rất nhiều chức vị quan trọng, cũng từ vệ gia người đảm nhiệm. Cho đến ngày nay, vệ gia thế lực, đã sớm rắc rối khó gỡ, trải rộng toàn bộ Viêm Hoàng học cung. Nhưng kỳ thật. Viêm Hoàng học cung bên trong, đa số đệ tử, thậm chí không biết, vệ phủ tồn tại. Bọn họ chỉ có thể biết đại khái, Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng cùng Phượng Hoàng điện chủ vệ Tử Côn là huynh đệ. Bọn họ không biết thiên phủ chủ họ tên, càng không biết bây giờ thiên phủ chủ, lại là Viêm Hoàng cung chủ cha. Như thế có thể thấy được, vệ gia kỳ thật vô cùng điệu thấp. Bọn họ không nguyện ý để ngoại nhân cho rằng Viêm Hoàng học cung là gia tộc của bọn hắn thế lực. Dù sao Viêm Hoàng học cung định vị, chính là Chu Tước quốc cường giả cái nôi. Coi như tại trong thiên phủ, thí dụ như vệ quốc hào loại thân phận này, hắn hướng ra phía ngoài giới thiệu đầu tiên cũng là triển lãm hắn, Triệu Thiên Thần Thiên Sư đệ tử, thân phận. Mà không phải Viêm Hoàng cung chủ chi tử. Bởi vậy có thể thấy được, dạng này ẩn thế gia tộc, cần phải có vô cùng nghiêm khắc tổ huấn cùng tự mình yêu cầu. Bằng không mà nói, đã sớm công bố trên thế gian, mọi người đều biết. Thậm chí ỷ thế hiếp người. Diễm Đô có vô số hào môn thế gia, thậm chí Chu Tước Vương tộc đều xem như một cái lớn nhất hào môn thế gia. Cũng chỉ có những thứ này hào môn thế gia người biết, thiên phủ vệ gia, kỳ thật cũng là Chu Tước quốc tối đỉnh cấp thị tộc. Tuy nhiên vệ gia nhân số kém xa Chu Tước Vương tộc, lôi tôn phủ những thứ này thị tộc, nhưng trong tộc người phổ biến đều là tinh anh nhân vật. Vệ Tĩnh năm đó có thể tại Diễm Đô thượng tầng xã hội bên trong có như thế danh khí. Một phương diện cũng là bởi vì nàng xuất thân danh môn.
Kỳ thật một chút suy đoán đều hẳn phải biết, Vệ gia có thể trở thành dạng này ẩn thế gia tộc, cùng bọn hắn tổ huấn có quan hệ rất lớn. Tại dạng này đời đời truyền thừa yêu cầu phía dưới, tựa hồ cả tộc đều là một cái điệu thấp tâm thái. Cho nên, giấu ở trong thiên phủ vệ phủ, kỳ thật xem ra cũng chỉ là vô cùng phổ thông đình viện. Nơi này, còn lâu mới có được hoàng thành vương cung, lôi tôn phủ chờ một chút thế gia phồn hoa như vậy xa hoa lãng phí, càng không dùng cùng kim bích huy hoàng tinh phủ thần cung so sánh. Lúc này, tại thiên phủ chỗ sâu một mảnh phổ thông trong đình viện, lại tụ tập toàn bộ viêm hoàng học cung nhân vật trọng yếu. Vệ gia người một nhà, đa số đều tụ tập ở chỗ này, hôm nay vệ phủ mười phần náo nhiệt. Cũng không tính rộng lớn trong đại sảnh, hạ nhân chính đang bận bịu phía trên yến hội. Rất nhanh, mấy chục tấm trên bàn dài đều bày đầy mỹ tử món ngon, hương thơm hương khí bắt đầu lan tràn, khoái lạc bầu không khí bốn phía phiêu tán. Tại phòng khách này bên trái thượng thủ, ngồi đấy một người mặc kim sắc trường bào trung niên nhân. Người này ngồi nghiêm chỉnh, trời sinh một bộ bá đạo chi tướng, không giận mà uy, khí chàng dồi dào, nhất cử nhất động bên trong uy thế, không thể so với Mộ Dương kém. Vị này cũng là Viêm Hoàng học cung tên trên mặt tối cường giả, Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng. Hắn trưởng khống lấy toàn bộ Viêm Hoàng học cung, nhưng cũng chỉ có tại trọng yếu nhất trường hợp mới lộ diện, cho nên Lý Thiên Mệnh thậm chí chưa thấy qua người này. Tại Vệ Thiên Hùng đối diện, đại sảnh phía bên phải thượng thủ vị trí, còn có một vị lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt như có kiếm khí màu vàng óng, toàn thân da thịt tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phảng phất là đầu đồng cánh tay sắt. Vị này cũng là Vệ gia hiện tại mặt một trong, chính là thiên phủ tứ đại thiên vương bên trong thần phạt thiên vương, Vệ Kình. Vệ Kình là hôm nay thiên phủ phủ chủ thân đệ đệ, là Vệ Thiên Hùng thúc thúc. Nhớ năm đó, đó cũng là truyền kỳ giống như nhân vật. Hắn chỗ đảm nhiệm chức vụ, chính là thiên phủ hình phạt trưởng khống giả. Hiện tại Vệ gia, chiếm cứ thiên phủ phủ chủ, thần phạt thiên vương, Viêm Hoàng cung chủ cùng Phượng Hoàng điện điện chủ các loại toàn bộ Viêm Hoàng học cung lớn nhất vị trí trọng yếu. Tránh thức người biết, muốn nói thiên phủ là Vệ gia đều không đủ. Đương nhiên, Mộ Dương có thể cạnh tranh qua Vệ Thiên Hùng, trở thành thiên phủ người thừa kế, nói rõ Vệ gia cũng không phải đem thiên phủ lấy huyết mạch truyền thừa. Cái này bên trong đại sảnh, ngoại trừ Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Kình, những người còn lại cũng đều là Vệ gia con cháu. Trực hệ cùng chi thứ đều có, hết thảy có hơn 50 người, hoặc là học cung thượng sư, hoặc là cũng là thiên phủ đệ tử, tư chất kém mới tại học cung tu hành. Hôm nay chỗ lấy náo nhiệt như vậy, đó là bởi vì Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng nhỏ nhất thương yêu nhất nữ nhi, Vệ Lăng Huyên, hôm nay qua 18 tuổi sinh nhật. Qua hôm nay, chính thức trưởng thành. Vệ Thiên Hùng có 3 con trai, lớn nhất đã hơn 30 tuổi, thứ hai 29 tuổi. Hai người đều là học cung thượng sư, có sắp trở thành thiên sư tư cách, tương lai kế thừa Viêm Hoàng cung chủ chi vị cũng rất bình thường. Dù sao Vệ gia đời đời bên trong, trên cơ bản không có tầm thường. Con trai thứ ba Vệ Quốc Hào năm nay 20 tuổi, cùng hai vị huynh trưởng tuổi tác chênh lệch xa xôi. Hắn hiện tại là thiên phủ đỉnh cấp đệ tử, tương lai đại vô cùng. Mà xem như Vệ Thiên Hùng nữ nhi duy nhất, mà lại là nhỏ nhất hài tử, Vệ Lăng Huyên theo xuất sinh bắt đầu thì nhận hết sủng ái, nói nàng là thiên phủ tiểu công chúa đều không đủ. Nàng 18 tuổi sinh nhật, vốn nên là làm cho cả Viêm Hoàng học cung chúc mừng. Nhưng, Vệ gia dù sao điệu thấp, hôm nay đến, chỉ có bọn họ thân nhân trong gia tộc. Làm nhân vật chính của hôm nay, Vệ Lăng Huyên hôm nay người mặc một đầu hỏa hồng sắc váy ngắn, đầu đội lấy tinh mỹ vật trang sức, một thân đều là phục trang đẹp đẽ. Làm Vệ gia công chúa, dung mạo của nàng cũng hết sức xuất sắc, nhất là dưới váy ngắn một cặp chân dài thon dài mà tròn trịa, có phần có sức mạnh. Như thế thanh xuân sóng nhiệt, xác thực tiện sát người khác. Tỷ, người hôm nay thật là dễ nhìn, toàn bộ thiên phủ nam tử trẻ tuổi đều muốn bị ngươi mê đến đầu óc choáng váng á. Nói chuyện chính là bên cạnh nàng một cái thanh y thiếu niên. Thiếu niên này là Phượng Hoàng Điện chủ Vệ Tử Côn con trai trưởng Vệ Thanh Giật, năm nay 17 tuổi, đồng dạng là thiên phủ đệ tử. Bên cạnh hắn, còn có mấy cái tiểu hài tử đều là của hắn đệ đệ muội muội. Vệ Tử Côn có hai vợ, nhưng cũng chỉ là bình thê. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đem chính thê vị trí lưu cho Mộ Uyển, chỉ là Mộ Uyển một mực không có đáp ứng. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Vệ Tử Côn đã có 5 đứa bé, so với hắn huynh trưởng còn thêm một cái, nhỏ nhất hiện tại mới 3 tuổi. Ba hoa, nịnh nọt ta, có phải hay không có ý đồ gì? Vệ Lăng Huyên trợn mắt một cái nói. Chúng ta là tỷ đệ,
sao có thể dùng ý đồ cái từ này đâu, ta là muốn thừa dịp hôm nay tỷ cao hứng, giúp ta tại Thanh công chúa trước mặt nâng nâng ngươi ưu tú đệ đệ, dù sao các ngươi thiên sư đều là Tần Thi thiên sư. Đừng suy nghĩ, ta cùng nàng không phải người một đường, nàng không thèm nhìn đến ta. Ta cũng lười thèm nhìn nàng. Vệ Lăng Huyên bĩu môi, trực tiếp bỏ đi Vệ Thanh Giật suy nghĩ. Sau khi nói xong, Vệ Lăng Huyên nhìn về phía cửa, lại nói ta Tam ca làm sao còn chưa có trở lại, hôm nay người ta sinh nhật, hắn chả lề mà lề mề, có phải hay không ngứa ra. Hào ca khả năng cùng ta cha một đạo, ta tối hôm qua nghe ta cha nói, hắn muốn trước mang cái đệ nhất đệ tử đi truyền thừa điện, sau đó lại trở về. Vệ Thanh Giật nói, đệ nhất đệ tử, bài vị chiến ta xem, cũng là cái kia Lý Thiên Mệnh đi, một cái mất mặt đồ chơi. Ta đoán chừng, hắn hôm nay sẽ bị thiên sư nhóm đuổi ra truyền thừa điện. Vệ Lăng Huyên bĩu môi, chẳng thèm ngó tới mà nói. Vậy là tốt rồi cười. Vệ Thanh Giật nói, nhớ tới Lý Thiên Mệnh, hắn có chút khó chịu, nói, tỷ, ngươi nói cái này 3 năm trước đây trò cười, hắn đến cùng chỗ nào tốt, khả năng hấp dẫn đến Thanh công chúa. Cái gì Thanh công chúa? Ta nhìn Khương Thanh Loan đối với hắn cũng khó chịu, chủ yếu là Linh công chúa không biết vì cái gì. Xác thực kỳ quái, bất quá, cái kia đệ nhất đệ tử hôm nay còn muốn tiến thiên phủ tìm Linh công chúa, kết quả hắn muốn là phát hiện, chính mình không ngất phủ đô vào không được, này lại đoán chừng ngồi xổm ở cái gì mặt đất kêu khóc a. Cóc khẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga, 3 năm trước đây muốn xâm phạm Lâm Tiêu Đình bạn gái còn chưa tính, lần này còn đến chết không đổi. Đều đi trêu chọc công chúa, nhìn hắn lần này được nhiều mất mặt. Vệ Thanh Giật ghét bỏ nói. Đừng ở sinh nhật của ta thời điểm, đàm luận loại này người được không? Ảnh hưởng cô nương khẩu vị. Vệ Lăng Huyên nói. Ha ha, tỷ ta sai rồi. Ngươi nhìn, cha ta cùng Hào ca trở về. Vệ Thanh Giật chỉ hướng cửa. Bên kia đi tới 2 cái khôi ngô nam tử, theo thứ tự là Vệ Tử Côn cùng Vệ Quốc Hào. Tam ca, ngươi làm cái gì a? Chờ ngươi đã lâu. Vệ Lăng Huyên bất mãn nói. Đây không phải cho ta bảo bối muội muội chuẩn bị lễ vật nha. Vệ Quốc Hào cười nói. Lễ vật đâu? Trễ giờ lại cho ngươi, ra ra còn chưa có đi ra. Vệ Quốc Hào nhìn về phía trên nhất vị trí, nơi đó là trống không. Hắn không biết có thể hay không đi ra, chúng ta chờ một chút. Vệ Lăng Huyên chu chu mỏ. Nàng có chút mong đợi nhìn lấy vị trí kia, thật lâu đều không nhìn thấy ra ra. Nàng hy vọng. 18 tuổi sinh nhật một ngày này có thể nhìn đến hắn. Yên tâm đi, hắn hôm nay sẽ tới. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng ở phía trên cùng thần phạt thiên vương uống rượu, trung gian dừng lại cùng bọn nhỏ nói một câu. Lúc này thời điểm Vệ Tử Côn cũng vào chỗ, cho Vệ Kình mời rượu đi. Nhìn đến Huyên Nhi đều 18 tuổi, ta đoán chừng hắn hội thật cao hứng. Vệ Tử Côn nói. Đúng vậy a, hắn thương yêu nhất cũng là Huyên Nhi, nhoáng một cái 18 năm cũng đã qua. Thời gian qua được thật nhanh. Vệ Thiên Hùng cảm khái. Tử Côn, cái kia đệ nhất đệ tử, thiên sư hội thu. Một bên thần phạt thiên vương Vệ Kình hỏi một câu. Thu cọng lông, bọn họ đều hận không thể trốn đi. Vệ Tử Côn bĩu môi nói. Cái này không thỏa đáng, quy củ là quy củ, cần phải tìm người nhận lấy. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng nói. Dương ca cũng là nói như vậy. Vệ Tử Côn nói. Mộ Dương đi. Vừa tốt đi ngang qua. Sau đó thì sao? Hắn để Lý Thiên Mệnh chính mình chọn, kết quả tiểu tử ngốc này não tử xảy ra vấn đề, một thân ngu xuẩn cốt khí. Hắn nói cái gì thiên sư nhóm chướng mắt hắn sẽ không cưỡng cầu, kết quả một cái không có tuyển, cho ta làm tức chết, cũng không biết làm sao cho Mộ Uyển bàn giao. Vệ Tử Côn uống xong một ngụm rượu nói. Đứa nhỏ này thật có ý tứ a. Vệ Thiên Hùng cười nhạt một tiếng. Có cái dám ý tứ, não tử có vấn đề. Vệ Tử Côn nói, sau cùng Mộ Dương xử lý như thế nào? Tại thiên phủ chừa cho hắn một cái chỗ, để chính hắn tu luyện, tiểu tử này còn nói nhớ trở thành Mộ Dương đệ tử, tại chỗ khiến người ta cười rơi mất răng hàm. Sớm biết, ta thì không mang theo hắn đi truyền thừa điện, tận cho ta mất mặt. Vệ Tử Côn im lặng nói, như thế mơ tưởng xa vời, vậy liền không ai có thể giúp được việc, dù sao cũng coi như tiến vào thiên phủ, vậy liền tùy theo hắn đi thôi. Nếu là hắn thiên phú không được, hàng năm khảo hạch không thể thông qua, cũng phải bị thiên phủ đào thải. Vệ Thiên Hùng nói, cái kia cũng là chính hắn chọn, tại thiên phủ không có thiên sư, bị đào thải là chuyện sớm hay muộn. Được rồi, không nói cái này ngu xuẩn, hôm nay là Huyên Nhi sinh nhật, chỉnh náo nhiệt sung sướng một chút mới là thật. Người trẻ tuổi A,
đầy đủ sung sướng, chúng ta nhìn lấy là có thể. Huyền Nhi nói với ta, nàng hôm nay sinh nhật có một cái nguyện vọng lớn nhất. Vệ Thiên Hùng ánh mắt cưng chiều nhìn một chút trong đám người vui cười Vệ Lăng Huyên. Cái gì? Nàng nói muốn nhìn đến Gia Gia. Ngươi nói với hắn sao? Nói. Lão gia hỏa này thật có thể nín, đã nhiều năm đều có thể không ra khỏi cửa, cả ngày sống ở u ám bên trong. Tử Côn, ngươi không nhỏ, thì đừng nói lung tung. Vệ Thiên Hùng xen lời hắn. Được. Tịnh Nhi đem hắn bị thương quá sâu. Bên cạnh thần phạt thiên vương Vệ Kình bỗng nhiên thở dài một hơi. Vệ Thiên Hùng nhìn nữ nhi của mình Vệ Lăng Huyên, nói. Huyên Nhi trưởng thành, có lẽ là một khởi đầu mới, về sau ta để Huyên Nhi nhiều đi vào trêu chọc hắn, để hắn triệt để quên người kia đi. Đúng, Vệ Tử Côn nói. Đúng vào lúc này, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên biến đến yên tĩnh trở lại. Bởi vì, đình viện bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả người mặc một bộ rộng lớn bạch bào, nhưng hắn dáng người so sánh nhỏ gầy, hơi có chút khom người. Trên da cũng có một chút đốm đen, xem ra có chút cũ bước. Nhưng, dạng này bề ngoài cũng không thể nói rằng, hắn là kẻ yếu. Bởi vì, trong ánh mắt của hắn, có Vệ Thiên Hùng đều không thể so sánh uy áp. Chỉ cần quét dọn liếc một chút, cũng có thể làm cho người câm như hến. Gia Gia! Đại Gia Gia! Một đám người trẻ tuổi kích động đứng lên. Vẻ mặt tươi cười nghênh đón trong lòng bọn họ trụ cột. Không sai, người tới chính là Thiên Phủ phủ chủ, Vệ Thiên Thương. Đây là Chu Tước Quốc chân chính ẩn thế cao nhân, Viêm Hoàng học cung hậu trường trưởng khống giả. Vệ Kình, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn mấy người cũng đều đứng dậy. Ra ra, chúng ta tới vịn ngài. Vệ Lăng Huyên cao hứng phi thường, nàng mặt mũi tràn đầy vui cười, cùng Vệ Quốc Hào cùng tiến lên tiến đến, một người một bên vịn Vệ Thiên Thương. Kỳ thật đừng nhìn Vệ Thiên Thương xem ra không người, nhưng cước bộ của hắn kỳ thật vô cùng vững vàng, nhưng tôn nhi nâng, ai sẽ cự tuyệt đâu. Hắn có thể rốt cục cười. Vệ Tử Côn tại Vệ Thiên Hùng bên tai nói một câu. Đúng a, cây vạn tuế ra hoa, ta về sau cần phải đều bị bọn nhỏ đến gần hắn, mỗi lần ta đi tìm hắn, đều bị hắn đưa đi ra. Vệ Thiên Hùng bất đắc dĩ nói. Hôm nay nhìn đến phụ thân rốt cục cười, mà lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hai người bọn họ huynh đệ tâm lý thạch đầu cũng buông xuống. Ngồi. Tại tôn nhi nâng đỡ, đến vị trí cao nhất vị trí, Vệ Thiên Thương quay người ngồi xuống. Vệ Lăng Huyên linh cơ nhất động, cũng không trở về đến trên vị trí của mình, mà chính là lưu ở bên cạnh cho Vệ Thiên Thương rót rượu. Nhớ đến Huyên Nhi vừa ra đời thời điểm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cái này nhoáng một cái đều 18 năm, trưởng thành đại cô nương. Vệ Thiên Thương vuốt ve đầu của nàng. Trên khuôn mặt già nua triển lộ ra nụ cười, đầu lông mày nếp nhăn đều tập hợp một chỗ. Gia Gia, ta chỉ hy vọng thời gian có thể đi chậm rãi một số, dạng này Gia Gia mới có thể thanh xuân mãi mãi, mới có thể vĩnh viễn hầu ở Huyên Nhi bên cạnh. Vệ Lăng Huyên kiều thanh kiều khí nói. Hảo hài tử. Gia Gia, Huyên Nhi kính người một chén, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ha ha, hôm nay là Huyên Nhi sinh nhật, làm sao trước lấy ta vui mừng. Nhìn đến bọn họ ông cháu hai người cao hứng, Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Tử Côn liếc nhau một cái, cũng nhịn cười không được. Quả nhiên, còn phải là Vệ Lăng Huyên loại này nhiệt tình hoạt bát cô nương, mới có thể để cho hắn nhìn đến trước mắt sinh hoạt, mà không phải tại trong quá khứ không thể tự thoát ra được. Ra ra, ta lễ vật đâu? Thằng nhóc láo cá, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Vệ Thiên Thương không biết từ phương nào, lấy ra một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Cái kia đại kiếm vàng óng ánh. Trên đó có thanh sắc thiên văn đang nhấp nháy, hiển lộ ra khủng bố cương mãnh khí tức. Cấp 5 thú binh, kim khuyết kiếm. Phía dưới là đám thanh niên phát ra sợ hãi than thanh âm, đây chính là danh kiếm, bọn họ từng cái đều toát ra thần sắc hâm mộ. Cảm ơn Gia Gia, ta thích nhất Gia Gia. Vệ Lăng Huyên hưng phấn nhận lấy lễ vật. Nhớ kỹ, tại không có thể trưởng khống binh khí này trước đó, không thể miễn cưỡng chính mình, hết thảy tuần hoàn từng bước. Vệ Thiên Thương dặn dò. Biết Gia Gia, Huyên Nhi thật cao hứng, đây là Huyên Nhi lớn nhất một ngày cao hứng, về sau muốn là Gia Gia có thể thường xuyên đi ra, chỉ điểm Huyên Nhi tu luyện liền tốt. Nàng một bên cao hứng, một bên lại làm bộ đáng thương nhìn lấy Vệ Thiên Thương. Tốt, tốt, Vệ Thiên Thương tay cầm vịn râu dài, cười đến ánh mắt đều híp lại. Huyên Nhi lợi hại a, Vệ Tử Côn đều bội phục. Quả nhiên vẫn là cháu gái nhỏ có tác dụng, muốn là hắn hai huynh đệ sách loại yêu cầu này.
chỉ sợ Vệ Thiên Thương cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Phải biết, Vệ Thiên Thương lần trước đi ra, vẫn là bổ nhiệm Mộ Dương làm phủ chủ đời kế thời điểm. Trận này sinh nhật yến hội, có thể nói phi thường hoàn mỹ. Nghiêm chỉnh người nhà đều tập hợp một chỗ, trò chuyện vui vẻ, có Vệ Lăng Huyên các loại người trẻ tuổi phát triển bầu không khí, hoàn thành thiếu ngữ không ngừng. Đúng vào lúc này, một người thủ vệ lặng yên tiến đến, tại Vệ Thiên Hùng bên tai nói, cung chủ, phó phủ chủ tới. Để hắn tiến đến a, hỏi hắn mang lễ vật hay chưa? Vệ Thiên Hùng cười nói. Hắn mang theo người thiếu niên, là hắn để cho ta tiến đến thông báo một chút. Thiếu niên, vị nào? Không biết. Không có việc gì, để hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Vệ Thiên Hùng vội vàng nói. Ai vậy? Vệ Tử Côn lại gần hỏi. Mộ Dương. Hắn trực tiếp tiến đến không phải. Giống như nói mang theo cái ngoại nhân. À, Vệ Tử Côn không sao cả để ý. Hiện tại một đám người trẻ tuổi đều vây quanh ở Vệ Thiên Thương bên cạnh lấy hắn cao hứng, hạnh phúc như thế thời khắc, đối Vệ gia đến nói thật rất khó được. Đúng vào lúc này, bên ngoài đi tới hai người. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới lần này tới, cái này Vệ phủ đã vậy còn quá náo nhiệt, ngăn cách thật xa đều có thể nghe thấy bên trong hoan thanh thiếu ngữ. Đường đường Vệ phủ, toàn bộ phủ đệ mặc dù lớn, nhưng như thế mộc mạc trang nhã quả thật rất ít gặp. Hắn nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì hắn biết đây là Vệ Tịnh lớn lên địa phương. Nàng tại lang thang bên ngoài 20 năm, Lý Thiên Mệnh tin tưởng, trong nội tâm nàng luôn có một cái về nhà khát vọng. Hôm nay náo nhiệt như thế, giống như có chút việc. Mộ Dương nói. Ừm, ngươi chờ chút đừng nói chuyện, ta tới nói là được rồi. Mộ Dương dặn dò. Cảm ơn. Sư tôn ta cơ bản đều tại Thiên Vân Trai, hắn sẽ không ra đến, đợi lát nữa ta cùng Vệ Thiên Hùng nói một chút. Trực tiếp dẫn người đi Thiên Vân Trai. Mộ Dương nhìn thiếu niên này liếc một chút, sau đó mang theo Lý Thiên Mệnh đi vào lúc này vô cùng náo nhiệt trong đình viện. Làm hắn bước vào đi vào trong đó thời điểm, liếc mắt liền thấy được trên cùng Vệ Thiên Thương. Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ có thể nói, thân nhân cùng người thân ở giữa, xác thực có một loại trong minh minh liên lụy đi. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên chưa thấy qua hắn, nhưng là thứ nhất mắt là hắn có thể xác định. Trung gian lão nhân này cũng là Thiên phủ phủ chủ, cũng là Vệ Tịnh phụ thân. Ngoại công của hắn, đến ở bên cạnh thần phạt Thiên Vương, kỳ thật xem ra càng thêm thần tuấn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt càng già càng dẻo dai. Nhưng, Lý Thiên Mệnh từ đầu tới đuôi thì không thấy được hắn. Sư tôn, người đi ra, Mộ Dương có chút ngoài ý muốn. Ừm, hôm nay Huyên Nhi sinh nhật, nhìn ra được, Vệ Thiên Thương đối Mộ Dương thái độ. Ngược lại so Vệ Thiên Hùng hai người đều còn tốt hơn một số. Thì ra là thế, Mộ Dương cười cười, nói, Huyên Nhi, Dương Thúc lần này không có chuẩn bị, lần sau tuyệt đối cho ngươi bổ sung. Cảm ơn Dương Thúc, không thể quá keo kiệt nha, Vệ Lăng Huyên nói. Không muốn nói mò, Vệ Thiên Hùng quát lớn một câu. Ha ha, ta thì ưa thích Huyên Nhi trực tiếp như vậy tính cách. Mộ Dương cười nói, Dương Thúc so cha ta có ánh mắt. Vệ Lăng Huyên hướng về phía Vệ Thiên Hùng làm cái mặt quỷ, chọc cho tất cả mọi người cười. Mộ Dương, người dẫn hắn tới làm cái gì? Kỳ thật Vệ Tử Côn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Hắn còn cho là mình nhìn lầm, dù sao Vệ Phủ là tư mật chi địa, tầm thường Thiên Phủ đệ tử cũng không thể tiến đến. Chí ít, Mộ Dương liền Lâm Tiêu Đình đều không mang vào qua. Vệ Quốc Hào cũng có thể kỳ quái, Vệ Phủ vẫn giấu kín tại Thiên Phủ chỗ sâu, Mộ Dương mang tới. Không phải liền là vừa mới làm trò hề cho thiên hạ Lý Thiên Mệnh sao? Thiếu niên này là, Vệ Thiên Hùng hỏi. Vệ Tử Côn mà nói để tất cả mọi người chú ý tới Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Vệ gia một nhà già trẻ, hiện tại cũng có chút kỳ quái, Mộ Dương khẳng định là biết Vệ gia cấm kỵ. Ca, hắn cũng là năm nay đệ nhất đệ tử, Lý Thiên Mệnh. Vệ Tử Côn nói. Các loại Vệ Tử Côn nói ra cái tên này, Vệ phủ người khẳng định lại càng kỳ quái. Dạng này một cái không có ý nghĩa thiếu niên, mang đến Vệ gia, xác thực không thế nào phù hợp. Khi bọn hắn tất cả mọi người tại nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh ánh mắt đụng phải Vệ Thiên Thương. Lão giả này đồng dạng đang nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất bình thản. Từ trong ánh mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh nhìn đến chính là mênh mông biển lớn. Hắn cảm giác được cái này vàng óng ánh mênh mông biển lớn giống như tại ở gần, cho nên áp lực dần dần tại kéo lên. Để hắn dường như đi tới biển sâu, bị bàng bạc áp lực áp chế đến không thở nổi. Hắn phát hiện, Vệ Thiên Thương ánh mắt đang biến hóa. Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn nào khác,
hắn chỉ có thể chống đỡ, nhìn thẳng Vệ Thiên Thương ánh mắt. Hắn biết tương lai rất có thể hắn cần cùng cái này, ông ngoại, đánh cược, vì mẫu thân tánh mạng, hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Sư tôn, ta vốn là hơi nhỏ sự tình, muốn tìm ngươi một chút, nhưng hôm nay là Huyên Nhi sinh nhật, ta tới không phải lúc. Vậy ta qua mấy ngày lại đến, thuận tiện cho Huyên Nhi mang cái lễ vật. Mộ Dương Lâm thời phản ứng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Vệ Thiên Thương nhìn hắn một cái, sau đó chính mình nhắm mắt lại. Ánh mắt hắn nhắm lại thời điểm, giống như một trận phong bạo đang nổi lên. Chí ít, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn giống như từ đầu tới đuôi, đều bị lão nhân này nhìn thấu. Có loại xuyên tim cảm giác. Ta ngày khác trở lại. Không dùng, hiện tại liền nói. Vệ Thiên Thương trạng thái thay đổi, giống như vừa mới tốt tâm tình hoàn toàn biến mất, vệ phủ tâm tình người ta cũng có chút buồn bực. Cái kia, phải chăng có thể đi Thiên Vân Trai? Ngay ở chỗ này nói rõ ràng, khác lãng phí thời gian. Vệ Thiên Thương nhắm mắt lại, ngữ khí rất bình thản. Mộ Dương có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới hôm nay vừa tốt đụng tới Vệ Lăng Huyên sinh nhật, vừa tốt Vệ Thiên Thương theo Thiên Vân Trai đi ra. Hắn vốn là muốn tự mình cùng Vệ Thiên Thương nói, hiện tại Vệ gia người đều tại, bọn họ tuy nhiên không thể quyết định cái gì, nhưng là bọn họ đều tại chỗ, khẳng định sẽ ảnh hưởng Vệ Thiên Thương quyết định. Phó phủ chủ, ta tới nói. Bỗng nhiên lâm vào bị động như vậy tình trạng, Lý Thiên Mệnh không muốn làm khó Mộ Dương. Có một số việc, hắn muốn chính mình gánh chịu, đối mặt mình. Hắn là có dũng khí người, hắn không cảm thấy mình mang theo mẫu thân, hướng ngoại công của hắn cầu cứu hội có lỗi gì. Dù là không phải ông ngoại, chỉ là một cái bình thường thân thích, hắn cảm thấy tới nơi này cầu cứu, vậy cũng không cần mất mặt đi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vệ Thiên Thương, trầm giọng nói, vãn bối tên là Lý Thiên Mệnh, hôm nay thỉnh cầu phó phủ chủ đem ta đưa đến vệ phủ, là muốn khẩn cầu phủ chủ cứu mẫu thân của ta. Câu nói này nói ra, mọi người càng là mơ hồ. Dù sao Vệ Thiên Thương cũng không phải đại phu, làm sao lại cứu người. Hơn nữa, còn là cái không liên hệ người. Mẫu thân ngươi, nàng tên gọi là gì? Vệ Thiên Thương thanh âm khàn khàn truyền tới, loại thanh âm này để cho người nghe khó chịu, tựa như là khối gỗ tại ma sát giống như. Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, làm chính mình nói đi ra hai chữ kia trong nháy mắt, toàn bộ vệ phủ giống như bỗng nhiên ở giữa nổ tung. Theo an tĩnh hồ nước, trong nháy mắt biến thành sôi trào dung nham. Ngoại trừ phó phủ chủ Mộ Dương sớm biết ra, tất cả vệ gia người trong nháy mắt ngốc trệ. Nhưng, loại này ngốc trệ tuyệt đối là trước bão táp yên tĩnh. Đối bọn hắn tới nói, cái tên này là 20 năm cấm kỵ, là tuyệt đối không thể tại Vệ Thiên Thương trước mặt nhắc tới tên. Nhắc lên đều không được, lại càng không cần phải nói, sống sờ sờ Lý Thiên Mệnh, đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Vệ Thiên Hùng, Vệ Kinh, Vệ Tử Côn chờ một chút vệ phủ trụ cột vững vàng, giờ phút này cả đám đều mộc tại nguyên chỗ. Bọn họ cảm giác có chút tê cả da đầu, thậm chí không thế nào dám nhìn Vệ Thiên Thương thời khắc này biểu lộ. Nhất là Vệ Tử Côn. Làm Lý Thiên Mệnh nói xuất thân phần về sau, hắn quả thực có loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Dù sao, 3 năm trước đây chuyện kia phát sinh về sau, hắn liền đã nghe nói qua Lý Thiên Mệnh. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh vậy mà lại là cháu ngoại của mình. Đối với Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên bọn họ những thứ này đồng lứa nhỏ tuổi tới nói, bọn họ không rõ ràng năm đó phát sinh qua cái gì. Thế nhưng là, liền bọn họ cũng đều biết, bọn họ đã từng có một người cô, nhưng là bị trục xuất khỏi gia môn, từ đó bặt vô âm tín. Đương nhiên, bọn họ muốn tìm tòi Vệ Tịnh vị trí, hiện trạng đều rất dễ dàng. Chỉ là, Vệ Thiên Thương hạ lệnh qua, cấm đoán bất luận kẻ nào đi tìm nàng, càng cấm đoán bất luận kẻ nào liên hệ nàng. Toàn bộ vệ phủ người đều biết, Vệ Thiên Thương đến cỡ nào kiêng kỵ cái tên này. Có thể tưởng tượng, lúc trước Vệ Tịnh cùng hắn quyết liệt, mang đến cho hắn như thế nào đả kích. Mà bây giờ, 20 năm về sau, lúc trước biến mất người kia, 20 năm đều chưa từng trở về. Nhưng hôm nay, lại có một thiếu niên, tự xưng là con của nàng, về tới Vệ Thiên Thương trước mắt. Mẫu thân của ta 20 năm trước được, tiểu mệnh kiếp, bây giờ thời gian không nhiều lắm, ta cùng nàng cùng một chỗ về tới Diễm Đô, ta muốn khẩn cầu phủ chủ cứu nàng. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, vì vệ gia ra sức trâu ngựa. Lý Thiên Mệnh đứng vững toàn bộ vệ gia áp lực, nghiêm túc mà thành khẩn nói. Một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, tại vệ phủ dạng này ẩn thế hào trong môn phái, đối mặt Vệ Thiên Hùng,
Vệ Thiên Thương cùng Vệ Kình chờ một chút tồn tại, thanh âm bình ổn mà chân thành tha thiết, nói ra thỉnh cầu của mình. Đây cũng là một loại cường đại bá lực. Hắn nói câu nói này thời điểm, vừa lúc là vệ phủ phong bạo hung mãnh nhất thời điểm. Vệ Thiên Thương vừa rồi nhắm mắt lại, thẳng đến Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói này, hắn mới từ từ mở mắt. Cái kia nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người mình, đó là khó có thể tưởng tượng khủng bố trọng lượng. Hắn cảm giác, ngũ tạng lục phủ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn đổ sụp, cảm giác thú nguyên cùng máu tươi đều tại ngược dòng, cảm giác toàn thân đều muốn phân mảnh. Tại trước mắt hắn, Vệ Thiên Thương không còn là một cái già nua ra hỏa, mà chính là một cái ngập trời cự thú. Hắn có một cái thế giới khổng lồ như vậy, sau đó chấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân, vô tình mà thô bạo, hoàn toàn đem hắn xem như là con kiến hôi. Nàng được 20 năm tiểu mệnh kiếp. Đúng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết chuyện này. Vừa mới cho Lý Thiên Mệnh mang đến vô cùng chấn áp Vệ Thiên Thương, đồng dạng không biết. Đối mặt với đến từ Vệ Thiên Thương khủng bố áp lực, Lý Thiên Mệnh kiên trì, hắn cắn hàm răng, để cho mình đỉnh lấy cái này vô hạn áp lực đứng lại. Sau đó, hắn lấy nóng rực ánh mắt cùng Vệ Thiên Thương ánh mắt đụng chạm. Hắn có đủ mạnh mẽ ý chí lực, lần nữa nói ra một câu. Nàng thời gian không nhiều lắm, khẩn cầu ngài, cứu nàng, loại này ân đức, ta nguyện ý lấy tánh mạng đến hoàn lại. Có lẽ, hắn khẳng định không làm Vệ Tịnh là nữ nhi của hắn. Nhưng là Lý Thiên Mệnh nghĩ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ, hắn có lẽ nguyện ý đáp ứng đi. Hắn biết mình hiện tại không có gì tư bản, vệ phủ hoàn toàn không cần thiết coi trọng tính mạng của mình, nhưng đây là thành ý của hắn nhất định phải nói ra, hắn muốn cho Vệ Tịnh sống sót. Tất cả mọi người nhìn về phía Vệ Thiên Thương, hắn lại là phản ứng gì? Mọi người đều cảm nhận được đến từ áp lực của hắn. Vệ phủ bọn tiểu bối thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Mộ Dương. Đột nhiên ở giữa, Vệ Thiên Thương hô một câu, nửa cái vệ phủ tựa hồ đều đang run rẩy. Sư tôn, ta nghe. Mộ Dương thương hại nhìn một chút Lý Thiên Mệnh. Đem người này cho ta oanh ra Diễm Đô, mang theo mẹ của nàng cùng một chỗ oanh ra ngoài, không được trở lại. Vệ Thiên Thương thanh âm khàn khàn mà áp lực, giống như là ẩn nhẫn lấy vô hạn phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, hắn tựa hồ cũng không có thất thố như vậy qua. Này bằng với là tuyên cáo Vệ Tịnh tử hình, chẳng khác gì là triệt để cự tuyệt Lý Thiên Mệnh. Đây là Lý Thiên Mệnh nghĩ tới bết bát nhất tình huống. Hắn vốn đang thẳng lạc quan, cảm thấy bất kỳ một cái nào phụ thân, đều rất không có khả năng thấy chết mà không cứu sao. Nhưng là hôm nay, hắn lại thấy được để hắn khó có thể tin sự tình. Trong mắt hắn, thời khắc này Vệ Thiên Thương, cùng lúc trước Lý Viêm Phong lại là như thế tương tự. Trách không được, Vệ Tịnh sẽ nói khó có thể lên trời, trách không được, Mộ Dương cũng cảm thấy cơ bản không có hy vọng. Quả nhiên, bọn họ còn là hiểu rõ Vệ Thiên Thương a. Thiên phủ phủ chủ, cũng là loại này tính tình sao? Hắn chẳng những cảm giác đến thật đáng buồn, hơn nữa còn rất phẫn nộ, giống như đối mặt Lý Viêm Phong một dạng phẫn nộ. Thấy chết không cứu, ngươi không xứng làm phụ thân, Lý Thiên Mệnh thật vô cùng nỗ lực tại khắc chế chính mình. Nhưng là, hắn không có cách, hắn quá quan tâm Vệ Tịnh. Khi thấy Vệ Thiên Thương cấp ra dạng này đáp lại về sau, hắn khống chế không nổi chính mình, hắn liền muốn phun Vệ Thiên Thương một câu. Không phải vậy, thật không có cách nào cho hả giận. Lớn mật. Im miệng. Vệ gia người nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Bọn họ là không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, dám ở vệ phủ dạng này cùng Vệ Thiên Thương nói chuyện. Sư tôn, người đừng để trong lòng, đứa nhỏ này trong lòng cũng chỉ là cuống cuồng, ta cái này dẫn hắn đi. Mộ Dương phản ứng rất nhanh, hắn liền vội vươn tay ra đè lại Lý Thiên Mệnh bả vai. Không biết vì cái gì, vừa bị hắn đè lại, Lý Thiên Mệnh ngay cả lời đều nói không ra miệng. Mộ Dương cũng là hổ thẹn, hôm nay vốn là Vệ Thiên Thương thật vất vả cao hứng thời gian. Kết quả, hắn đem Lý Thiên Mệnh mang tới, đem hết thảy đều làm hư. Tại Vệ Thiên Hùng đám người ánh mắt ra hiệu phía dưới, hắn vội vàng đè lại Lý Thiên Mệnh, trực tiếp mang theo đi ra ngoài. Nói thật, Vệ Thiên Thương phẫn nộ phản ứng, so hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Hắn đều đánh giá thấp cứu Vệ Tịnh độ khó khăn. Chờ một chút, không nghĩ tới vừa muốn đi. Vệ Thiên Thương trầm thấp mà thanh âm khàn khàn truyền về. Mộ Dương chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ quay đầu, chờ đợi lấy Vệ Thiên Thương phân phó khác. Vệ Thiên Thương cái kia như là kim sắc thái dương quang mang giống như ánh mắt, còn tại Lý Thiên Mệnh trên ánh mắt thiêu đốt.
nhưng là từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đều không nháy một chút ánh mắt. Hắn đều đã không sợ sinh tử, tự nhiên không sợ cái này cái gọi là thiên phủ phủ chủ. Ta vệ ra người, đừng chết ở bên ngoài mất mặt, đem vệ tịnh cho ta cầm trở về, muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại vệ phủ. Vệ thiên thương thanh âm tại vệ phủ bên trong quanh quẩn. Chết ở bên ngoài, cũng là mất mặt. Ngươi tên là gì? Vệ thiên thương sau khi nói xong, ánh mắt càng thêm khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, hắn cắn răng nói. Cẩu thí Thiên Mệnh, si tâm vọng tưởng, ngươi cũng đừng hòng rời đi vệ phủ, đời này thì tại thiên phủ qua, mơ tưởng dùng vệ phủ thân phận đi giả danh lừa bịp. Vệ thiên thương vô cùng không khách khí nói. Vệ phủ thân phận rất quang vinh sao? Nói không chừng ta cảm thấy rất đáng xấu hổ đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại muốn đem vệ tĩnh mang về cầm tù, còn muốn đem chính mình vĩnh thế cầm tù tại vệ phủ không được ra ngoài, hắn rốt cuộc là ý gì? Mộ Dương thật sự là đau đầu, hắn vừa để Lý Thiên Mệnh mở miệng, kết quả hắn lại chống đối vệ thiên thương một câu. Thiên Hùng, khiến người ta đem, Vũ Lâm Các, cho ta thu thập đi ra, cho ta phong bế, đem hai người này cho ta ném vào, sau đó người nào đều không cho đi vào, người nào đều không cho đi ra. Vệ thiên thương lúc nói chuyện đã đứng dậy. Vừa mới nói xong, hắn liền trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại rời đi đại sảnh. Căn bản không ai dám để hắn dừng bước, chỉ có thể nhìn hắn lần nữa biến mất. Thẳng đến hắn đi xa về sau, vệ phủ bầu không khí mới một chút buông lỏng một chút. Mộ Dương, người thật là, chuyện lớn như vậy, người trước cùng ta thương lượng a. Vệ Thiên Hùng tức giận nói. Ta không nghĩ tới Huyên Nhi sinh nhật, sư tôn hội theo Thiên Vân Trai đi tới nơi này, ta vốn định trước cùng ngươi nói. Lại cùng đi Thiên Vân Trai tới. Kết quả, hắn nhìn một chút đứa nhỏ này, liền biết cùng vệ tịnh có quan hệ. Mộ Dương bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, căn bản không dùng người giới thiệu. Vệ thiên thương lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, cả người hắn liền đã có biến hóa. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Vệ thiên hùng nói. Còn có thể làm sao, ta trước tiên đem tịnh nhi mang về, cho nhốt tại Vũ Lâm Các, sự tình phía sau rồi nói sau. Mộ Dương nói, vệ thiên hùng thở dài một hơi, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mộ Dương nói không sai. Bởi vì, đây là vệ thiên thương an bài, chỉ có thể trước dạng này. Vệ thiên hùng đã an bài xuống người đi quét dọn, Vũ Lâm Các. Vũ Lâm Các xinh đẹp như vậy địa phương, hoang phế 20 năm, 20 năm không khiến người ta đi vào. Mà bây giờ, lại bị người đánh quét, ta ca có ý tứ gì? Là muốn cứu hay là không cứu a? Vệ Kình đều có chút không nghĩ ra. Ai biết được, bất quá, hôm nay thật vất vả để hắn cao hứng một chút, kết quả lại náo thành dạng này. Về sau, vệ tịnh trở lại, cái nhà này, sợ là không có một ngày tốt lành qua. Vệ Thiên Hùng nói. Bọn họ nói, nhị tỷ được tiểu mệnh kiếp, không có nhiều thời gian rồi. Vệ Tử Côn nói. Các loại Mộ Dương đem người mang về xem đi. Ngươi nói cha có thể sẽ tha thứ nàng. Vệ Tử Côn ánh mắt u ám nói. Làm sao có thể, 20 năm cũng chưa trở lại, bây giờ sắp chết liền đến cầu cứu, ngươi nhìn hắn hôm nay như thế táo bạo, có khả năng sao? Vệ Thiên Hùng cau mày nói. Như vậy, ngươi thì sao? Vệ Tử Côn nhìn lấy hắn hỏi. Ta cảm thấy, nàng không trở lại, rất tốt. Vệ Thiên Hùng nói. Đại ca, ta và ngươi ý nghĩ một dạng, nàng đem cha hủy thành cái dạng này, không thể tha thứ. Vệ Tử Côn nói. Mộ Dương, chúng ta nói như vậy. Người sẽ không cao hứng đi. Vệ Thiên Hùng ngẩng đầu, bên kia Mộ Dương còn chưa đi sao? Cái này là ý nghĩ của các ngươi, cùng ta không có quan hệ gì. Ta đi trước tìm vệ tịnh. Mộ Dương đem Lý Thiên Mệnh lưu tại nơi này, để bọn hắn trước áp giải đến Vũ Lâm Các, hắn ra ngoài đem vệ tịnh mang về. Tại đến vệ phủ trước đó, hắn liền đã hỏi trước Lý Thiên Mệnh vệ tịnh nơi ở, hiện tại vừa tốt bắt kịp công dụng. Sau khi nói xong, Mộ Dương liền xoay người đi. Lưu lại Lý Thiên Mệnh chính mình, đối mặt cái này vệ ra một tất cả mọi người. Nói thật đều là mình thân thích, nhất là vệ Thiên Hùng cùng vệ Tử Côn, đều là mình cậu ruột. Vệ Quốc Hào vệ Lăng Huyên bọn người, đều là mình biểu huynh muội. Bình thường tới nói, bọn họ cần phải cùng nhau lớn lên. Trước khi hắn tới, vậy mà đối với mấy cái này cái gọi là thân thích, ôm có rất lớn hy vọng. Hiện tại xem ra, chính mình thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Quốc Hào. Các người đem người đưa tới Vũ Lâm Các đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Vệ Thiên Hùng thản nhiên nói. Đúng, cha, vệ Quốc Hào gật đầu, hắn đi đến Lý Thiên Mệnh trước mặt, nói. Cùng lên đến đi,
lớn nhất thật là thành thật điểm, đời này ngươi đều mọc cánh khó thoát, lại không thành thật, ngươi cũng chỉ có thể bị đánh. Đúng thế, thật sự là mất hứng ra hỏa, người ta thật vất vả qua cái sinh nhật, để ra ra cao hứng một chút, toàn để ngươi cái này bị ổi người cho quấy nhiễu. Vệ Lăng Huyên cũng theo sau. Vệ Quốc Hào bọn họ áp giải, Lý Thiên Mệnh liền đi theo đám bọn hắn đi. Vệ phủ một đám tiểu bối lấy Vệ Quốc Hào cầm đầu, toàn bộ vây quanh tại Lý Thiên Mệnh bên người. Huyên tỷ, vì cái gì nói người này, là bị ổi người đâu? Các ngươi chưa nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh Lý Thiên Mệnh a, 3 năm trước đây, hắn cũng đã là học cung đệ tử. Hắn truy cầu Lâm Tiêu Đình bạn gái Mộc Tình Tình không được, vậy mà hạ dược xâm phạm, may mắn Lâm Tiêu Đình kịp thời đuổi tới, chém giết hắn cộng sinh thú. Vệ Lăng Huyên tràn ngập khinh bỉ nói. Trời ạ, lại có loại này người, quá ác tâm, thật là đáng sợ a. Vệ Tử Côn con trai trưởng Vệ Thanh giật biểu lộ khoa trương nói. Loại này người, vậy mà cùng chúng ta có liên hệ máu mủ, thật sự là đáng xấu hổ. Vệ Quốc Hào nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Cho nên a, ta xem như đại khái đoán được, vì sao mẫu thân hắn sẽ bị ra ra trục xuất vệ phủ, nói không chừng là một cái đức hạnh. Vệ Lăng Huyên bĩu môi nói. Ngươi tin hay không, ta đem mặt của ngươi đánh sưng, để ngươi lời nói đều nói không nên lời. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, một đôi liệt hỏa thiêu đốt ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Lăng Huyên. Ai nha, dọa ta. Vệ Lăng Huyên giả bộ như thất kinh dáng vẻ, vội vàng trốn đến trong đám người. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó cùng một chỗ cười đến gãy lưng rồi. Ha ha, Huyên tỷ ngươi nhanh trốn đi đi, người này dám nói loại này khoác lác, hắn khẳng định rất mạnh. Đúng vậy a, nói không chừng là cái giả heo ăn thịt hổ tuyệt thế thiên tài, chớ nhìn hắn thì linh nguyên cảnh tầng thứ 3 dáng vẻ chừng, làm không tốt một chiêu bạo phát, trong nháy mắt đem Huyên tỷ cho dây. Đến lúc đó, chúng ta nói không chừng đều muốn cùng một chỗ toàn trường chấn kinh đâu, có muốn hay không chúng ta hiện đang cho hắn biểu diễn một cái toàn trường chấn kinh. Đến, mọi người cùng nhau tới. Bọn họ lăn lộn cùng một chỗ đối với Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng tán thưởng. Oa, không nghĩ tới cái này Lý Thiên Mệnh mạnh như vậy. Trời ạ, hắn một chiêu đem Huyên tỷ cho dây. Trời ạ, hắn thổi một ngụm, để Hào ca bay ra ngoài. Ông trời của ta, hắn một miệng ngậm chặt châu cái mông, đem lão Ngưu cho thổi thành đại cầu, lợi hại a, ta chấn kinh, ngươi thì sao? Vệ Thanh giật cười đến gãy lưng rồi, muốn không phải sân bãi không thích hợp, bọn họ đoán chừng muốn cười đến lăn lộn đầy đất. Chỉ là mới vừa vào học cung đệ tử, vậy mà như thế lợi hại, ta thật sợ. Ta cũng không dám nữa. Vệ Lăng Huyên cũng để bọn hắn chọc cho nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đám người bọn họ biểu lộ khoa trương, từng cái đều là hí tinh. Ngươi tại sao không nói chuyện, Lý Thiên Mệnh, chẳng lẽ là tại gây mê chính mình, tưởng tượng có một ngày, có thể chân chính đánh ngã chúng ta, chút cơn giận. Vệ Quốc Hào quay đầu cười híp mắt nhìn lấy hắn. Tùy ngươi nói thế nào, Lý Thiên Mệnh bĩu môi. Ha ha, vẫn rất có sức tưởng tượng, ta cảm giác rất nhiều mới vừa vào học cung người, xác thực không biết, bọn họ cùng chúng ta những thứ này, từ nhỏ đã tại thiên phủ người tu luyện đến cùng có như thế nào chênh lệch. Ta nói như vậy. Vệ Thanh giật 17 tuổi, linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, nhưng tùy tiện đều có thể nghiền ép ngươi. Nơi này mỗi người đều so ngươi thiên tài, biết chênh lệch sao? Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào cười khẩy nói. Biết, bội phục, các ngươi từng cái đều là kỳ tài ngút trời. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nhưng là, hắn đã có thể trở lại Diễm Đô, đã có thể cầm đệ nhất đệ tử, khoảng cách như vậy những thứ này kỳ tài ngút trời chênh lệch. Bất quá cũng là một gần 2 tháng thôi. Đến lúc đó, lại đến nói thắng bại đi. Lý Thiên Mệnh, không có chút nào cuống cuồng. Coi như chỉ có thể lưu tại vệ phủ lại như thế nào, hắn lại không phải là không thể tu luyện, lại không phải là không thể cường đại. Đã bọn họ ở trước mặt mình biểu diễn chấn kinh, đưa qua chút thời gian, liền để bọn hắn nhìn xem, biểu diễn cùng tự thể nghiệm, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại tiến độ, có lẽ 1 tháng, đều không cần. Vệ phủ, vây được hắn sao? Lúc này thời điểm, hoang phế 20 năm Vũ Lâm Các đã đến. Không ít hạ nhân đang ở bên trong quét dọn, Vệ Thiên Hùng an bài thủ vệ cũng đã vào chỗ. Có 2 người thay nhau thủ vững, tuyệt đối không có khả năng để Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh rời đi nơi này. Người trước cút vào cho ta đi, thật không rõ, vì cái gì còn muốn quét dọn, vết bẩn Vũ Lâm Các cùng ngươi bây giờ như thế xứng đôi. Vệ Quốc Hào mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn.
hắn nhìn lấy cái này Vũ Lâm Các, đây chính là Vệ Tĩnh từ nhỏ đến lớn chỗ ở. Tiêu Cao, Triệu Kim, các ngươi cho ta xem trọng, đừng để người này đi ra Vũ Lâm Các một bước. Đợi lát nữa sẽ còn đưa tới một cái lão, cũng không thể đi ra. Vệ Quốc Hào đối nơi xa hai cái vừa an bài tới trung niên nhân nói. Đúng, Quốc Hào thiếu gia, công chủ đã phân phó. Hai người liền vội vàng gật đầu. Có thể, đi thôi, hôm nay Huyên Nhi sinh nhật, chúng ta tiếp tục chúc mừng đi, cái chỗ chết tiệt này về sau đừng đến. Có ngay. Một đám người trẻ tuổi hoan thanh thiếu ngữ rời đi. Bọn họ sung sướng, cùng Lý Thiên Mệnh thời khắc này trầm tĩnh hoàn toàn ngược lại. Lý Thiên Mệnh đi vào cái này Vũ Lâm Các, mới phát hiện nơi này rất lớn. Nếu như không phải hoang phế, nơi này cần phải càng trang nhã thoải mái dễ chịu. Hắn tại rất nhiều bài trí cùng dấu vết bên trong, thấy được mẫu thân cái bóng. Bọn họ quét dọn rất nhanh, tiểu nửa ngày thời gian, đại khái thì người có thể ở. Phòng ngủ quét dọn đến nhất là sạch sẽ, không biết là Vệ Thiên Hùng phân phó, vẫn là Vệ Thiên Thương phân phó. Sau khi quét dọn xong, phía dưới người đã rời đi. Đại khái nửa canh giờ về sau, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng bước chân, hắn đi ra ngoài, chính nhìn cho kỹ Mộ Dương đỡ lấy Vệ Tĩnh, từ bên ngoài đi vào. Nương, Lý Thiên Mệnh hô kêu một tiếng. Vệ Tĩnh khẽ ngẩng đầu, nhìn đến hắn thời điểm, khóe miệng nàng nổi lên vẻ tươi cười tới. Ta thất bại, Lý Thiên Mệnh nói. Không có, Vệ Tĩnh ôn nhu nói. Thật thất bại. Không phải, ngươi nhìn, chỉ ít nơi này, là ta tha thiết ước mơ, muốn trở về địa phương không phải sao. Vệ Tĩnh nhìn lấy hết thảy chung quanh, rất nhiều nhớ lại xông lên đầu. Trong ánh mắt của nàng nhiều hơn rất nhiều sắc thái, đó là rất nhiều khó có thể miêu tả tình cảm. Thiên Mệnh, chiếu cố tốt mẫu thân ngươi, ta đi sư tôn bên kia một chuyến, ta cảm giác, cần phải có thể van nài. Mộ Dương nói. Nói thế nào? Người cái này liền không hiểu được, sư tôn cũng không phải là tránh thức tuyệt tình người. Tịnh Nhi trở về sau có cơ hội tiếp xúc, hắn hội xuất thủ cứu giúp khả năng, ngược lại so đem các ngươi đuổi ra Diễm Đô hơn rất nhiều. Muốn là đuổi ra Diễm Đô, chỉ sợ mới là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Mộ Dương nói. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, làm Vệ Thiên Thương tuyên bố muốn giam cầm hắn cả đời thời điểm. Hắn cũng không lo lắng. Nếu như mẫu thân có thể sống sót, giam cầm cả đời, lại như thế nào? Thiên Vân Trai. Thiên Vân Trai chính là tốt nhất tu dưỡng chi địa. Luận hồ cá, Thiên Vân Trai hồ cá là vệ phủ bên trong lớn nhất một cái. Lúc này, đang có một cái lão giả tóc trắng, ngồi tại hồ cá bên cạnh, ngay tại thả câu. Chỉ tiếc, tâm cảnh bất ổn, dẫn đến trên tay cần câu đang run rẩy, có thể câu lên cá mới là lạ. Ca. Người đến cùng cứu hay là không cứu a? Thần phạt thiên vương Vệ Kình từ bên ngoài đi tới, giãn gân cốt một cái, nằm tại trên tảng đá, bên ngoài nghiêm khắc hình tượng quét sạch sành xanh. Tịnh Nhi khi còn bé, người có thể đều là do làm bảo bối giống như, sủng 20 năm, ai cũng không thể chạm vào, người sẽ không phải nhìn lấy nàng thụ tra tấn ly thế đi. Ca, cái này không có ngoại nhân, cũng không có tiểu bối, người cũng đừng cùng đệ đệ sụ mặt, có lời nói người liền trực tiếp nói a. Vệ Kình líu lo không ngừng nói. Ba, Vệ Thiên Thương đem cần câu ném xuống đất, tức giận đến run rẩy nói, người nói nàng dựa vào cái gì như thế cưỡng. Được tiểu mệnh kiếp 20 năm, nàng vẫn chưa trở lại, thật lợi hại a, có thể chống đỡ lâu như vậy, kết quả là còn không phải về được cầu ta. Ai để ngươi chính mình khống chế không nổi tính khí, nói lên ngoan thoại, liền phải đem người đường cho phong kín đâu, ta muốn là Tịnh Nhi, ta cũng không dám trở về. Vệ Kình trợn mắt một cái nói. Ngươi nói bậy, ta có như thế cưỡng. Vệ Thiên Thương nghi hoặc hỏi. Ngươi cứ nói đi, 20 năm, huynh đệ chúng ta đều nhanh lão bất tử, nghĩ thoáng điểm đi ngươi. Muốn nói Tịnh Nhi, xác thực có chỗ không đúng, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, 20 năm tiểu mệnh kiếp trừng phạt, cái kia còn chưa đủ à? Ngươi thì cho ta cái lời chắc chắn, để cho ta yên tâm một chút, cứu hay là không cứu a? Vệ Kình hỏi. Cái này thân huynh đệ 6-70 năm, nơi này không có ngoại nhân, cũng không có gì không thể nói. Ta đương nhiên cứu a, chính mình nữ nhi, chính mình không cứu, ta chẳng lẽ là xúc sinh a? Vệ Thiên Thương nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi vừa mới một trận gào thét làm gì a? Ta không sĩ diện sao? Mất tích 20 năm, vừa về đến liền muốn lão tử hấp tấp cứu nàng, mặt ta mặt hướng chỗ nào đặt? Đây không phải là ngươi cấm đoán làm cho tất cả mọi người tìm nàng sao?
không phải ngươi nói, để cho nàng cả một đời khác bước vào Diễm Đô nửa bước sao? Vệ Thiên Thương vẫn là một mặt tức giận, hắn cầm lấy cần câu hướng hồ cá bên trong một trận đâm, sau cùng mệt mỏi, mới ngồi xuống nói, 20 năm cũng còn chống được, có Mộ Dương tại, chỉ ít còn có thể chống đỡ một năm, ta nhìn nàng cái gì thời điểm đến cho ta nhận sai nói xin lỗi, ta thì cái gì thời điểm cứu nàng. Có phải hay không còn phải trước mặt mọi người, nói cho ngươi chính mình năm đó sai, không nên ngỗ nghịch phụ thân lựa chọn Lý Viêm Phong. Không phải vậy đâu. Tùy tiện ngươi, dù sao chịu khổ chính là con gái của ngươi, lại không là của ta. Vệ Kinh nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Con gái của ngươi có thể bộ dạng như thế tươi ngon mọng nước. Hiện tại không xinh đẹp à, còn đắc ý. Nhìn lấy lão gia hỏa này các loại xoắn suýt phiền muộn, Vệ Kinh đã cảm thấy buồn cười. Có điều, hai người nhi tử, tựa hồ thật chán ghét Tịnh Nhi. Quan bọn họ đánh giám. Ngược lại là Mộ Dương thật có thể, bất kể hiềm khích lúc trước. Đúng vậy à, Tịnh Nhi cũng là quá thua thiệt Mộ Dương, ta cũng thua thiệt. Vệ Thiên Thương nói. Đều đi qua, Mộ Dương hiện tại cuộc sống tạm bợ qua được có thể tiêu sái. Vệ Kình cười nói. Hắn chợt nhớ tới hôm nay thiếu niên kia, nói, con trai của nàng, người cháu ngoại, cảm giác như thế nào? Thì Lý Viêm Phong phế vật kia, có thể nuôi dưỡng được cái gì thiên tài đến, tuy nhiên tiến vào thiên phủ, nhưng lớn tuổi cảnh giới thấp, kém Vệ Thanh Giật đều một mảng lớn, không nên thân. Vệ Thiên Thương nói, người đây thì sai, người là không biết hắn 3 năm trước đây đi ra sự tình gì, ta cũng là vừa hỏi. Chuyện gì? Vệ Kinh liền nói một lần. Đây là hắn trọng tu cảnh giới, hắn liền xem như vừa mất đi cộng sinh thú 1 năm kia, liền bắt đầu trọng tu. Đến bây giờ cũng liền thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, trở lại linh nguyên cảnh thứ tam tứ trọng, cũng coi như còn có thể đi. Duy nhất không tốt, cũng là khả năng phẩm hạnh có vấn đề, dù sao 3 năm trước đây chuyện kia, truyền đi xôn xao. Vệ Kinh cảm khái nói. Không đúng, Vệ Thiên Thương nói. Cái gì không đúng? Ta hôm nay nhìn, đứa nhỏ này không phải loại người như vậy. Vệ Thiên Thương ánh mắt híp lại. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Đứa nhỏ này, ánh mắt rất cường thế, cũng rất chính trực, không phải bị ổi tiểu nhân. Vệ Thiên Thương nói. Vậy thì có ý tứ. Vệ Kinh nói. Thằng nhãi con, hôm nay vậy mà vừa chống đối ta, ta muốn khảo nghiệm một chút hắn. Vệ Thiên Thương nói. Nói thế nào? Ngươi nhìn lấy liền biết. Bỗng nhiên có người gõ cửa, nói, sư tôn, ta có thể tiến đến rồi. Mộ Dương tới, ta rút lui trước. Vệ Kinh một chút đã không thấy tăm hơi. Mộ Dương đi về sau, Lý Thiên Mệnh mang theo mẫu thân An Ngừng tạm tới. Dù sao, nhập gia tùy tục. Vệ Tịnh Nhàn không xuống, đây là con trai của nàng lúc trưởng thành địa phương, ở chỗ này có nàng 20 năm nhớ lại. Cho nên, nàng tuy nhiên đi đứng không tiện, nhưng cũng đi khắp nơi nhìn khắp nơi. Tiểu Hoàng Gà tại cộng sinh không gian bên trong tố đến hoảng, sau khi đi ra, cũng tại cái này Vũ Lâm Các trên nhảy dưới tránh. Trên trời rơi ra ào ào mưa nhỏ. Nếu như không phải đã quét dọn, bây giờ Vũ Lâm Các, thì thật là mưa ào ào, bạn cũ bên trong thảo mộc sâu. Nương, ngươi cảm thấy, hắn hội cứu ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không muốn nghĩ, cũng không muốn cưỡng cầu, bất quá ta cảm ơn hắn, bởi vì ta xác thực muốn về tới. Nàng không có chút nào thương cảm, có thể trở lại nơi này, thậm chí là giấc mộng của nàng. Ta hôm nay có chút xúc động, nếu có cơ hội, ta muốn tại thỉnh cầu một chút hắn. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại chính mình hôm nay phẫn nộ, kỳ thật có chút không cần phải. Nhưng là không có cách, hắn không nghĩ ra Vệ Thiên Thương tại sao muốn tuyệt tình như vậy. Dương ca đã đi, hắn đồng ý giúp đỡ, hắn dễ nói chuyện một số, ngươi chờ một chút đi. Vệ Tịnh an ủi. Lão đầu tử này, vẫn rất ngoan cố, hôm nào lão tử đem hắn rear map lột sạch, lại cởi xuống quần của hắn, tại chỗ đốt đi. Tiểu Hoàng Gà lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi thì thổi a. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Qua một hồi, Mộ Dương liền trở lại. Vệ Thiên Thương nói cấm đoán bất luận kẻ nào tiến đến, bất quá Mộ Dương cũng không có tuân thủ. Hắn sau khi trở về, xuyên qua màn mưa đi tới Vệ Tịnh trước mắt. Đôi mắt của hắn rơi vào Vệ Tịnh Thương lão gương mặt phía trên, ánh mắt hơi có chút run rẩy. Có tin tức tốt sao? Vệ Tịnh hai tay đặt ở trên đầu gối, ngẩng đầu hỏi hắn. Đối mặt đã từng người quen. Nàng cũng không có bởi vì thương lão mà cảm giác tự ti mặc cảm. Tính toán có đi, Mộ Dương nói. Ngươi nói. Hắn đáp ứng không giam cầm Thiên Mệnh,
thiên mệnh có thể trở về thiên phủ tu luyện, cũng có thể đi vào nhìn ngươi. Nhưng, điều kiện là không thể đối ngoại nói thân phận của mình, nếu không, liền không thể lại rời đi Vũ Lâm Các. Nói cách khác, thiên mệnh tự do, Mộ Dương nói. Cứ như vậy, nói rõ hôm nay hậu quả cũng không có hư hỏng như vậy. Hắn muốn quá nhiều, nhị tử ta mới không có thèm cái này vệ phủ thân phận. Vệ Tịnh thản nhiên nói. Hắn có đáp ứng cứu ta nương sao? Lý Thiên Mệnh cuống cuồng hỏi. Hắn nói không có khả năng, hắn càng sẽ không gặp ngươi, hắn nói. Mộ Dương nói đến đây có chút chần chờ. Không có việc gì, ngươi nói hắn nguyên thoại là có thể. Vệ Tịnh nói. Hắn nói, các loại ngươi chừng nào thì đã qua đời, thông báo hắn một tiếng, hắn có thể đem ngươi táng tại vệ gia trong lăng mộ. Mộ Dương cúi đầu nói. Nói thật, nghe được lời như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn là cắn răng. Hắn còn tưởng rằng cái này vệ thiên thương thật sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhưng bây giờ nhìn, hắn là ý chí sắt đá. Vậy liền thay ta cảm tạ hắn tốt, Vệ Tịnh nói. Tịnh nhi, còn không dùng từ bỏ, ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn, lúc cần thiết, ta an bài ngươi gặp hắn, ngươi đến lúc đó cúi đầu, nhận cái sai. Mộ Dương tận tình khuyên bảo nói. Rồi nói sau, Vệ Tịnh cắn cắn đã bắt đầu đôi môi khô khốc. Cúi đầu nhận sai phải có dễ dàng như vậy, đến mức 20 năm không trở lại sao? Ta đây, phó phủ chủ, ta có thể làm được cái gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Hắn biết Mộ Dương sẽ hỗ trợ, nhưng là hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vệ Tịnh tâm lý hy vọng không lớn, nhưng hắn làm nhi tử, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Ngươi, cũng phải nhìn cơ hội đi, tạm thời có thể yên tâm, ta đại khái có thể áp chế trong cơ thể nàng tiểu mệnh kiếp bạo phát. Để cho nàng có thể lại kiên trì một chút thời gian, không dùng thụ quá nhiều khổ. Ngắn vấn đề thời gian cũng không lớn, chỉ là lâu dài tới nói, nhất định phải thân huyết mạch cường giả, trừ tận gốc cái này tiểu mệnh kiếp. Mộ Dương nghiêm túc nói. Đa tạ, Lý Thiên Mệnh tâm lý buông lỏng nhiều. Không cần khách khí với ta, ta và ngươi nương đã từng, là bằng hữu tốt nhất, hắn chần chờ một chút, mỉm cười nói. Sẽ không phải là bạn trai cũ đi. Tiểu hoàng gà ở bên cạnh dùng mắt nhỏ quan sát nửa ngày. Rốt cuộc tìm được cơ hội, chậc chậc cười chen vào một câu. Mộ Dương cùng Vệ Tịnh đều không phải là người tuổi trẻ, đối với nếu như vậy, bọn họ cũng chỉ hội cười bỏ qua, không có phản ứng nó. Thiên mệnh, đem mẹ người đỡ đến gian phòng đi, ta cho nàng nhìn một chút tiểu mệnh kiếp tình huống cụ thể. Mộ Dương phân phó nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi không muốn giúp đỡ quá nhiều đi, ta ở chỗ này lấy rất tốt. Ngươi bây giờ có gia đình của mình, nhân sinh của mình, không phải rất thích hợp. Vệ Tịnh có chút khó khăn nói. Tịnh nhi, ngươi nói cái gì đó? Mộ Dương mỉm cười lắc đầu, nói, ta không có gia đình của mình, ta thì một người muội muội, cũng là Uyển Nhi. Ngươi còn không có cưới vợ sao? Vệ Tịnh nói câu nói này thời điểm, bờ môi có chút run rẩy. Không có, Mộ Dương nói. Hơn 40 tuổi, còn không có cưới vợ, đây là không bình thường. Mộ Dương tướng mạo anh tuấn, rất có mị lực, mà lại thiên phú siêu nhiên, vẫn là tương lai thiên phủ phủ chủ. Hắn ưu tú như vậy nhân vật, đến bây giờ còn không có cưới vợ, vậy thì càng thêm không bình thường. Vì cái gì? Cũng không có vì cái gì, cũng là không có gặp phải thích hợp. A, à, Thiên Mệnh, Mộ Dương nghiêng đầu, hô Lý Thiên Mệnh một tiếng. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, cho Vệ Tịnh đỡ lên, cho nàng ôm đến phòng ngủ bên trong đi. Mộ Dương thực lực hùng hậu, hắn đối tiểu mệnh kiếp tựa hồ cũng có hiểu biết, để hắn cụ thể nhìn xem, khẳng định có chỗ tốt. Bọn họ sau khi đi vào, Lý Thiên Mệnh thì chờ ở bên ngoài. Đến mức tiểu hoàng gà, đi vào Vũ Lâm Các cái này hoàn cảnh mới, cao hứng bừng bừng chạy đến trong hồ nước bắt cá đi. Đại khái qua nửa canh giờ, Mộ Dương từ bên trong đi ra, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Nàng ngủ thiếp đi, Mộ Dương hít thở sâu một hơi, tựa ở cột cửa phía trên. Khoanh tay nhìn lấy ngồi tại trên bậc thang thiếu niên. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 20 năm quá lâu, tiểu mệnh kiếp thâm nhập cốt tủy, ta xác thực không giải quyết được, chỉ có sư tôn mới có thể làm được. Mà lại, liền xem như hắn độ khó khăn cũng rất lớn, cần rất lớn tiêu hao, rất nhiều thời gian. Mộ Dương nói. Có cái gì tạm thời kéo dài tuổi thọ, để cho nàng thoải mái một chút biện pháp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có thể áp chế tiểu mệnh kiếp tích xúc khuếch tán. Ngày mai bắt đầu, ta đi tìm một số linh túy, cần phải có thể cho nàng tạm thời áp chế một chút tiểu mệnh kiếp, nhiều một ít sức sống cùng tinh thần phấn chấn.
Ta tận lực, đem tiểu mệnh kiếp mang tới thống khổ áp chế đến mức thấp nhất, chỉ ít trong vòng một năm, vấn đề cũng không lớn. Mộ Dương nói, trước kia chỉ dựa vào Lý Thiên Mệnh Thanh Linh Thảo, nàng khả năng một tháng đều không chịu đựng được. Hiện tại có Mộ Dương trợ giúp, có công lực của hắn thú nguyên áp chế cùng linh túy thai nghén, một năm cũng không thành vấn đề. Đây hết thảy đều thuyết minh, Lý Thiên Mệnh hôm nay dũng cảm tìm kiếm Mộ Dương đến giúp đỡ, quyết định này là đúng. Hắn đã cảm tạ qua rất nhiều lần hắn, cho nên hắn lần này không nói. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trong suy nghĩ, Mộ Dương đã là một cái ân nhân. Về sau muốn cho Vệ Thiên Thương hồi tâm chuyển ý, chỉ sợ cũng cần hắn. Chuyện của mẹ ngươi, tạm thời giao cho ta, Thiên Mệnh, ta hỏi một chút liên quan tới ngươi sự tình. Mộ Dương ánh mắt sáng rực. Được. Ngươi hẳn phải biết, ta cái thứ ba đệ tử cũng là Lôi Tôn Phủ Lâm Tiêu Đình, ta nghe nói ngươi tại 3 năm trước đây cùng hắn có một đoạn ân oán, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra. Mộ Dương hỏi. Ngươi có thể tin tưởng ta, không tin đệ tử của ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tin tưởng chân tướng cùng sự thật. Mộ Dương đơn giản dứt khoát nói. Người muội muội Mộ Uyển là trên mặt ta sư, nàng biết rõ nói ra chân tướng, 3 năm trước đây nàng cũng là trên mặt ta sư, nàng đã nói với ngươi Lâm Tiêu Đỉnh thánh thú chiến hồn nơi phát ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng nói qua, nhưng là trước đây ta không tin, bởi vì ta chưa từng gặp qua ngươi. Mộ Dương nói. Hiện tại thế nào? Ngươi nói một chút chi tiết. Mộ Dương nói. Mộ Dương là Lâm Tiêu Đỉnh thiên sư, nếu như hắn biết rõ nói ra chân tướng. Đối tương lai mình báo thù cần phải có trợ giúp rất lớn đi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn là đem năm đó chi tiết nói với hắn. Sau khi nghe xong, Mộ Dương híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, rất lâu đều không nói gì. Thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị đả kích như vậy, người còn có thể chống nổi đến. Mộ Dương nói câu nói này thời điểm, kỳ thật có chút tán thưởng ý tứ. Có nàng tại, không có gì chống đỡ không xuống. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua gian phòng bên trong Vệ Tịnh Phương hướng nói, sau đó hắn nhìn về phía Mộ Dương, hỏi. Cho nên, ngươi cuối cùng là tin tưởng đệ tử của ngươi, vẫn tin tưởng ta. Ngươi tại Trầm Uyên chiến trường địa phương nào lấy được thánh thú chiến hồn? Mộ Dương hỏi. Hỏi cái này làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi trước tiên nói. Úy Lam vực, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia trong lòng ta có đáp án. Nói thế nào? Lâm Tiêu Đình nói hắn là tại Khương Lam Vực, lấy được thánh thú chiến hồn, nhưng ta từng tại Khương Lam Vực trải qua 3 năm trở lên. Ta cảm thấy, Khương Lam Vực, không có khả năng có thánh thú chiến hồn tồn tại, mà hiểm tượng hoàn sinh Úy Lam Vực, càng có khả năng. Mộ Dương nói, hắn nói câu nói này, trên cơ bản đã nói rõ, hắn cuối cùng tin tưởng chính là Lý Thiên Mệnh. Ngươi hy vọng ta trợ giúp ngươi báo thù đâu? Mộ Dương hỏi. Không hy vọng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lắc đầu. Vì sao, Mộ Dương không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá gọn gàng cự tuyệt. Ta chỉ muốn chính mình thân thủ tự tay mình giết cửu nhân. Lại nói, hắn dù sao cũng là đệ tử của ngươi, ta không muốn ngươi khó xử. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi muốn giết hắn, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ, cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch sao? Mộ Dương hỏi, ta không cần biết, dù sao, sớm muộn có thể đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, cho thấy không thể tưởng tượng tự tin. Ngươi chắc chắn chứ, chỉ bằng ngươi bây giờ. Mộ Dương không phải muốn nhìn nhẹ hắn, mà chính là sự thật bày ở trước mặt. Đúng. Vậy ta nhưng là rửa mắt mà đợi, nói thật, ta có chút cảm thấy ngươi là tại nói chuyện viển vông. Mộ Dương nói. Ngươi dạng này muốn mới bình thường, ngươi muốn là tin tưởng ta có thể làm được, vậy liền không bình thường. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vẫn rất có lòng tin, nhưng... ta vẫn là khuyến cáo ngươi một câu. Rửa tai lắng nghe, Lý Thiên Mệnh nói. Khác xúc động, các loại cơ hội, khác đến lúc đó mẹ ngươi sống, ngươi chết, để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau đó, tiện nghi cửu nhân của ngươi, để hắn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Mộ Dương nói. Ta nhớ kỹ, Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn cảm thấy, Mộ Dương căn bản không biết, hắn muốn báo thù quyết tâm đến cỡ nào nồng đậm. Cái kia đã vượt ra cuồng bạo cùng xúc động, đến lúc đó. Hắn hội tỉnh táo đến đáng sợ. Uống rượu sao? Mộ Dương móc ra 2 đại bầu rượu, đặt ở đình nghỉ mát trên cái bàn tròn. Uống. Có ý tứ, nhiều năm như vậy, còn không có thể cái ta không say không nghỉ người. Mộ Dương cười nói. Vậy hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính tửu lượng. Người trẻ tuổi, trang bê là phải trả giá thật lớn.
Trang Bê tại cái gì tuổi tác đều phải trả giá thật lớn, không chỉ là người trẻ tuổi chuyên trúc. Ha ha, các ngươi đang nói cái gì, uống rượu, qua, wow, thật là thơm. Tiểu hoàng gà phốc lĩnh cánh chạy như bay tới, trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Lý Thiên Mệnh có được thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, vĩnh hằng luyện ngục thể tố chất, tiếp nhận lại liệt tử cũng không có vấn đề gì. Kết quả là, bọn họ tại cái này Vũ Lâm Các bên trong, thoải mái uống. Có thể a, à, có chút bản lãnh, Mộ Dương tán thán nói. Chút lòng thành. Hắn chợt phát hiện, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là hắn trong tưởng tượng xúc động làm càn làm bậy. Hắn kỳ thật rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh, trong lòng của hắn ẩn giấu đi mãnh liệt dung nham, không đến bạo phát thời điểm, ngoại nhân là nhìn không thấy. Truyền thừa điện thời điểm, ta nhìn thấy binh khí của ngươi bị vệ quốc hào đánh nát. Uống đến đằng sau, liền Mộ Dương đều có một ít say rượu. Đúng vậy, gia hỏa này có chút phách lối. Lý Thiên Mệnh sắc mặt cũng có chút hồng nhuận phơn phớt. Ta cái này vừa tốt có một dạng thích hợp ngươi binh khí, tặng cho ngươi đi. Mộ Dương lúc nói chuyện, bỗng nhiên lấy ra một kiện thú binh, ném vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Tịnh Nhi thành hôn sinh con, ta đều không có đi, cũng không có lên lễ, binh khí này ngươi thì nhận lấy đi. Ngươi đưa ta lễ vật không cần tìm lý do, ta cơ bản đều sẽ chiếu đơn thu hết. Lý Thiên Mệnh nhặt lên cái kia thú binh, trên mặt nổi lên nụ cười. Cấp 5 thú binh, Lý Thiên Mệnh hỏi, bởi vì hắn tại thú binh trên thân, thấy được thanh sắc phức tạp thiên văn. Ngày này văn bên trong hiện ra lực lượng thần bí, dồi dào mà nóng rực. Đúng, Mộ Dương gật đầu nói. Tại học cung bài vị chiến thời điểm, Lâm Tiêu Đình, thần diệu binh khí của bọn hắn, đều là cấp 4 thú binh. Bọn họ tại trên binh khí áp chế Lý Thiên Mệnh tam giai thú binh lôi hỏa xiềng xích. Đối mặt vệ quốc hào thời điểm, lôi hỏa xiềng xích càng là trực tiếp bị bật nát. Đây hết thảy đều thuyết minh, lôi hỏa xiềng xích không đủ xứng đôi, Lý Thiên Mệnh thời khắc này thực lực. Nếu có cấp 4 thú binh, hắn còn có thể càng mạnh. Đến mức cấp 5 thú binh, nói thật, đây cơ hồ là người trẻ tuổi nhóm trong cơ thể có thể sử dụng tối cường binh khí. Rất nhiều đã vượt ra linh nguyên cảnh, đạt đến quy nhất cảnh, ngự thú sư, mới có thể nắm giữ cái này cường hãn cấp 5 thú binh. Ban ngày Vệ Thiên Thương đưa Vệ Lăng Huyên kim khuyết kiếm, cũng là cấp 5 thú binh. Vệ Thiên Thương tặng 18 tuổi lễ vật, chân quý trình độ có thể nghĩ. Mà trước mắt cái này thú binh là cấp 5 thú binh, có thể thấy được Mộ Dương lễ vật này chân quý. Tên gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Viêm Long xiềng xích. Đây là một đầu màu đỏ thắm xiềng xích, so lôi hỏa xiềng xích càng to dài hơn. Lôi hỏa xiềng xích là từ từng khối vòng sắt đan sen mà thành, nhưng là cái này Viêm Long xiềng xích, lại là từ một loại hình tròn lân phiến đan sen mà thành. Loại này lân phiến biên giới vô cùng sắc bén, mỗi một mảnh đều là sát khí. Có thể tưởng tượng, cái này Viêm Long xiềng xích muốn là quấn quanh ở địch trên thân thể người, quả thực có thể cắt chém ra vô số vết thương đến. Mà lại hắn mũi nhọn bộ phận còn có khác thiết kế. Tại cái này Viêm Long xiềng xích cuối cùng, là một thanh bén nhọn đao nhận, có chút tương tự mũi thương. Nói cách khác, cái này Viêm Long xiềng xích, có thể trực tiếp vào máu của địch nhân nhục chi bên trong. Viêm Long xiềng xích, nhưng thật ra là khác biệt cấp 5 thú binh tổ hợp mà thành, theo thứ tự là xiềng xích bộ phận cùng, Viêm Long nha, bộ phận. Mộ Dương chỉ xiềng xích cuối cùng cái kia hình dáng như mũi thương, Viêm Long nha, nói. Viêm Long nha thêm vào, cho xiềng xích này tăng thêm càng thêm linh hoạt phương pháp sử dụng, để Lý Thiên Mệnh nắm giữ càng thêm biến hóa đa dạng thủ đoạn. Binh khí này chủ yếu là từ, xích luyện khoáng, đoán tạo mà thành, lại lấy, Viêm Long hỏa, đoán tạo, sau cùng dung nhập hung thú, địa hỏa Viêm Long chi huyết, phẩm chất phi thường cao, so với bình thường cấp 5 thú binh muốn cường hãn. Hắn sử dụng linh quang linh tai, đều nắm giữ thanh sắc thiên văn, cho nên đây là thuần chính cấp 5 thú binh. Nghe Mộ Dương lúc giới thiệu, Lý Thiên Mệnh múa vài cái, quả nhiên rất thích hợp bản thân, uy lực so lôi hỏa xiềng xích cường hãn nhiều lắm. Nhất là trên đó linh tai, Viêm Long hỏa, bị bỏng lên, giống như hắn trưởng khống không phải một đầu xiềng xích, mà chính là một đầu nắm giữ bén nhọn hàm răng thần long. Sau cùng, đây là ngươi thiên phủ đệ tử lệnh bài, vừa chế tác tốt. Mộ Dương sau khi nói xong, cho Lý Thiên Mệnh ném tới một cái lệnh bài màu trắng. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận, xúc tu vô cùng trầm trọng. Hắn biết, đây là thiên phủ đệ tử thân phận chứng minh. Lệnh bài này là dùng phi thường cao cấp linh quặng đoán tạo mà thành, ngoại giới căn bản bắt chước không tới. Kỳ chính mặt điêu khắc thiên phủ hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, có rung động đánh vào thị giác lực,
mà mặt sau điêu khắc Lý Thiên Mệnh ba chữ, chứng minh đây là dành riêng cho hắn lệnh bài. Lý Thiên Mệnh từng tại thư tịch phía trên nhìn qua thiên phủ đệ tử lệnh bài tạo hình. Hắn biết tại tên của mình phía trên, kỳ thật sẽ còn khắc một cái tên, đó là thiên phủ thiên sư tên. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh cái này một hàng là trống không, hắn tạm thời không có thiên sư. Ngươi tuy nhiên không có thiên sư, nhưng là không ảnh hưởng ngươi đi, Viêm Hoàng Tháp, tu luyện, cũng không ảnh hưởng ngươi thu hoạch công pháp, chiến quyết, binh khí, linh quặng, linh túy cùng linh tai. Sau đó, mẫu thân ngươi sự tình tạm thời giao cho ta đi. Ngươi thì chuyên tâm tu luyện, nếu như ngươi có thể bắt kịp vệ phủ người tuổi trẻ bình quân mức độ. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta tin tưởng sư tôn ta cũng sẽ đối ngươi coi trọng mấy phần, nói không chừng hội cho ngươi cơ hội nói chuyện. Mộ Dương đứng dậy, hắn đã cho Lý Thiên Mệnh tất cả an bài xong. Vệ phủ người tuổi trẻ bình quân mức độ, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Hắn biết Mộ Dương nói chính là trời phú. Hắn tại bài vị chiến đại sát tứ phương, nhưng là che giấu không được hắn đã 20 tuổi sự thật. Mà tại thiên phủ bên này, tại vệ gia bên này, 20 tuổi bình tĩnh mức độ, ít nhất phải vượt qua 18 tuổi vệ lăng huyên đi. Cảnh giới của hắn kỳ thật mới linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, chênh lệch thực sự quá xa. May mắn, thực tế chiến đấu lực coi như không kém. Nếu như mình miễn cưỡng có thể cùng vệ phủ là đám thanh niên so sánh, như vậy cái kia vệ thiên thương, cũng sẽ không giống hôm nay nhìn như vậy nhẹ chính mình a. Mộ Dương nói đúng, vệ thiên thương cũng không phải là Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng loại kia hòa ái ông ngoại. Hắn căn bản sẽ không nghe Lý Thiên Mệnh nói bất luận cái gì lời nói, muốn cầm giữ lời nói có trọng lượng, nói cho cùng, vẫn là đến biểu hiện ra năng lực của mình. Nếu không, chính mình cùng mẫu thân đều phải để hắn xem nhẹ. Mẫu thân lưu tại vệ phủ, hắn thường xuyên đều muốn trở về, nếu như thực lực không đủ, như thế nào đối mặt vệ quốc hào vệ lăng huyên bọn họ châm chọc khiêu khích. Như thế nào đối mặt vệ thiên hùng, vệ tử côn bọn họ chán ghét ánh mắt. Mộ Dương một câu, xem như kiên định hắn tương lai niềm tin. Mẫu thân bên này hắn tạm thời giúp không được gì, nhưng là, con đường tu luyện phía trên, hắn thật vất vả tiến vào thiên phủ, là thời điểm mượn nhờ thiên phủ tư nguyên, để mình có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, Mộc Tình Tình, Thần Diệu Tinh Khuyết bọn họ những người này, đều tại thiên phủ đâu. Chỉ cần mình mãnh liệt làm bản thân mạnh lên, có lẽ có một ngày như vậy. Làm thực lực của hắn đuổi kịp người đồng lứa, có thể độc bá thiên phủ, thậm chí có thể báo thù vào cái ngày đó, thiên phủ phủ chủ vệ thiên thương, sẽ còn đến hôm nay dạng này, trực tiếp gọi mình lăn sao. Nội tâm của hắn lửa nóng lên. Phó phủ chủ, ta còn muốn xác nhận một chút, Lâm Tiêu Đình là đệ tử của ngươi, ngươi thật sẽ không ngăn cản ta báo thù sao? Lý Thiên Mệnh đồng dạng đứng người lên, hắn có một chút chênh choáng, cho nên lúc nói chuyện, ngữ khí sẽ khá khô nóng. Ta đã nói rồi, ta tin tưởng chân tướng cùng chính nghĩa, nếu như ngươi cấp ra chân tướng cùng chính nghĩa, vậy ta sẽ không làm việc thiên tư. Mộ Dương thản nhiên nói. Lại nói, xem ở vệ tỉnh phân thượng, hắn cũng không có khả năng thiên vị Lâm Tiêu Đình. Còn có một vấn đề, Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi tại truyền thừa điện nói qua, nếu như ta có thể đánh bại vệ quốc hào, ngươi thì thu ta làm đệ tử, hiện tại còn giữ lời sao? Đương nhiên chắc chắn. Bất quá, ta nói thật, đệ nhất, ta cảm thấy ngươi trong vòng 5 năm, không phải là vệ quốc hào đối thủ, thứ hai, ta cảm thấy ngươi trong vòng 10 năm, đều khó có khả năng đuổi kịp Lâm Tiêu Đình. Dù sao, người phía trước đã bị xa xa bỏ rơi. Lời nói của ta cũng là hiện thực, ngươi chịu phục sao? Không phục, Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Cái kia chờ xem. Có thể, Lý Thiên Mệnh nói. Đi trước. Ta đưa ngươi. Không dùng. Mộ Dương ngược lại là tiêu sái, uống rượu về sau, hắn tốc độ nhẹ nhàng, người nào đi thì đi, chớp mắt thì biến mất tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Huynh đệ, ta nói thật, tiểu hoàng gà tiến đến Lý Thiên Mệnh trước mắt, như tên trộm đường. Ngươi ngược lại là nói a, Lý Thiên Mệnh nói. Ta cảm thấy gia hỏa này, năm đó tuyệt đối thầm mến mình nương, mà lại là tình thâm ý cắt loại kia, coi như mình nương không có lựa chọn hắn, hắn cũng nhớ mãi không quên. Cho nên... Hắn đến bây giờ đều là lẻ loi một mình, còn không lấy vợ sinh con, chuẩn là đã từng thương tâm gần chết, cùng hòa thượng không sai biệt lắm. Tiểu hoàng quẻ lên, vô cùng hưng phấn. Ngươi rất có sức tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười cười. Kỳ thật, đây đều là chuyện cũ năm xưa, bọn họ đêm đó bối, không cần thiết hỏi quá nhiều. Hắn cũng là có một vấn đề không nghĩ ra, thần thánh cùng Mộ Dương đều ưu tú như vậy,
mẫu thân tại sao muốn lựa chọn Lý Viêm Phong a? Muốn là tuyển bọn họ, nàng hôm nay tuyệt đối không phải là cái dạng này. Huynh đệ, người nói hắn nhiều năm như vậy, giải quyết như thế nào vấn đề sinh lý a? Đường đường phó phủ chủ, hắn là đi hoa lâu đâu, còn là mình lấy tay giải quyết đâu. Tiểu hoàng gà tiếp tục bị ổi suy đoán. Muốn là Mộ Dương ở chỗ này, nghe được cái này gà như thế nghị luận chính mình, đoán chừng mặt đều đen. Huynh hỏa, người biết một con gà, thông qua biện pháp gì có thể biến đến càng dài rộng sao? Càng thích hợp nấu canh sao? Cái gì? Cái kia chính là, thiến. Chậc chậc, người lại ghen ghét lão tử hùng hậu tư bản. Gia hỏa này không biết xấu hổ thời điểm, lời gì đều dám nói ra. Bất quá, Mộ Dương đi về sau, hắn thiên phủ tu luyện chi lộ, có thể tính chính thức bắt đầu. Viêm Hoàng Tháp là thiên phủ đệ tử nổi danh nhất chỗ tu luyện, là toàn bộ Chu Tước Quốc Thánh Địa, Lý Thiên Mệnh sớm muốn đi nhìn một chút, chỗ đó đến cùng có như thế nào tạo hóa. Bất quá ở trước đó, hắn muốn đi trước tìm Thanh Công Chúa. Đương nhiên, tìm Thanh Công Chúa chỉ là ngụy trang, hắn chính thức muốn gặp người là Khương Phi Linh. Vệ Thiên Thương đã không hạn chế tự do của hắn, nhưng vệ phủ cũng không phải là hắn có thể nơi ở lâu. Nơi này có Mộ Dương có thể chiếu cố vệ tịch, Lý Thiên Mệnh vô cùng yên tâm. Cho nên, cùng mẫu thân cáo biệt về sau, hắn trước tại thiên phủ dàn xếp lại, Mộ Dương an bài cho hắn nơi ở có đất dụng võ. Tại vệ phủ ra ra vào vào, lấy thân phận của hắn bây giờ, tự nhiên chịu đủ đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Phó phủ chủ cần phải hao phí rất đại lực khí, mới khiến cho lão đầu kia đáp ứng không giam giữ ta đi. Lý Thiên Mệnh nhưng biết, lúc trước nói muốn giam cầm chính mình cả đời Vệ Thiên Thương, ngữ khí đến cỡ nào kiên quyết. Hắn từ trong ngực lấy ra Khương Phi Linh cho mình tờ giấy. So sánh một chút thiên phủ địa đồ, khóa chặt vị trí của các nàng. Liền dẫn tiểu hoàng gà cùng một chỗ tìm Khương Phi Linh đi. Thanh công chúa thiên sư, giống như gọi là tần thi căn bản là xem như mạnh nhất nữ thiên sư. Lý Thiên Mệnh tại truyền thừa điện gặp qua cái này thiên sư, vị thiên sư này đối với hắn không có hứng thú gì, nàng cơ bản thu nữ đệ tử. Đương nhiên, nàng cũng không có nhằm vào Lý Thiên Mệnh, ấn tượng có thể so sánh Liễu Tuyết Giao tốt hơn nhiều. Tại thiên phủ bên này, mỗi một vị thiên sư đều có một tòa cung điện. Đệ tử của bọn hắn đều ở tại bên trong khu cung điện này, mỗi người đều có vô cùng rộng lớn đình viện. Lý Thiên Mệnh không có thiên sư, cho nên ở tại thiên phủ trong góc, bên cạnh không có bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh tiến về địa phương gọi là Thi Vân Các, chính là tần thi thiên sư hành cung. Hắn đến thời điểm là lúc sáng sớm, cho nên Thi Vân Các bên trong không có mấy người. Dựa theo địa chỉ, Lý Thiên Mệnh tìm tới Thi Vân Các Tây Sương phụ cận. Nơi này có một tòa gọi là Thanh Loan Trai, đình viện, chính là Thanh Công Chúa cùng Khương Phi Linh nơi ở. Nghe nói Khương Thanh Loan tiến thiên phủ về sau, Khương Phi Linh vẫn đi theo tại bên người nàng. Nàng tuy nhiên không phải thiên phủ đệ tử, nhưng thiên phủ cũng ngoài định mức cho phép nàng tại thiên phủ tự do hoạt động, dù sao nàng không có cộng sinh thú, học không đến thiên phủ bất kỳ vật gì. Ca ca, ta liền biết ngươi đã đến. Lý Thiên Mệnh đang muốn gõ cửa thời điểm. Bỗng nhiên cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, một người mặc lấy trắng như tuyết lụa mỏng đồ ngủ thiếu nữ xuất hiện tại hắn trước mắt. Thiếu nữ duỗi ra lưng mỏi, còn tại vuốt mắt. Tóc của nàng tuy nhiên lộn xộn, nhưng hoàn toàn che lấp không được nàng bây giờ mị thái, nhất là duỗi người thời điểm, cho thấy nhu mì xinh đẹp tư thái. Loại này lười biếng dí dỏm thiếu nữ vị đạo, để Lý Thiên Mệnh vừa sáng sớm thì có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Người nào nha, đằng sau lại đi tới một thiếu nữ. Sau này trước mắt Khương Phi Linh, thiếu nữ này có thể nói là ma quỷ vóc dáng. Quan trọng nàng ăn mặc càng ít, tuổi còn nhỏ, thì có ba đào hung dũng tư bản, cái kia đường cong hoàn mỹ, gọi người huyết mạch sôi sục, miệng đắng lưỡi khô. A, à, Khương Thanh Loan đoán chừng không nghĩ tới Linh Nhi lại nhanh như vậy thì mở cửa. Nàng còn không có kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh thì xuất hiện tại hắn trước mắt, một đôi mắt rơi vào thân thể mềm mại của nàng phía trên. Nàng ngốc trệ một chút. Lập tức rít gào lên, trốn đến trong phòng ngủ đi. Ca ca, chờ chúng ta một chút. Khương Phi Linh đùa cười một tiếng, trước đóng cửa lại. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. Tiểu hoàng gà sớm đã dùng cánh chặn ánh mắt, chỉ bất quá cái kia cánh bên trong lộ ra khe hở cũng quá lớn. Cái này sáng sớm phía trên liền có thể mở rộng tầm mắt, hai cái khác biệt phong cách thiếu nữ đều có đặc sắc, mỹ diệu vô cùng. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái. Đem chính nhân quân tử tư thái trước bày ra tới. Lý Thiên Mệnh,
ta nhìn ngươi đôi mắt này, không có có tồn tại ý nghĩa. Cái kế tiếp mở cửa là Khương Thanh Loan, nàng đã mặc hoàn tất, hận không thể trong trong ngoài ngoài xuyên qua tam trọng quần áo. Mở cửa về sau, nàng hung dữ chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Thế nào, người muốn đảo xuống tới uống rượu sao? Cắn một tương, Lý Thiên Mệnh nói. Thiếu buồn nôn ngươi, chúng ta cái này không chào đón ngươi, người cái này danh tiếng bừa bộn ra hỏa. Khương Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn. Thanh Nhi ngươi tránh ra, khác cản trở ca ca tiến đến. Lúc này thời điểm Khương Phi Linh cũng xuất hiện, thấy được nàng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Khương Phi Linh đổi một thân màu lam nhạt váy ngắn, lộ ra nóng bỏng chân dài. Tăng thêm mỉm cười thời điểm cái kia say lòng người lúm đồng tiền. Như thế thanh xuân rung động lòng người, tự nhiên gọi người nhìn không chuyển mắt. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nhẹ nhàng đẩy ra Khương Thanh Loan ngăn lại cửa lớn tay, nghênh ngang đi vào Thanh Loan trong phòng. Khương Phi Linh đã tại trong đình viện trong lương đình pha trà ngon nước. Ca ca, uống trà. Nàng ngồi tại bên bàn tròn phía trên, đem đầu tóc kéo bên tai đóa đằng sau, cho Lý Thiên Mệnh bưng tới một chén nước trà. Trà vị mùi thơm ngát, thì cùng trước mắt hoàn mỹ tiên tử một dạng. Cảm ơn Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh ngồi xuống. Hắn mỗi lần nhìn thấy nàng, cũng nhịn không được muốn cảm khái, trên thế giới này lại có như thế nữ tử hoàn mỹ a. Lý Thiên Mệnh. Ta lại nghe thấy một cái liên quan tới ngươi chê cười. Khương Thanh Loan tựa ở đình nghỉ mát trên cây cột, không có hảo ý nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái kia nói ngay, để đoàn người đều cười một chút chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói, đường đường đệ nhất đệ tử, kết quả bị tất cả thiên sư từ bỏ, hiện tại liền học cung đều đang đồn chuyện cười của ngươi. Khương Thanh Loan nói, ha ha, thật buồn cười. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi người này làm sao không cần mặt mũi a? Khương Thanh Loan tức giận nói. Người nào không có a, luôn ảnh hưởng ta cùng Linh Nhi giao lưu, người có phải hay không đối với ta có ý đồ gì, muốn theo Linh Nhi hoành đao đoạt ái a? Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Đầu óc người có bệnh, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người, ta không nhìn chằm chằm ngươi, ai biết ngươi hội làm cái gì chuyện vô sỉ. Khương Thanh Loan tức giận nói. Bọn họ vừa thấy mặt liền dùm beng khung, Khương Phi Linh một bên pha trà, một bên thấp giọng cười. Đại khái là cảm thấy xem bọn hắn cãi lộn, cũng là một kiện chuyện thú vị. Ngươi chính là lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử của ta. Ngươi muốn là quân tử, vậy con này gà đều là quân tử. Khương Thanh Loan khinh bỉ nói. Không sai, ta là quân tử a. Tiểu hoàng gà tự hào nói. Nhìn lấy hai người bọn họ một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ, Khương Thanh Loan dậm chân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh Nhi, không buồn bực hơn. Ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Khương Phi Linh lôi kéo nàng, cuối cùng để cho nàng có bậc thang có thể trở xuống. Sau khi an định, Khương Phi Linh hỏi, ca ca, vậy ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Mặc dù không có thiên sư, nhưng cũng cầm tới thiên phủ đệ tử lệnh bài, không ảnh hưởng ta về sau tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói, ca ca thật lợi hại. Cái này cũng gọi lợi hại. Không có thiên sư, hắn tại thiên phủ nửa bước khó đi, ai cũng có thể khi dễ hắn. Khương Thanh Loan nói. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Nhi có thể bảo hộ ca ca sao? Khương Phi Linh hỏi. Chỉ cần hắn quỳ ở trước mặt ta, gọi ta ba tiếng nãi nãi, ta có thể bảo hộ hắn. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Theo ta thấy, ngươi chỉ có nãi nãi tướng mạo, cũng không có nãi nãi thực lực. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Thanh Loan phát hiện, hắn cùng người kia thật sự là bát tự không hợp. Nhưng kỳ thật, thông qua cùng Khương Phi Linh rất nhiều giao lưu. Nàng cũng biết không ít liên quan tới Lý Thiên Mệnh sự tình, liên quan tới thánh thú chiến hồn, liên quan tới cái kia một trận nói xấu. Ngươi liền đợi đến bị thiên phủ đệ tử thay nhau ngược đãi đi, ta là duy nhất có thể bảo kê ngươi người, ngươi còn dám mạnh miệng. Khương Thanh Loan uy hiếp nói. Không có việc gì, ta không phải còn có ngươi ngọc bội à, ai dám khi dễ ta, ngọc bội xuất mã là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không nói ta đều quên, mau trả lại cho ta, lập tức, lập tức. Khương Thanh Loan đứng dậy. Trả lại ngươi, có thể, chính ngươi tới lấy đi. Lý Thiên Mệnh xuất ra ngọc bội, trong nháy mắt giấu đến trong đũng quần đi, động tác nhanh chóng nhanh như thiểm điện. A, Khương Thanh Loan quả thực muốn khóc, đó là nàng như thế vật chân quý a, phóng tới cái chỗ kia. Quả thực khó có thể mở miệng. Ta bóp chết ngươi. Thanh Loan trai bên trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Náo loạn nửa ngày, kỳ thật cũng không thương tổn tình cảm lẫn nhau. Chỉ là Khương Thanh Loan đối Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể nhịn được nữa.
ta muốn mang Linh Nhi đi Viêm Hoàng Tháp tu luyện, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, các ngươi hai cái tiểu vương bát đều cho ta lăn. Khương Thanh Loan khóc không ra nước mắt. Nàng phát hiện mình thật gặp phải đối thủ, Lý Thiên Mệnh lưu tại nơi này, quả thực là đối nàng tra tấn. Mỗi câu lời nói cũng có thể làm cho nàng tức giận đến toàn thân phát run. Thanh Nhi không nên tức giận, ta hồi đến cấp ngươi mang thịt nướng ăn. Khương Phi Linh nháy nháy mắt. Không ăn, giảm béo. Là nên giảm một giảm. Lý Thiên Mệnh ngắm nàng liếc một chút. Lăn to. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh bị cùng một chỗ oanh đi ra cửa. Lý Thiên Mệnh mục đích đạt đến. Bằng không, muốn tại Thanh công chúa trước mặt đem Khương Phi Linh mang đi, nói nghe thì dễ. Ca ca, kỳ thật Thanh Nhi nàng rất hiền lành, nghe nói ngươi tao ngộ, nàng cũng đồng tình ngươi đây. Khương Phi Linh nói. Ta biết. Cho nên mới dám nói đùa nàng đâu, bằng không, lấy thân phận của nàng, đã sớm đem ta ngũ mã phân thây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn tuy nhiên cùng Khương Thanh Loan bát tự không hợp, nhưng từ đầu tới đuôi cũng làm nàng là người tốt, là bằng hữu. Mặc dù nói mình bây giờ không thể đáp lại cho bằng hữu cái gì, nhưng nếu như có cần dùng đến chính mình một ngày, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không keo kiệt chính mình nỗ lực. Đi ra thì Vân Các, phía trước là lịch sự tao nhã hoa viên. Trên trời trắng vân phiêu phiêu, gió nhẹ quét phía dưới, bên cạnh nữ hải sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Nàng điềm tĩnh nụ cười, không linh ánh mắt, toàn bộ đều là tốt nhất hình ảnh. Lý Thiên Mệnh tướng mạo đồng dạng xuất sắc, hắn thon dài mà dịu dàng, xem ra rất có tu dưỡng. Làm hắn cùng Khương Phi Linh đứng chung một chỗ thời điểm, rất có một loại trời sinh xứng đôi cảm giác. Linh Nhi, ta có một loại cảm giác, ta cảm thấy ngươi có thể trợ giúp ta tu luyện, nhất là tại phụ linh trạng thái. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Có thể, Khương Phi Linh nói. Làm sao ngươi biết? Trực giác nói cho ta biết, có lẽ đây là mắc cấp phụ linh mang đến. Ngươi cùng Thanh công chúa có thể như vậy phải không? Khương Phi Linh lắc đầu. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn lấy nàng, không biết vì cái gì, khuôn mặt này bàng tổng là có thể mang đến cảm giác quen thuộc. Mỗi khi tới gần nàng thời điểm, liền sẽ có một loại trong minh minh tâm động. Bọn họ cứ như vậy tự nhiên đứng đấy. Giống như đã làm bạn đi theo vô số năm một dạng. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết ông trời chú định sao. Có lẽ, người nào cũng không coi trọng Lý Thiên Mệnh, dù sao Linh công chúa nói thế nào đều là công chúa, mà hắn vẫn là cái có tiếng xấu trò cười, giữa bọn hắn, không có tương lai. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh không muốn thì lo xa như vậy, hắn chả muốn đi tiếp xúc nàng, hiểu rõ nàng, lấy tâm đi giao lưu. Tỷ như hôm nay, hắn thì muốn thử một chút. Mắc cấp phụ linh phải chăng đối với mình tu luyện có trợ giúp, chỉ ít lần trước, Lý Thiên Mệnh có dạng này trực giác, nàng đồng dạng nắm giữ. Thử lại lần nữa Thiên Chi Dực. Đây là Khương Phi Linh cái thứ ba năng lực, Lý Thiên Mệnh nhìn tận mắt, nàng tại trước mắt mình hóa thành ánh sáng, sau cùng hội tụ tại phía sau lưng của mình phía trên, ngưng luyện ra một đôi to lớn quang dực. Ông! Lý Thiên Mệnh phe phẩy quang dực bay lên. Cái này quang dực vô cùng có sức mạnh. Lý Thiên Mệnh tốc độ tăng vọt gấp bội, trực tiếp tại tầng trời thấp chạy như bay. Vỗ một lần quang dực, cả người có thể bay ra ngoài thật xa, giờ phút này hắn cảm giác mình tựa như là một con chim bay, liền tiểu hoàng gà đều đuổi không kịp bọn họ. Ca ca, ta lại nghe được tim đập của ngươi, thanh âm của nàng phảng phất tại trong lòng nghĩ lên. Ta cũng nghe đến ngươi. Giờ phút này, lòng đang cộng minh. Tránh thức thân cận nội tâm là cảm giác gì? Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm cảm nhận được. Nàng là một cái tinh khiết sinh mệnh, hết thảy đều như thế hoàn mỹ không một tì vết. Lòng của nàng tựa như là một khối thuần túy trân châu, mà Lý Thiên Mệnh tâm giống như là đá màu đen, phía trên vết thương chồng chất. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại bị qua thảm thiết nhất mưa gió. Chỉ có dựa vào gần nàng thời điểm, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trước nay chưa có an bình. Đó là ấm áp bến cảng, hắn không nghĩ tới như thế một cái nữ hài. Sẽ như thế ôn nhu. Ca ca, trong lòng ta có cái gì đâu. Có đối ta tàn niệm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca ca, nếu như ta bây giờ giải trừ Thiên Chi Dực, người sẽ trực tiếp quẳng xuống. Khương Phi Linh khẳng định đỏ mặt, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Vậy ta muốn hay không không chung quay người ba tuần nửa, lấy hoàn mỹ tư thái rơi xuống đất. Người hội ngã một cái chó giữ ăn ba ba. Nàng cười nói. Không nghĩ tới Linh Nhi tàn nhẫn như vậy. Ta tàn nhẫn nhiều chỗ vô cùng, người đừng để ta người vô hại và vật vô hại bề ngoài lừa gạt. Nàng nói. Vậy ta không dám, tránh khỏi để ngươi mưu sát thân phu.
Nháy mắt sau đó, Lý Thiên Mệnh thiên chi dực biến mất, từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã ở trên một cái quảng trường, tư thế 10 phần thiếu lễ độ. Đương nhiên, Khương Phi Linh chắc chắn sẽ không để hắn thụ thương, thiên chi dực hủy bỏ thời điểm đã rất tới gần mặt đất. Lý Thiên Mệnh đứng lên, chỉ thấy cô bé này đứng tại bên cạnh, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nàng còn chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, tựa hồ muốn nói, để ngươi tùy tiện đùa bỡn ta. Còn dám hay không nói mò? Không dám, nữ đại vương tha mạng. Xem ra, Linh Nhi cũng không phải mềm mại tiểu cây bông vải, tùy tiện liền có thể cua tới tay nha. Không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh rất thích nàng. Hắn biết chỉ cần ở chung đi xuống, hắn có thể sẽ càng ưa thích nàng. Là nàng để Lý Thiên Mệnh ý thức được, đã từng hắn coi là phải bảo vệ cả đời Mộc Tình Tình đến cỡ nào ti tiện. Nhưng tương tự không thể phủ nhận, hắn muốn tránh thức cùng nàng tiến tới cùng nhau, có lẽ còn có vô số khó khăn muốn vượt qua. Thế đạo này phía trên, cũng không phải là hai người yêu nhau liền có thể tiến tới cùng nhau, trở ngại cùng biến số thực sự nhiều lắm. So như lúc này, làm hắn từ trên trời ngã xuống, làm hắn lần nữa cùng Khương Phi Linh kết bạn, xuất hiện tại trong thiên phủ địa phương náo nhiệt nhất, rất nhanh liền đưa tới vô số ghé mắt. Những thứ này chết trong mắt, tự nhiên có rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh căn bản không có tư cách này, cùng Khương Phi Linh làm bạn mà đến. Khương Phi Linh mặc dù không có cộng sinh thú, nhưng là nàng đặc thù năng lực tại Diễm Đô vô cùng nổi danh. Không biết có bao nhiêu thiên tài thiếu niên, đều khát vọng tiếp xúc nàng, mà những thiên tài này thiếu niên, đa số đều tụ tập tại Viêm Hoàng Học Cung Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỗ đứng lấy địa phương, cũng là Thiên Phủ chứ danh địa phương Viêm Hoàng Tháp. Tại trước mắt hắn, cũng là một tòa cao vút trong mây cự tháp. Cái này cự tháp một tầng màu vàng óng, một tầng màu đen nhánh, cả hai nhan sắc giao thoa, từng tầng đi lên kéo dài, trực tiếp lọt vào trong tầng mây. Cả tòa tháp thoạt nhìn như là một tòa núi cao nguy nga. Tại Viêm Hoàng Học Cung thời điểm, Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn đến tòa này trong truyền thuyết Viêm Hoàng Tháp. Đã từng trong học cung lưu truyền, chỉ có cả nước nghịch thiên nhất thiên tài, mới có thể tại Viêm Hoàng trong tháp tu luyện. Hôm nay, hắn rốt cục đi tới Viêm Hoàng Tháp dưới chân, loại kia cảm giác, như là đứng ở một tòa cao chân núi một dạng. Có câu châm ngôn gọi là, Viêm Hoàng Tháp, định thiên hạ, có thể thấy được Viêm Hoàng Tháp tại toàn bộ Chu Tước Quốc địa vị. Nghe nói nơi này có được Viêm Hoàng học cung tinh hoa nhất tu luyện điển tịch, đồng thời cũng là học cung tu luyện thánh địa. Ca ca là lần đầu tiên đến Viêm Hoàng Tháp sao? Khương Phi Linh nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn. Đúng, về sau Linh Nhi có thể bồi ta thường tới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có thể, chỉ là Thanh Nhi hội ăn dấm, ta sau khi trở về được nhiều nhiều nịnh nọt nàng. Ăn dấm, nàng cái này thích ta sao, đều ăn được dấm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thanh Nhi là ăn của ta dấm, hừ hừ. Chậc chậc, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút nàng. Cười lắc đầu. Ngươi loạn suy nghĩ gì nha, ta cùng Thanh Nhi không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó, chúng ta là hảo tỉ muội. Chậc chậc, tiểu hoàng gà cũng cười theo. Nụ cười bị ổi. Ta bóp chết ngươi, Khương Phi Linh vạn vạn không nghĩ đến, nàng tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, sẽ biến cùng Thanh công chúa một dạng mạnh mẽ, trực tiếp vào tay bóp người. Tha mạng a, nam nữ thụ thụ bất thân. Bọn họ tại Viêm Hoàng Tháp trước đó đùa giỡn, hai người một bên chơi một bên cười, tại người ngoài xem ra đây tuyệt đối là liếc mắt đưa tình. Kết quả là, rất nhiều nhìn đến bọn họ thiên phủ đệ tử sắc mặt đều đen. Linh công chúa người nam kia chính là người nào? Không biết. Có người quen biết sao? Ta biết, đây chính là Lý Thiên Mệnh, các vị chưa nghe nói qua chuyện cười của hắn. Hắn cũng là cái kia đệ nhất đệ tử, bị tất cả thiên sư ghét bỏ cái kia tuyệt thế tầm thường. Đúng, cùng 3 năm trước đây hạ dược dâm loạn Lâm Tiêu Đình bạn gái thất bại cái kia trò cười, là cùng một người. Ta nghe nói, 2 ngày này xác thực có cái chuyện cười lớn tiến thiên phủ, nguyên lai cũng là hắn a. Xem ra nhất biểu nhân tài. Không nghĩ tới là đồ cặn bã, vẫn là cái phế vật. Mấy cái thiên phủ đệ tử tập hợp một chỗ, khoanh tay, lấy ánh mắt cợt nhã nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, theo Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, thân mật, chơi đùa tiến hành, lông mày của bọn họ đều thật sâu dựng lên. Linh công chúa tại sao cùng hắn tiến tới cùng nhau, nàng chẳng lẽ không biết, người này là cái có tiếng xấu ngân côn. Linh công chúa đơn thuần như vậy, khẳng định là để cho nàng lừa. Khá lắm Lý Thiên Mệnh. 3 năm trước đây còn không có bị giáo huấn, lại muốn tai họa nữ hài, người nào đi lên giáo huấn hắn một trận. Giáo huấn là một chuyện,
chủ yếu vẫn là muốn đem Linh công chúa cứu ra, thoát đi ma chảo của hắn, lại cho người này một cái cả đời giáo huấn. Nghe nói hắn 20 tuổi, vẫn chỉ là linh nguyên cảnh tầng thứ 32 bên thực lực, chúng ta tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép hắn. Có điều, tốt nhất vẫn là không muốn đường đột giai nhân, lấy nói rõ lý lẽ làm chủ, trước hết để cho Linh công chúa biết, hắn đến cùng là như thế nào ô uế. Người nào đi lên, không có người, ta lên. Nói thật, có thể tiếp cận Linh công chúa cơ hội, rất nhiều người đều muốn tóm lấy. Tại chỗ đều là toàn bộ Chu Tước quốc tương lai giường cột, bọn họ từng cái đều có thể nói là tuyệt thế anh hùng hào kiệt, tại Tiến Thiên Phủ trước đó, đều đã danh động một phương. Mà lại, thân phận của bọn hắn cơ bản cũng rất cao, sau lưng đều là danh môn vọng tộc, thế gia hào môn. Tỷ như Tinh Khuyết Thần Hạo thân phận của bọn hắn, tại Thiên Phủ cũng không tính là tối thượng du. Dù sao, tại Thiên Phủ loại địa phương này, liền Thanh công chúa Khương Thanh Loan, đều không phải là rất coi trọng thân phận của mình. Ta tới. Đúng vào lúc này, có một cái thanh y thiếu niên đứng dậy, đánh gãy lời của mọi người. Nhìn đến hắn về sau, trước đó nóng lòng muốn thử đám người cơ bản tất cả câm miệng. Bởi vì người này, chính là trong Thiên Phủ, Vệ Phủ, người, Phượng Hoàng Điện chủ Vệ Tử Côn con trai trưởng Vệ Thanh Giật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.